Phó Thủ tướng cũng tiếc ngẩn ngơ vì bỏ lỡ mất cơ hội dẫm đạp lên Diệp Thiên Nam, khiến ông ta không thể không thất vọng. Phó Tiên Phong vẫn cố gắng nhấn mạnh tới 3 lần cần xem xét lại trường hợp đồng chí Diệp Thiên Nam mà lại không nghĩ rằng Thủ tướng không thể để điều đó xảy ra. Gã không ngừng đánh giá Thủ tướng và vài lần nghĩ thầm rằng, Diệp Thiên Nam cho tới giờ phút này vẫn được Thủ tướng đánh giá cao tới vậy, Thủ tướng vẫn còn có ý bảo vệ ông ta. Phía dưới, các đồng chí cứ thảo luận tự nhiên. Sắc mặt của Tổng Bí Thư vẫn bình tĩnh như thường, chẳng kinh ngạc mà cũng chẳng căn vặn việc Diệp Thiên Nam bãi nhiệm. Tất nhiên, nếu có Mễ Kỳ Hỏa hoặc Minh Đắc Ngưu ở đây, thì hai người vẫn có thể nhận thấy khóe mắt Bí Thư hơi nhếch lên, là biểu hiện không được hài lòng. Mấy vị đứng đầu không có người nào tỏ vẻ nghi ngờ đối với những thay đổi nho nhỏ, đều không có ý hỏi tới. Và cuộc họp vẫn diễn ra bình thường như chưa từng có gì xảy ra, đã đi tới hồi thảo luận. Cũng chính thức bước vào giai đoạn đánh giá. Đang giữa chiều, Hạ Tưởng sau khi chơi với lão cổ một ván cờ, thấy dáng vẻ ông mệt mỏi quá liền bảo ông đi nghỉ mà ông liên tục xua xua tay. Giờ phải thức đã còn ngủ thì để sau khi chết chẳng phải ai cũng có một giấc ngủ dài vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh lại đó sao? Lo gì không được ngủ nào? Nói rồi ông cười vang, lại bày ra trước mắt ván cờ mới. Nào, làm ván nữa đi. Ông không giỏi các kỹ năng chơi cờ nhưng lại cực kỳ thích chơi cờ, mà mỗi lần đi bất cứ nước nào thì lại ngẫm nghĩ rất rất lâu y như một cao thủ cờ thực sự khi họ đi nước này thì đối thủ sẽ đi những nước cờ như thế nào. Nhưng thường thì sau 3 phút suy nghĩ cẩn thận ông ta mới đi một nước cờ, nhưng Hạ Tưởng thì chỉ cần 3 giây thôi là đã phá được rồi, khiến cho Hạ Tưởng có cảm giác chơi cờ với lão cổ chẳng khác nào một cực hình. Không chỉ rèn tính bình tĩnh, luyện tính nhẫn nại mà còn tôi luyện cho hắn cả óc phán đoán, suy xét. Mỗi lần đều chờ đợi mong ngóng ông ra một nước cờ tuyệt vời, nhưng lần nào cũng thế, đều là những nước cờ thường ngày quá quen thuộc lại qua quýt. Nhưng lạ là ở chỗ, một khi hắn mất cảnh giác, lúc hắn không thận trọng, ông lại có thể đoán ra ngay các nước cờ sau đó, chỉ đợi hắn lơ là chút chút là có thể đo ván hắn ngay rồi, quả là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng khiến cho hắn đành cắn răng mà chịu thôi. Lão cổ như một đối thủ cực kỳ khó chơi. Rõ ràng thắng lợi nằm trọn trong tay nhưng rồi đột nhiên có những điểm khó ngờ, lại làm cho người ta chịu bó tay bó gối một chỗ không thể chạy đằng nào cho nổi. Đã là cuối hạ rồi, ánh nắng chiều vẫn chói chang thiêu đốt vạn vật. Nếu không phải vì nhà lão cổ không ở trung tâm thành phố, trong khuôn viên lại còn có cả bóng cây xanh quanh năm sum xuê cao lớn lẫn hoa cỏ tốt tươi như thế thì quả là không thể nào ngồi đây cho tới giờ phút này. Lão cổ lại không thích mở điều hòa một tẹo nào. Thà rằng ông ta ngồi trong vườn mà hưởng cái nóng toát mồ hôi cũng không muốn ngồi trong phòng máy lạnh để hưởng cái mát mẻ sảng khoái nhân tạo. Khoảng một tiếng sau, ván cờ cũng kết thúc. Cuối cùng, Hạ Tưởng lại thắng, không chỉ thắng mà lại còn thắng một ván đẹp nữa. Nhưng cũng không ít lần hắn toát mồ hôi hột, suýt chút nữa thì lão cổ lật ngược tình thế rồi. Cuối cùng, lão cổ cũng chấp nhận thua, ha hả cười lớn. Có thấy nước cờ của ta hơi vô lối không? Kỳ thực. Nước cờ của ta chính là bảo cho cậu biết một sự thực, trong quan trường, phẩm giá không phải thứ quan trọng, thủ đoạn và mưu sự mới thực sự đắt giá, tất nhiên, trước tiên vẫn cần phải có năng lực. Và, thực tế là, người có năng lực chưa chắc đã là người có nhân phẩm, người có tài chưa chắc đã là người thủ đoạn và mưu mô, thế nên, rõ ràng cậu thấy thế cờ của ta quá thường, nhưng chỉ cần cậu lơ là chút thôi là ta có thể thắng cậu rồi. Vậy giờ cậu đã phục hay chưa? Hạ Tưởng mỉm cười. Bất đắc dĩ chìa tay ra, ném quân cờ trong tay lên bàn cờ. Phục hay không phục không quan trọng. Quan trọng là phải học được cách đối diện với sự thực và chấp nhận nó. Dù sao thì cũng thấy rõ một điều rằng, sự thực và giấc mơ đẹp đẽ của chúng ta có một khoảng cách tương đối xa. Bàn cờ đích thị được làm từ đá cẩm thạch, còn các quân cờ đều được làm bằng loại thạch anh tốt nhất, giống như tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị vậy. Nhưng lão cổ lại không xem đó là đồ quý giá nên cất giấu ở một nơi nào đó thật an toàn mà sẵn sàng chia sẻ với bất cứ ai có hứng thú với nó như bao bộ cờ khác vậy. Thật là chẳng biết trân trọng gì cả. Nhưng kỳ thật Hạ Tưởng lại đánh giá rất cao việc lão cổ đem cả vật báu như thế sử dụng triệt để mọi vai trò của nó. Tất cả những thứ ấy nếu chỉ được đặt trong lồng kính thì chỉ có thể biến nó thành một vật đẹp đấy quý thật nhưng chỉ để người ta chiêm ngưỡng thôi, trầm trồ, thán phục thôi chứ chẳng thể nào lại gần chạm vào nó được. Vậy thì có khác gì là đồ bỏ đi? Thử đoán xem cuộc họp đã đi được tới đâu rồi. Lão cố chừng mắt rồi mới khẽ nhếch mép cười danh mãnh hỏi một câu như thế. Hạ Tưởng cũng cười, đáp.
cháu lại cứ đinh ninh rằng rất lâu rồi ông không còn màng tới các cuộc họp của bộ chính trị nữa. Đó mới là nơi đáng giá để ta quan tâm, mà không quan tâm cũng chẳng được. Lão cổ lắc lắc đầu, tiếp tục. Cậu định thế nào? Vẫn chưa rõ ông ạ. Hiện tại, cháu chỉ quan tâm lúc nào thì cổ Ngọc về đến nhà thôi. Hạ Tưởng trả lời cho qua chuyện. Hắn cũng biết giữa lão cổ và thủ tướng nhất định có một mối giao tình. Hội nghị bộ chính trị lần này, người mà thủ tướng đề cử lại là một tham số vô cùng bí ẩn. Mà không thể nào phủ nhận, lão cổ cũng chung một mối lo lắng như thủ tướng vậy. Đương nhiên, hiện giờ sao hắn có thể biết cục diện trong cuộc họp bộ chính trị đã xuất hiện một cảnh tượng như hài kịch kịch tính. Thôi, bỏ đi, cậu không nói thì thôi vậy. Lão cổ dường như tức giận, nhưng vẫn cười nói. Đợi sau khi con bé Ngọc về, ta bảo nó đưa ta lên núi Đạo Quan sống một thời gian, nghỉ ngơi thoải mái đi, cũng cần phải tránh xa những điều thị phi một thời gian. Nói vậy nhưng trong lòng lão cổ giống như bất đắc dĩ và không chút cam lòng, bởi nó đâu chỉ nhằm vào ông ta mà còn chĩa cả vào thủ tướng nữa. Hạ Tưởng vốn dĩ vẫn muốn hỏi sự việc điều chỉnh trong quân đội, nhưng nghĩ mãi, cũng chẳng thể hé miệng thốt ra. Một phần cũng do Hạ Tưởng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, lúc này đây, hắn mới tiếp xúc với quân đội có một chút, chỉ xém tí nữa thôi là chuốc họa vào thân chứ chẳng chơi, chắc là do may mắn và mạng hắn lớn. Bởi vì đã từng nhúng tay vào chuyện của quân đội mà gây ra tiền lệ phải bỏ mạng, đương nhiên là hắn thoát nạn trong gang tấc cũng không thể chỉ dựa vào cái cớ do may mắn mà phán định, mà là vì hắn sớm đã có mưu tính cả rồi. Nhờ sự che chở và bảo vệ của lão cổ và ông cụ Ngô, hắn mới thoát được kiếp nạn này. Nhưng cũng làm cho hắn hiểu một đạo lý, trước khi hắn có thể đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, thì việc tiếp xúc với quân đội, tất cả đều được tiến hành trong bóng tối để đảm bảo an toàn tối đa. Trong đại nạn mà phát tài lớn cũng hay, có tài mà ẩn đi cũng có cái thú riêng, khiêm tốn cũng là một nghệ thuật sinh tồn, dẫu sao thì có người vẫn rất xem trọng quân quyền, e rằng có chết cũng không thể từ bỏ. Tiếp theo, bước tiếp theo thế nào hắn thực sự vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng trước mắt việc quan trọng hàng đầu vẫn là phải thúc đẩy để cha vợ lên chức. Mà không biết cuộc chiến tài chính của Liên Nhược Hạm có thể có được hiệu quả như dự tính hay không. Khi Hạ Tưởng đang trầm tư suy nghĩ, vừa ngước đầu nhìn lên, thì đã thấy cổ Ngọc đang chắp tay sau lưng, bước từng bước chân khoan thai, nhẹ nhàng lại gần. Vừa thấy dáng vẻ nhí nhảnh dễ thương của cổ Ngọc, hắn bỗng thấy tâm trạng bỗng nhiên trở nên vui lạ thường, lập tức có thể cho phép tâm hồn bay lơ lửng lên không trung. Tại hội nghị của Bộ Chính trị đang nhằm vào việc đề cử Tào Vĩnh Quốc và Lỗ Dân Hoành, tranh luận sôi nổi mà chưa nghiêng hẳn về phía ai. Nếu nói Chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương đặc biệt phản đối việc đề cử Tào Vĩnh Quốc vẫn có thể khiến cho người ta tiếp nhận, thì khi Thủ tướng đưa ra vài nhận định về Tào Vĩnh Quốc, rõ ràng để nhấn mạnh thêm ưu thế của Lỗ Dân Hoành, như thế lại làm người ta hơi khó để lý giải. Đều là do Thủ tướng đích thân đề xuất, chẳng lẽ lại nhất bên trọng nhất bên khinh vậy sao? Có khi nào Thủ tướng lại hối hận vì lúc đầu đã đề cử Tào Vĩnh Quốc? Nếu lại cho rằng Tào Vĩnh Quốc không thích hợp cho việc đảm nhận chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu thì tại sao lại không loại bỏ như đã làm với Diệp Thiên Nam, trực tiếp loại bỏ việc đề xuất Tào Vĩnh Quốc? Theo như Thủ tướng nhận xét và bày tỏ thái độ cho thấy, các ủy viên Bộ Chính trị của hệ bình dân, trên cơ bản phần lớn đều chuyển hướng đứng về phía Lỗ Dân Hoành, những người lên tiếng ủng hộ Tào Vĩnh Quốc bị giảm sút, có thể thấy hy vọng là không nhiều. Chính lúc mọi người đều cho rằng tới ngay cả Thủ tướng cũng muốn loại bỏ Tào Vĩnh Quốc. Khi Tào Vĩnh Quốc chắc chắn không trúng cử, thì tình hình bất ngờ xoay chuyển, khi Phó Thủ tướng cùng ba vị Phó Thủ tướng ra sức ủng hộ Tào Vĩnh Quốc. Sau đó, trưởng ban tổ chức TW Ngô Tài Dương, bí thư thành ủy thủ đô Tưởng Tuyết Tùng, ủy viên Bộ Chính trị mới nhậm chức Cổ Thu Thật đều kiên quyết lên tiếng ủng hộ Tào Vĩnh Quốc. Ngay sau đó, nếu như Tổng bí thư cũng lịch sự bày tỏ ủng hộ Tào Vĩnh Quốc chẳng làm ai ngạc nhiên, thì riêng quân đội cũng có tới 2/3 số phiếu ủng hộ Tào Vĩnh Quốc. Khiến cho người ngoài cuộc nhận ra rằng tình thế đã có biến đổi lớn, chẳng những kịch tính như hài kịch, hơn nữa còn vô cùng tinh diệu và làm người ta miên man bất định. Lần biểu quyết cuối cùng, lại xuất hiện một cảnh tượng làm người ta khiếp sợ, hóa ra là rất nhiều ủy viên Bộ Chính trị thuộc hệ bình dân, hơn nữa lại thêm một bộ phận ủy viên thuộc phe đối lập đều giơ tay ủng hộ cho Tào Vĩnh Quốc, khiến cho tình hình vốn đã không khả quan gì cho Tào Vĩnh Quốc khi thảo luận vấn đề, nào ngờ chỉ trong chớp mắt, đã lật ngược tình thế. Không những thế, sự ủng hộ còn tăng phân nửa so với lúc đầu. Vậy là, lệnh bổ nhiệm chính thức được thông qua. Chương 1420, bước ngoặt quan trọng,
một kết quả chẳng ai ngờ tới. Một kết quả, làm bao người kinh ngạc mà không thể lý giải nổi tại sao. Bởi vì Tào Vĩnh Quốc vốn là người thuộc phe thủ tướng, nhưng thủ tướng gần như chẳng đoái hoài gì tới tình hình ông ta, vậy mà vẫn thông qua bổ nhiệm. Vậy thì rốt cuộc, ai mới là người đứng sau giật dây cho tất cả những việc làm này? Ai là người lôi kéo Tào Vĩnh Quốc về phía mình? Tất cả mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh, trước tiên thủ tướng bãi bỏ Diệp Thiên Nam, rồi lại khéo léo bãi bỏ Tào Vĩnh Quốc, hơn nữa, rồi thì nâng đỡ Lỗ Dân Hoành, ai mà chẳng thấy rõ rằng cái vị trí bí thư tỉnh ủy Hắc Liêu, chắc chắn sớm đã thỏa thuận xong, thiên về một người nào đó được thủ tướng đề cử. Tào Vĩnh Quốc đã mất đi sự ủng hộ của thủ tướng, dù gì cũng có tổng bí thư ủng hộ, tuy rằng không mạnh lắm nhưng không thể chối cãi, hơn nữa sự ủng hộ của quân đội cũng không phải là một điều đáng ngạc nhiên, thì tới cuối cùng, phe bình dân và lực lượng đối lập cũng sẽ có bộ phận ủy viên bày tỏ sự ủng hộ của mình, liền khiến người ta chuyển biến không thể tin. Sao lại có thể như thế? Phải biết rằng bình thường đấu đá, tranh giành giữa các phe phái là không chịu nhượng bộ, ủng hộ Tào Vĩnh Quốc, nhất định là phải đạt được đủ sự báo đáp ích lợi chính trị trong đó, nếu không thì không thân quen với ông ta lại chẳng có bất cứ hứa hẹn gì khiến cho người ta mê tít mắt, thì ai lại vô duyên vô cớ đi cớ ủng hộ ông ta. Và trên chính trường lại càng không thể có một lời lôi phong. Nếu sự ủng hộ của Tổng Bí Thư cũng được, của ba vị Phó Thủ tướng cũng được, thậm chí cả sự hỗ trợ của quân đội và cổ thu thực cũng dễ lý giải, thì sự ủng hộ của các ủy viên bên thủ tướng và lực lượng đối lập đối với Tào Vĩnh Quốc càng khiến nhiều người băn khoăn mà chẳng thể tìm nổi lời giải đáp. Thậm chí vẻ ngờ vực còn hiện rõ ngay trên gương mặt Tổng Bí Thư. Ngô Tài Dương cũng không lưu tâm tới phản ứng của Tổng Bí Thư, ánh mắt ông ta nửa vô tình nửa cố ý dừng lại ở thủ tướng, bắt gặp thấy vẻ mặt thủ tướng thoáng chút thất sắc và cả nét tức giận, cuối cùng trên môi ông ta cũng mỉm cười đầy mỹ mãn. Tuy là hệ bình dân không qua lại với thế lực của gia tộc, không ít lần giao tranh gần đây, thế lực của gia tộc đều chưa thể chiếm được thế thượng phong, hơn nữa không dễ gì khiến phái bình dân tổn thất, mà hôm nay nhìn thấy vẻ tức giận và thất vọng của thủ tướng, ít nhiều thì cũng có Hạ Tưởng đang ở phía sau thúc đẩy. Nghĩ đến Hạ Tưởng, trước mắt Ngô Tài Dương lại hiện ra một thanh niên trẻ với vẻ mặt tươi cười vừa rạng rỡ lại vừa pha chút tự nhiên chân thành, còn chen lẫn cả vài phần xảo quyệt, ba phần thân thiết bốn phần chán ghét, trong lòng ông ta bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Thật ra, nếu không vì sai lầm Hạ Tưởng lừa Liên Nhược Hạp, thì nhà họ Ngô nâng đỡ hắn lên chức, cũng là một lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng, Ngô Tài Dương lại âm thầm cười khổ, nếu không phải vì mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạp, hắn ta sao có thể lọt vào tầm mắt ông cụ, sao có thể giành được lòng tin của nhà họ Ngô ra. Sự việc đều có hai mặt của nó, không thể nào hoàn hảo. Nghĩ lại, giả sử Hạ Tưởng là con rể chính thức của nhà họ Ngô, thì Hạ Tưởng vẫn có thể có được những thành tựu như bây giờ, vẫn có thể được Tổng Bí Thư tán thưởng, vẫn có thể kết thân được với những người không cùng phe phái hay không? Câu trả lời hiển nhiên là không chắc, cũng chính vì Hạ Tưởng không phải là con rể thật sự của nhà họ Ngô, dù cho mối quan hệ của hắn và Liên Nhược Hạm không thể giấu giếm cao tầng, nhưng vĩnh viễn có phải bí mật của bí mật hay không, cũng là khiến Tổng Thư Ký và những người khác khi có qua lại với Hạ Tưởng, cũng giảm đi một phần cảnh giác và sự phân chia phe phái rõ ràng đối với hắn. Đó cũng là lý do tại sao, Hạ Tưởng lại được nhà họ Ngô dốc hết sức mình ủng hộ giúp đỡ như thế, lại còn được cả Tổng Bí Thư hết lời khen ngợi, hắn quả là một thằng quỷ may mắn. Tâm trí của Ngô Tài Dương bỗng nhiên trôi xa, sau khi tĩnh tâm lại, ông ta không khỏi rút ra một kết luận đối với tình hình hôm nay, mệnh đề kinh tế ảnh hưởng chính trị ở bên trong sao tầng, sớm đã có chung nhận thức, cho rằng sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng không thể quá sớm, hẳn là còn mấy năm thậm chí mười mấy năm. Nhưng không ngờ, lần đầu tiên trong nước, một cuộc chiến thành công vận dụng thực lực kinh tế ảnh hưởng cục diện chính trị, không ngờ ở Hạ Tưởng trong tay, đã thành công bước đầu. Ngô Tài Dương không thể nào hình dung ra nổi mình sốc cỡ nào. Với việc Hạ Tưởng đã lên kế hoạch dùng tiền hòng gây ảnh hưởng hội nghị lần này, Ngô Tài Dương cũng nghe qua ít nhiều, dù biết được chẳng là bao, nhưng cũng biết rõ cảnh tượng nghịch chuyển hôm nay, ẩn sau kia là sức mạnh của đồng tiền. Đương nhiên, nếu để ông ta biết thực ra Hạ Tưởng cũng không hiểu lắm về chiến tranh tài chính, từ đầu chí cuối chỉ là trợ thủ, còn người thực sự đứng sau chủ quản tất cả là Liên Nhược Hạm, thì không chừng Ngô Tài Dương sẽ giật thót mình vì kinh ngạc ấy chứ. Chẳng qua sự kinh ngạc của Ngô Tài Dương chỉ là chuyện của cá nhân một người, điều ông ta không biết chính là, hội nghị lần này sẽ được lưu vào sử sách, vì nó không những quyết định vận mệnh của một nhóm người,
mà còn ảnh hưởng đến quan niệm chính trị cả đời của một con người. Hắn, chính là Hạ Tưởng. Sau khi nhận được kết quả từ Bộ Chính trị, Hạ Tưởng chỉ biết một điều là nên rời khỏi Bắc Kinh. Vậy thì nên trở lại Tương Giang thôi, công việc khẳng định đã chất thành đống, nhưng xử lý công vụ với hắn mà nói không phải việc cấp bách, về Tương Giang lần này người hắn muốn gặp nhất là Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm quá vĩ đại, thật tài tình, quả đúng là vị cứu tinh và ngôi sao may mắn của hắn. Tất nhiên, vẫn còn có Tào Thù Lê, chính nhờ sự dịu dàng và ân cần của cô cũng khiến Liên Nhược Hạm yêu thương, cho nên Liên Nhược Hạm yêu ai yêu cả đường đi lối về, không chỉ là vì trợ giúp hắn, cũng là vì có thiện cảm với Tào Vĩnh Quốc. Từ biệt Lão Cổ và Cổ Ngọc trước Lão Cổ, từ đầu chí cuối đều giữ hình tượng đoan trang của thục nữ, không dám nói nhiều với Hạ Tưởng, càng không dám có những cử chỉ thân mật. Hạ Tưởng cũng không gặp ai, chỉ gọi một cuộc điện thoại thông báo với ông cụ Ngô, Ngô Tài Dương và Cổ Thu Thực, xong xuôi là hắn lên đường ngay tắp lự. Lão Cổ sừng sững như một ngọn núi, chen ngang giữa Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, khiến hai người chỉ biết đứng nhìn nhau từ xa, không dám lỗ mãng. Hơn nữa, Hạ Tưởng cũng đã nhận ra sau khi Lão Cổ nghe được kết quả từ hội nghị chính trị, trong thần sắc có chút cô đơn. Hắn cũng biết, Lão Cổ vừa muốn hắn được như ý, đồng thời cũng không muốn thấy thủ tướng bị bất lợi. Quả là quá làm khó ông Lão. Nhưng Lão Cổ không nói, Hạ Tưởng cũng không tiện an ủi, bởi hơn ai hết, hắn hiểu, có một số sự việc chỉ có thể tự mình cởi bỏ khúc mắc. Lúc Cổ Ngọc tiến hắn không thể không khỏi dặn dò một vài câu, dặn Cổ Ngọc cố gắng chú ý tới tâm trạng của Lão Cổ, sắp tới tâm tình ông sẽ không tốt lắm, nên nhường nhịn ông Lão, giúp ông tập thể dục nhiều hơn, để tinh thần ông thư giãn, thoải mái hơn. Cổ Ngọc một dạ hai vâng, ngoan ngoãn nghe lời. Tới khi Hạ Tưởng thực sự phải đi thật rồi, cô bỗng nhiên vượt lên trước chặn hắn lại, nắm lấy cánh tay Hạ Tưởng may mà ở ngoài cửa, Lão Cổ không trông thấy. Cũng không có người quen nào của Cổ Ngọc nhìn thấy cô nhẹ nhàng hôn tạm biệt Hạ Tưởng. Sau đó, cắn tai hắn nói. Nếu như anh là của riêng mình em thì tốt biết bao. Dứt lời, lại dường như thoải mái hơn mà cười. Em chỉ là suy ngẫm mà thôi, có nhiều chị em thích anh như thế, nếu chỉ mình em có được anh, chắc hẳn sẽ làm họ rất đau lòng. Sau đó, cô lại nhảy chân sáo chạy mất, mặc dù cố thể hiện ra không hề gì và vui đùa trêu chọc. Nhưng Hạ Tưởng vẫn cảm nhận được từ sâu thẳm tâm hồn cô gái một sự cô độc không vui. Có lẽ một ngày nào đó, Cổ Ngọc sẽ rời xa hắn. Bỗng nhiên, trong lòng Hạ Tưởng lóe lên một ý nghĩ mãnh liệt. Trước khi lên máy bay, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Tào Vĩnh Quốc. Giọng nói của Tào Vĩnh Quốc sang sảng, rất vui mừng, cũng rất hỗn loạn. Đầu tiên là nói một loạt chuyện phiếm tạp nham, sau cùng vừa chuyển giọng điệu, lần đầu tiên nói ra lời tâm huyết với Hạ Tưởng bằng một giọng nghiêm trang. Cảm ơn con, Hạ Tưởng, con vì ba, vì họ Tào mà đã làm rất nhiều việc, ba ăn nói vụng về, nhưng sẽ luôn khắc ghi trong lòng. Hạ Tưởng trầm tư, hắn cũng biết để một bề trên nói cảm ơn với hậu bối, là khó khăn cỡ nào. Thực lòng mà nói, lý do hắn giúp cha vợ là vì. Một là vì năm xưa khi hắn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nghèo sát nghèo sơ, không những không khinh thị hắn, còn ngầm thừa nhận tình yêu của hắn và Tào Thù Lê, khiến hắn luôn luôn khắc sâu trong lòng. Hai là vì Tào Thù Lê là người con gái đức hạnh, đảm đang, dịu hiền, chu đáo khiến hắn cảm thấy hắn may mắn nhường nào khi lấy được một cô vợ tốt nhất thế gian. Tổng hợp lý do của hai phương diện, khiến hắn cần phải thuận thế đẩy một phen trong thời khắc mấu chốt trên con đường thăng tiến của cha vợ, đó mới là gốc rễ của việc làm người. Ba quá lời rồi, người một nhà cả, không nói lời hai nhà. Hạ Tưởng, ba sẽ đích thân cảm ơn Tổng Bí Thư. Tào Vĩnh Quốc mau chóng chuyển đề tài, có lẽ ông ta cũng cảm thấy giữa cha vợ con dễ không thích hợp nói những đề tài quá nghiêm túc quá chính thức. Nên như thế, Tổng Bí Thư kỳ thực luôn luôn quan tâm tới ba. Hạ Tưởng hiện tại tự nhiên phải nhường cho Tổng Bí Thư. Qua việc lần này, hắn tin bố vợ chắc chắn sẽ giữ vững lập trường, đã biết nên nghiêng về bên nào rồi. Thủ tướng thua hơi bị oan. Chẳng những mất ngai vàng của bí thư tỉnh ủy Hắc Liêu, lại mất đi một sự nương tựa của Tào Vĩnh Quốc. Lúc này Hạ Tưởng cũng đã biết được cảnh tượng tinh tế làm người ta miên man bất định trong bộ chính trị, trong lòng đối với cách làm trực tiếp bỏ rơi Diệp Thiên Nam và hàm xúc vứt bỏ Tào Vĩnh Quốc của Thủ tướng, tuy không vui, cũng chỉ có thể cười trừ. Đúng thế, hắn còn có thể nói gì nào? Chính trị chính là chính trị, giữa lúc Thủ tướng trở tay, Diệp Thiên Nam là bị ép phải bỏ rơi, mà Tào Vĩnh Quốc lại là chủ động vứt bỏ.
từ thủ đoạn chính trị mà nói, thực sự là thủ đoạn thành thục mà sắc bén. Về tình người mà nói thì vẫn còn những khiếm khuyết. Cũng không biết Diệp Thiên Nam bị mất mọi thứ như thế thì có cảm tưởng gì. Hạ Tưởng không thể đoán biết được ý nghĩ của Diệp Thiên Nam, vì hắn đâu phải Diệp Thiên Nam, hơn nữa hắn cũng không hiểu rõ Diệp Thiên Nam như trong tưởng tượng của hắn. Thậm chí sau tất cả mọi việc ngay cả thủ tướng cũng ngạc nhiên về hành vi của Diệp Thiên Nam, cảm thấy Diệp Thiên Nam có chút gì đó khó hiểu. Lúc này, Diệp Thiên Nam cũng chẳng tỏ ra giận dữ gào lên hay quăng đồ đạc mà lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc, ngẩn ngơ nhìn Quân Tử Lan héo rũ hai chiếc lá. Ngẩn ngơ xuất thần. Chỉ là ô cửa kính phía sau gã, có một chỗ hổng rõ ràng vừa bị đập bể, cũng không biết cái khung cửa vốn đẹp là vậy lại bị vật gì đập vỡ. Kỳ thực tin tức gã ở đồn công an thành phố Tương Giang truyền ra, và sau khi nhận được tin từ trong bộ công an, thì liền biết đại thế đã mất, Hạ Tưởng cũng tốt, Phó Tiên Phong cũng được, là muốn dùng mọi cách cản trở gã tới tỉnh Yến nhậm chức. Gã lập tức liên hệ với Thủ tướng, chỉ là vẫn chưa liên lạc được vì ông còn đang dở cuộc họp. Lúc đó gã hãy còn khờ dại ảo tưởng tất cả mọi người khi phải đối mặt với sự thăng chức trọng đại, đều có lúc mất đi chỉ số thông minh và lý trí phán đoán có lẽ thủ tướng có thể ngăn cơn sóng dữ, cũng có lẽ bí thư Long có thể thay gã ta nói vài câu, lại cũng có lẽ là chủ tịch quốc hội sẽ thay gã nói tốt vài câu, rồi cuối cùng gã chống chọi được áp lực khắp nơi, thành công thăng chức. Giấc mơ tuy đẹp thật, nhưng suy cho cùng thì mơ cũng vẫn chỉ là mơ. Sau khi tỉnh mộng, những mất mát và những phẫn nộ của Diệp Thiên Nam chẳng có lời nào để nói. Ông ta căm hận Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong tới tận xương tủy. Cũng hết sức khinh thường Trịnh Thịnh, Dương Hằng Dịch và Hồ Định. Nhưng những cái đó đâu thể thay đổi được vị trí khó xử lúc này của gã ở tỉnh Tương. Cho nên sau khi ngẫm nghĩ nửa tiếng đồng hồ, gã ta đã nảy ra một quyết định trọng đại. Cái quyết định đó đủ để làm Tương hết sức kinh hãi và cũng khiến Thủ tướng không thể lý giải nổi. Chương 1421, một lối rẽ mới. Lúc Hạ Tưởng rời thủ đô trở về Tương Giang thì Thủ tướng đã xuất hiện trong khuôn viên nhà Lão Cổ. Lão Cổ vừa thoáng nhìn Thủ tướng, ông gầy hơn so với trước, lặng im một lúc sau đó mới nói một câu. Chỉ còn 2 năm nữa thôi, đừng có hao tâm tổn trí nữa, không cần cực khổ như vậy, cực nhọc quá đổi lại mình được bao nhiêu đâu. So với khi ở hội nghị bộ chính trị, vẻ mặt Thủ tướng nhẹ nhõm hơn rất nhiều dù chưa thể xóa hẳn đi những mệt mỏi ấy. Hiện ra những nếp nhăn như muốn nhắc nhở tuổi tác của ông lắc đầu, nói. Không hao tâm tổn trí sao được, muốn tiếp tục theo đuổi quan điểm cầm quyền thì chỉ có thể tiếp tục bước đi, cho nên phải tận tâm tận lực thôi. Lão Cổ, nếu ông không giúp đỡ tôi thì tôi còn có thể trông cậy vào ai được nữa. Lão Cổ không nhìn vào ánh mắt của Thủ tướng ở phía đối diện mà ngước lên nhìn trời. Gần đây sức khỏe của tôi không tốt lắm, anh cũng thấy đấy, chuẩn bị sẽ đến đạo quan ở một thời gian. Sắc mặt Thủ tướng lại đượm buồn, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại lắc lắc đầu, thở dài. Như thế cũng hay, vậy Lão Cổ nhớ chú ý giữ sức khỏe nhé. Nhìn theo bóng dáng Thủ tướng đang bước từng bước chân chậm rãi nặng nề mà cô độc, Lão Cổ suýt chút nữa đã động lòng trắc ẩn rồi, ông ta đã toan lên tiếng gọi người quay trở lại nhưng lại không thể nào hé miệng thốt ra nửa lời. Ông ta lại nhớ đến Hạ Tưởng đã chơi cờ với ông suốt cả một buổi khi đang diễn ra cuộc họp, trong lòng rủa thầm Hạ Tưởng một câu, cái thằng nhóc tinh quái. Rõ ràng là ngồi chơi cờ với hắn, nhưng thật ra là đang đánh vào tình cảm của hắn, lo lắng hắn lại dao động về phía phe thủ tướng. Thằng tiểu tử ấy thế mà khá, đã nhìn ra được ông ta cũng có một mặt mềm yếu, nhưng khi nghĩ thông suốt mọi chuyện thì tâm trạng buồn bực của Lão Cổ rốt cục lại dễ chịu hơn mấy phần, bất đắc dĩ mà mỉm cười. Rốt cục hiểu ra ông ta thấy đôi lúc Hạ Tưởng vô lại nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Sau khi Hạ Tưởng về tới Tương Giang, cũng không ghé qua tỉnh ủy trước mà đi luôn tới Nam Cung, bởi hắn muốn gặp Liên Nhược Hạm. Ở Nam Cung lúc này mọi người đều đi hết nên rất vắng vẻ, tĩnh lặng, chỉ có Liên Nhược Hạm và Lý Thấm thôi. Nghiêm Tiểu Thì và Vệ Tân đã đi trước Hạ Tưởng một bước nên đã về tới thành phố Yến. Cũng chẳng biết do Nghiêm Tiểu Thì cố ý sắp đặt mọi chuyện hay do Vệ Tân cố ý rời khỏi. Dù sao trước khi Hạ Tưởng bước một chân vào thì Nam Cung trước đây rất ồn ào và náo nhiệt, hiện tại đã vắng vẻ lạnh tanh. Có thể là thông minh nhưng Nghiêm Tiểu Thì, cẩn thận giống Vệ Tân nên đều biết rằng trong trận chiến này, người có công đầu là Liên Nhược Hạm, còn lại bọn họ chỉ là người thêm hành người thêm muối, người tung chiêng kẻ thổi kèn. Cho dù là Nghiêm Tiểu Thì, Vệ Tân hay là Cổ Ngọc, Phó Tiên Tiên,
chẳng ai có thể đoán định được suy nghĩ của Hạ Tưởng. Thực ra, Hạ Tưởng về lần này là muốn trực tiếp nói với họ lời cảm ơn chân tình, suốt thời gian qua đã vất vả vì hắn nhiều rồi. Mặc dù bị gán cho cái danh, tám cô gái đại náo Tương Giang, mặc dù thanh thế có lớn nhưng trước nay Hạ Tưởng chưa một lần chính thức được họp mặt đông đủ với cả tám cô gái ở Nam Cung, và hơn ai hết Hạ Tưởng cũng thừa biết một điều là cái danh kia cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Tất nhiên, chính Hạ Tưởng cũng chưa hề nghĩ quá xa xôi về chuyện tám cô gái cùng tụ họp lại, chỉ có điều sau khi sự việc qua đi, hắn cảm thấy hắn đều nhận được từ họ một tình cảm nồng ấm và quan tâm tha thiết. Thế nên, phải tìm về để mà nói một lời cảm ơn là điều tất yếu. Cho dù đó là cái giá mà họ sẵn sàng chấp nhận, cũng phải cho họ thấy hắn không phải là người vô tình bạc nghĩa. Sự quan tâm dịu dàng chăm sóc chu đáo của Tào Thù Lê luôn luôn thầm lặng trả giá. Liên Nhược Hạm tính cách mạnh mẽ quyết đoán, không chùn bước, liều lĩnh ủng hộ hắn suốt chặng đường qua. Rồi sự chân thành chất phác mà sâu sắc của Cổ Ngọc, trước sau với hắn luôn có một mối thâm tình. 10 năm đợi chờ ngóng trông cuồng dại của Nghiêm Tiểu Thì. Phó Tiên Tiên mặc dù là phóng túng, đã quay trở lại là chính mình. Tình cảm lâu dài của Vệ Tân, tất cả đều chính là tài sản quý giá nhất đời mà kiếp này hắn có được. Và tất nhiên chuyến đi này, Hạ Tưởng thực lòng muốn gửi tới họ một sự biết ơn chân thành vì những gì hắn nhận được từ họ. Dĩ nhiên vẫn còn có một Tiếu Giai sẵn sàng tình nguyện theo sau và rất mực nghe lời hắn. Đó cũng là một trong những hạnh phúc và may mắn đáng quý biết bao mà cuộc đời đã ưu ái dành cho hắn. Lúc này Nam Cung đã trở lại vẻ yên tĩnh, Hạ Tưởng gõ cửa, duy chỉ có hai người, Liên Nhược Hạm và Lý Thấm. Mới đứng ngoài cửa thôi, hắn đã nghe thấy tiếng nói cười cười vui vẻ của hai người họ, bất giác hắn lắc lắc đầu cười. Vừa bước vào trong, hắn đã thấy cả hai đang mặc một chiếc quần sót ngắn, phô cặp đùi trắng nõn như ngọc, trên người cũng chỉ mặc một cái áo hai dây ôm sát người, đúng là mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Thực tình Hạ Tưởng biết, các cô không có phòng bị gì đối với hắn. Nếu như với Liên Nhược Hạm còn có chút tình ý đối với hắn, còn với Lý Thấm thì dù chỉ trong ý nghĩ cũng hoàn toàn không có chuyện quan hệ nam nữ. Hạ Tưởng đợi một lát thấy Lý Thấm vẫn còn chưa có ý rời đi, bèn khẽ hắng giọng, lên tiếng. Nè, có người tới cũng cần chú ý chút tới ấn tượng chứ. Ngay cả tới Liên Nhược Hạm cũng chẳng đoái hoài gì tới câu nói của Hạ Tưởng, trừng mắt. Chẳng phải là anh đang chăm chú nhìn đó sao? Lý Thấm lúc ấy mới ý thức được sự khiếm nhã của mình, mặt ửng đỏ, vội bật dậy chạy ngay vào phòng, đóng cửa lại, lúc ấy, Hạ Tưởng mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Thấy mình em thôi là đủ rồi, cổ nhân đã dậy, bạn vợ, cấm lén phén. Nếu đó không phải bạn vợ, thì có thể lén phén sao? Liên Nhược Hạm nắm được sơ hở trong câu nói của Hạ Tưởng, mượn luôn cơ hội đùa cợt hắn ta. Vớ vẩn! Hạ Tưởng nghiêm mặt lại, ra vẻ uy nghiêm của đàn ông. Nếu em còn nói thế lần nữa là đánh đòn đó nghe. Liên Nhược Hạm bèn choàng tay ôm lấy cổ hắn, kề sát người vào hắn. Trò này của anh xưa rồi, ngoài trò đó ra còn trò gì khác nữa cứ tự nhiên, xem em sợ anh không. Như thế thì Hạ Tưởng biết nói gì đây, biết làm gì đây, dù đàn ông con trai luôn mạnh mẽ hơn chị em phụ nữ nhưng trong một vài trường hợp, họ vẫn bị áp đảo. Thế nên hắn không phản kháng trong trường hợp này là phải thôi. Nhưng im lặng thế cũng chưa thể tránh được cái mà Liên Nhược Hạm cần. Thế nên hãy cứ, và hắn bế xốc Liên Nhược Hạm lên, thẳng phía cầu thang lên tầng. Cũng chẳng thèm để ý xem trong nhà này còn sự hiện diện của ít nhất một người nữa, Lý Thấm nhẹ nhàng mở hé cửa phòng, chứng kiến cảnh Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm âu yếm thân mật, bất giác gương mặt cô bỗng ửng đỏ, khẽ le lưỡi rồi quay trở lại phòng mình. Cô lại nhớ tới Tề Á Nam chưa bao giờ có lấy một cử chỉ âu yếm như thế với cô, không sao tránh được những suy nghĩ vẩn vơ. Lý Thấm cũng thấy lạ, trước mặt Tề Á Nam mọi hành vi cử chỉ của cô quá cứng nhắc, nóng nảy, chẳng mấy khi ôn tồn, nhu mì. Phụ nữ có thể dùng tài năng và trí thông minh làm thương trường trao đảo nhưng để chinh phục trái tim đàn ông, còn cần phải dựa cả vào sự dịu dàng như nước nữa. Trong niềm vui hoan lạc, Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm đều hoan hỉ thỏa mãn, đều là một lần vui vẻ hết mình trước nay chưa từng có của hai người, dù sao cũng không có nhiều cơ hội, một lần thật mạnh mẽ. Hạ Tưởng không có thói quen hút thuốc sau khi hành sự xong, dù chỉ là một điếu, huống chi Hạ Tưởng dần ít hút thuốc, có thể không hút thì tuyệt nhiên không hút. Thế nên lúc này, hắn tựa lưng vào thành giường, cánh tay trái vẫn ôm Liên Nhược Hạm vào lòng, tay phải đặt sau gáy. Nói anh nghe xem, kết quả cuộc chiến.
Hạ Tưởng không hiểu lắm về tài chính, nhưng hắn vô cùng quan tâm tới những gì mà Liên Nhược Hạm đã dày công bày binh bố trận trong cuộc chiến, tài chính một lần này như thế nào, dẫu cho ảnh hưởng của nó tới hội nghị bộ chính trị thế nào thì hắn đã rõ. Nhưng cụ thể thu hoạch ở thị trường tài chính thì hắn vẫn chưa hay biết gì hết. Một nói tắt của hai cụm từ tài chính và chính trị. Thành công rực rỡ, vừa rồi anh đã tận tâm phục vụ, thưởng cho anh 8 điểm. Nói rồi, Liên Nhược Hạm hì hì cười. Hạ Tưởng toát mồ hôi hột, gì thế này, có phải Liên Nhược Hạm muốn chọc giận hắn hay không? Hắn nhẹ nhàng giơ tay khẽ tét mông Liên Nhược Hạm. Đừng giỡn nữa, chuyện nghiêm chỉnh. Liên Nhược Hạm khẽ kêu lên một tiếng, nhéo trả lại hắn một cái, rồi phì cười, kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong cuộc đại chiến, tài chính, lần này. Và vẫn chỉ có thể tóm gọn lại trong 4 từ khi nói về cái kết của cuộc chiến lần này là thành công rực rỡ. Liên Nhược Hạm liền mô tả lại toàn bộ quá trình cho Hạ Tưởng nghe, lợi dụng lỗ hổng của các chính sách như thế nào, dùng ưu thế về tài chính để đánh úp và đe dọa như thế nào, kết hợp với nguồn ngoại tệ như thế nào, vào thời điểm nào để tạo bước đột phá, v.v. Tất cả chỉ có thế, cái nào cần giải thích, cần cụ thể thì giải thích thì cụ thể, còn không thì chỉ cần chú ý vào điểm chính mà thôi. Liên Nhược Hạm đã trải qua tôi luyện đấu đá khốc liệt tại thị trường tài chính Mỹ, giờ đây đã trở thành một chuyên gia cao cấp về kinh nghiệm tác chiến trong thị trường tài chính. Thị trường vốn trong nước vẫn chưa hoàn thiện, việc kiểm tra giám sát vẫn còn tồn tại nhiều mờ ám và sai sót. Thêm vào đó, rất nhiều các doanh nghiệp cao cấp trên danh nghĩa là niêm yết trên thị trường, vì muốn niêm yết trên thị trường nên báo cáo láo về thành tích, hơn nữa quyền lợi của cổ đông khá phức tạp, phản ứng chậm chạp. Từ đó khiến Liên Nhược Hạm phát hiện có thể thừa cơ hội. Mục tiêu của Liên Nhược Hạm rất rõ ràng, ai đối đầu với Hạ Tưởng, cô sẽ lập tức ra tay với sản nghiệp của người đó, đưa sản nghiệp của người đó vào tầm bắn, khiến sản nghiệp của người đó gặp khó khăn và bị giảm giá trị. Lẽ dĩ nhiên, cô cũng sẽ không khinh suất, nhờ sự sắp đặt đâu ra đấy, lên kế hoạch vẹn toàn, lại có Lý Thấm ở bên cạnh, biết cụ thể hóa từng đường đi nước bước. Không chỉ thu được lợi nhuận khả quan từ thị trường chứng khoán trong nước, chẳng cần bỏ ra lấy nửa đồng kẽm mà vẫn kiếm được bộn tiền từ đó. Đồng thời, đó cũng uy hiếp nặng nề tới sản nghiệp của một số người. Liên Nhược Hạm áp dụng chiêu thức, vừa đấm vừa xoa, chính sách cây gậy và củ cà rốt 2, đó là những nguyên tắc đã được thực tế chứng minh trên khắp năm châu 4 bể luôn luôn là đúng. Cuối cùng nó đã khiến cho một nhóm người nổi giận, một nhóm người cảnh giác và một nhóm người do dự. Và kết quả là đã hình thành lực tấn công trực tiếp và đanh thép vào một bộ phận ủy viên Bộ Chính trị. Hai cây gậy và củ cà rốt tiếng Anh, carrot and stick là một loại chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. Cây gậy, tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, củ cà rốt, tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng. Một chính sách kiểu, cây gậy và củ cà rốt, phải luôn hội tụ đủ 3 yếu tố, yêu cầu thay đổi. Quyền lợi nếu thay đổi, biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc quân sự. Liên Nhược Hạm kể với giọng điệu nhỏ nhẹ, chừng hơn nửa tiếng vẫn phải nói vắn tắt ngắn gọn. Hạ Tưởng tuy nghe thì thấy đinh tai nhức óc sao mà rối rắm, nhưng khi vừa nghe đề cập tới mấy chục tỷ tới hàng trăm tỷ USD đang lưu thông và quay vòng hứa hẹn mang đầy lợi nhuận về trên thị trường tiền tệ, thật đúng là làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng ngoài nhiệt huyết sôi trào vẫn còn có điều làm cho Hạ Tưởng suy nghĩ sâu xa. Chính là rốt cuộc thì hắn cũng nhận ra rằng, một khi thực lực kinh tế đủ mạnh thì hoàn toàn có thể chi phối cục diện bộ chính trị, dù hy vọng chỉ là một hạt cát, dù là ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tất cả đều có thể bị xoay chuyển. Cũng như khi một người bị dồn tới chân tường, thế cùng lực kiệt nhưng chỉ cần còn một tia nhỏ nhoi muốn sống, muốn được sống thì người đó ắt sẽ dùng tất cả khả năng, cơ hội, trí tuệ của mình để thoát khỏi cái chết trực chờ trong giây lát. Trong khi... cuộc họp lần này cũng khiến cho Hạ Tưởng được mở rộng tầm mắt, các phe phái chính trị trong nước, phe bình dân cũng vậy, thế lực gia tộc cũng thế, đoàn hệ cũng như nhau, đều có quan niệm chính trị giống nhau, chính là cố gắng hết sức để duy trì địa vị thống trị của phe phái mình, kiên trì chính sách một đảng để trị quốc. Về cơ bản, các chia rẽ trong việc cầm quyền thực ra không nghiêm trọng lắm, đều là dưới lá cờ đỏ, cùng chung một hệ tư tưởng giáo dục chính trị, điểm xuất phát và lối tư duy thực ra về cơ bản đều giống nhau. Sở dĩ sự khác biệt chính là từ thực tế mà trở thành nguyên tắc và quy phạm, là lấy đức trị quốc, là lấy pháp luật trị quốc. Dựa vào thực tế mà nói, vấn đề là thiên về phe nào mà thôi. Trước đây, Hạ Tưởng cũng đã từng lựa chọn lập trường, khó có thể đưa ra phán quyết, nhưng từ trong cuộc chiến,
tài chính của Liên Nhược Hạm, hắn bỗng lờ mờ nhận ra còn có một lối rẽ khác, mới mẻ hơn, thiết thực hơn. Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang suy nghĩ của Hạ Tưởng, hắn khẽ nhếch mép, cảm thấy bên cạnh mình trống một khoảng thì ra Liên Nhược Hạm đã nằm qua một bên tự lúc nào, đang thiêm thiếp đi vào giấc ngủ. Tự dưng hắn bỗng thấy một cảm giác yêu thương trân trọng dần dần lan tỏa xâm chiếm lấy tâm hồn hắn, cô cũng đã quá mỏi mệt, thật sự cũng cần để cô nghỉ ngơi. Cuộc điện thoại là của Trịnh Thịnh đích thân gọi tới, giọng của ông ta không hề có chút dao động. Chủ nhiệm Ha, lập tức đến tỉnh ủy, có cuộc họp quan trọng. Có chuyện gì rồi sao? Hạ Tưởng thấy tim mình thắt lại. Đồng chí Diệp Thiên Nam chính thức đệ đơn lên Trung ương xin từ chức. Ngập ngừng trong giây lát, Trịnh Thịnh nói tiếp. Tỉnh ủy cần phải thống nhất tư tưởng, sẽ cố gắng giữ đồng chí Thiên Nam lại. Từ chức ư, bỗng Hạ Tưởng nhảy phát xuống đất, sao lại thế? Trong tiềm thức, trong hoạt động chính trị trong nước, chưa có tiền lệ một vị phó bí thư tỉnh ủy nào lại tự chủ động từ chức, vậy rốt cuộc Diệp Thiên Nam có dự tính gì? Chợt Hạ Tưởng nghĩ tới một điểm này, phải khen thay cho một con người, hay cho một Diệp Thiên Nam tài trí hơn người, ông ta cũng đã phát hiện lối rẽ khả thi khác. Chương 1422, quả nhiên còn có thủ đoạn. Khí hậu Tương Giang còn nóng bức và ẩm ướt hơn Bắc Kinh, có lẽ sắp mưa rồi, không khí vô cùng oi bức khiến tâm trạng Hạ Tưởng không tránh khỏi buồn bực chút ít. Trên đường đến tỉnh ủy, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong. Chủ nhiệm Hạ, xin chúc mừng. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Vĩnh Quốc Thông, tỏ ý chúc mừng y. Giọng của Phó Tiên Phong không giấu nổi sự vui mừng, nhưng y cũng có nghi vấn rất lớn. Bí thư Trịnh có lẽ đã điện cho anh rồi, sắp đến tỉnh ủy rồi chứ. Tôi nghe nói cảnh tượng ở cuộc họp cục chính trị làm người ta rất khó hiểu. Hạ Tưởng đương nhiên biết ý thăm dò của Phó Tiên Phong, nên không tiếp lời của y, càng không nói với y lực lượng tư sản của biến số đằng sau cuộc họp cục chính trị. Tôi sắp đến tỉnh ủy rồi, đến rồi nói cụ thể sau. Phó Tiên Phong hơi thất vọng, đành nói. Được rồi, hiện tại Bí thư Trịnh đang làm công việc của Diệp Thiên Nam, thật ra theo cách nhìn của tôi, tỉnh ủy cũng phải hết sức tôn trọng sự lựa chọn cá nhân. Phó Tiên Phong muốn cho Diệp Thiên Nam đi, Hạ Tưởng có thể hiểu, bởi vì Diệp Thiên Nam mà đi, Phó Tiên Phong có thể công khai tiếp nhận toàn bộ thế lực để lại của Diệp Thiên Nam, trở thành nhân vật thứ hai danh xứng với thực của tỉnh Tương. Nếu là người khác có thể không quen với sự ham hố của Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng lại sớm thấy nhiều những lần xử sự khó coi của Phó Tiên Phong, bởi vậy không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Nói đi cũng phải nói lại, Diệp Thiên Nam nếu như vẫn không hề điều chuyển mà ở lại tỉnh Tương, tuy chắc chắn địa vị không lớn bằng trước kia, nhưng cũng không nhất định sẽ không hề có chút thị trường nào. Với thủ đoạn và trí tuệ chính trị của Diệp Thiên Nam, y muốn cùng Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong tạo thế chân vạc ba chân ở tỉnh Tương có thể không có khả năng nữa, nhưng vẫn còn đủ vốn chính trị trở thành một lực lượng không được xem thường. Còn sự kiện rầm rộ của Diệp Địa Bắc, thật ra không thể khiến Diệp Thiên Nam đau gân nhức cốt, Hạ Tưởng rất rõ, cứ cho là Diệp Địa Bắc cuối cùng bị xử phạt, thì cũng không công khai tuyên án, cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng và hình tượng của Diệp Thiên Nam, đại đa số người sẽ mãi mãi không thể biết được chân tướng. Còn có một điểm, tuy cuộc họp cục chính trị đã kết thúc, nhưng nếu chính thức công khai với bên ngoài, còn cần một thời gian nữa, cũng có nghĩa là, Diệp Thiên Nam còn có một khoảng thời gian hòa hoãn, thậm chí có thể nói, việc Diệp Thiên Nam được đề cử làm ứng cử viên chủ tịch tỉnh Yến, ngoài một số người có hạn ra, bên ngoài không mấy người biết, cuối cùng không trúng tuyển cũng hoàn toàn không tổn hại gì đến hình tượng chính diện sáng chói của y. Nhưng y lại chọn lúc này để từ chức, không phải là y dỗi, cũng không phải y vì bức xúc mà tự nhận lỗi từ chức. Càng không phải y cảm thấy bản thân đức không xứng với tầm, nên vì đức mà từ chức, mà là vì y chọn cách an toàn là trên hết vững vàng hơn cả kế lừa dối lấy lùi làm tiến. Hạ Tưởng bây giờ càng thêm khâm phục sự bình tĩnh và đầu óc quyết đoán nhanh nhạy của Diệp Thiên Nam. Mà Trịnh Thịnh tổ chức cuộc họp, lại làm ra thái độ níu giữ Diệp Thiên Nam, dĩ nhiên thân làm bí thư tỉnh ủy bắt buộc phải làm gương, cũng là giữ gìn hình tượng bản thân. Tỉnh Tương có phó bí thư tỉnh ủy từ chức, truyền đi ra ngoài. Phó Tiên Phong không chịu ảnh hưởng gì, cũng không có ai liên tưởng đến Hạ Tưởng, bên ngoài sẽ suy đoán có phải vì nguyên nhân của Trịnh Thịnh, mới bức Diệp Thiên Nam đến mức không thể không giận dữ mà từ chức. Thủ đoạn hay của Diệp Thiên Nam, lại trả thù Trịnh Thịnh một phen. Càng suy nghĩ càng cảm thấy sự đáng sợ của Diệp Thiên Nam, đến tỉnh ủy, Hạ Tưởng không khỏi suy nghĩ thêm, ngoài việc từ chức, Diệp Thiên Nam còn có thủ đoạn gì phải tiến hành cùng lúc.
Sự từ chức của Diệp Thiên Nam, là canh bạc được ăn cả ngã về không, là muốn Tiên Phong xông vào một con đường có thể đi khác, mặc kệ hắn có thành công thật hay không, Hạ Tưởng đều bái phục y mấy phần, bởi vì y có trí tuệ chính trị hơn Tôn Tập Dân nhiều. Năm đó, nếu sau khi xảy ra sự cố lớn ở huyện An, Tôn Tập Dân đầu tiên chủ động xin Trung ương từ chức, có lẽ sự việc đã có kết quả khác. Chỉ có điều Tôn Tập Dân ôm lấy ảo tưởng, cho rằng có thể tránh được nạn, cuối cùng bị Trung ương bắt buộc tự nhận lỗi từ chức, mãi cho đến hôm nay vẫn đang không được dùng đến. Thái độ quyết định tất cả, nếu chủ động từ chức, Tôn Tập Dân bây giờ nói không chừng đã có thể đứng dậy được rồi, mà hiện tại, việc tái nhậm chức vẫn xa xôi không thời hạn. Lúc bước vào tỉnh ủy, bầu trời u ám mây đen che kín, cuối cùng cũng không chịu được sức nặng của mưa, mưa xuống rồi, hơn nữa lại là mưa to, vừa lúc Hạ Tưởng bước vào văn phòng, không bị nước mưa làm ướt. Nhìn lại cảnh trời đất gắn thành một mảnh giữa nước mưa, tâm trạng của Hạ Tưởng cũng vô tình giải tỏa được rất nhiều gánh nặng. So sánh tòa nhà tỉnh ủy tỉnh Tương với tòa nhà tỉnh ủy tỉnh Yến, có phong cách hoàn toàn khác biệt, cây cối phía nam vô cùng xanh tươi, nhưng vì lý do ẩm ướt nhiều mưa, cộng với nhiều lầu cũng nhiều năm không tu sửa, những góc âm u mọc đầy rêu. Diệp Thiên Nam cuối cùng vẫn chưa bước vào trong tòa nhà tỉnh ủy tỉnh Yến, cũng khiến cho Hạ Tưởng vui như chút được gánh nặng. Bất luận thế nào, Diệp Thiên Nam thậm chí còn không bằng Phạm Duệ Hằng, ít nhất Phạm Duệ Hằng quý trọng danh tiếng, biết tự kiềm chế, nghiêm quản Phạm Tranh, sau Cao Thành Tùng, mấy khóa bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh Yến đều khá để ý đến chuyện dạy dỗ con cái. Diệp Thiên Nam nếu thực sự đi tỉnh Yến, lại mở ra sự khơi dòng cho việc các cán bộ cấp cao buông thả con cái, nếu y cứ ngồi ghế chính tại tỉnh Yến, cuối cùng đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, tính nguy hại của y còn lớn hơn Cao Thành Tùng, bởi vì y càng bí ẩn, càng có thủ đoạn chính trị hơn so với Cao Thành Tùng. Lên trên lầu liền phát hiện Đồng Phàm đã ở trong văn phòng, đã chờ hắn rất lâu rồi. Thư ký số 1 chờ đợi, rõ ràng là Trịnh Thịnh bày mưu, đến thống nhất tư tưởng. Đồng Phàm thân là thư ký số 1, bình thường ở tỉnh ủy tỏ vẻ rất cẩn trọng, suy cho cùng y là hình tượng thứ hai của Trịnh Thịnh, bình thường phó chủ tịch tỉnh gặp y cũng có phần khách khí. Tuy nhiên, Đồng Phàm trước giờ chưa từng ra vẻ trước mặt Hạ Tưởng, lần này thái độ càng khiêm tốn, vừa thấy Hạ Tưởng đã vội vàng đứng dậy, vô cùng cung kính nói. Chủ nhiệm Hạ, bí thư Trịnh có mấy câu bảo tôi chuyển lời cho anh. Lúc bình thường, nếu Đồng Phàm thay Trịnh Thịnh chuyển lời, chắc chắn sẽ nói vòng vo, hôm nay sự việc gấp gáp, không cần phải nói lan man nữa. Hơn nữa, với quan hệ giữa Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng, Đồng Phàm càng không tự cho mình thông minh mà phô trương quyền uy và huyền bí của thư ký số 1. Hạ Tưởng nghe xong lời của Đồng Phàm, chỉ im lặng gật đầu, hoàn toàn không đưa ra câu trả lời nào, chỉ nói. 5 phút sau tôi qua. Sự chuyển lời của Trịnh Thịnh và dự đoán của Hạ Tưởng giống nhau, là muốn khiến Hạ Tưởng cũng tỏ rõ lập trường giữ Diệp Thiên Nam, đồng thời còn hy vọng Hạ Tưởng biểu hiện mạnh một chút, nếu có khả năng, thà làm một bước nhượng bộ lớn về việc của Diệp Địa Bắc, cũng muốn đổi lấy sự hồi tâm chuyển ý của Diệp Thiên Nam. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười, Trịnh Thịnh quá bận tâm danh tiếng bản thân rồi, chỉ sợ việc Diệp Thiên Nam từ chức khiến cấp trên có cách nhìn không tốt với y. Cũng lo lắng phỏng đoán và phê bình của dư luận ảnh hưởng đến hình tượng chính diện của y, nhưng mà Trịnh Thịnh quá không hiểu Diệp Thiên Nam rồi. Chả trách Trịnh Thịnh trong lúc giao chiến với Diệp Thiên Nam cứ không chiếm được thế thượng phong, hoàn toàn không phải là Trịnh Thịnh không đủ thành thục về chính trị, mà là y từ đầu đến cuối đều không thấy rõ cách đối nhân xử thế của Diệp Thiên Nam. Chính trị và chiến tranh giống nhau, hai quân giao chiến, biết người biết ta mới có khả năng giành thắng lợi. Thật ra lúc Hạ Tưởng nghe được Diệp Thiên Nam muốn từ chức, trong lòng hắn đã có chủ ý. Bước những bước không nhanh không chậm, Hạ Tưởng đẩy cánh cửa gỗ văn phòng bí thư tỉnh ủy, liếc mắt nhìn thấy Trịnh Thịnh mặt mũi ưu phiền, Phó Tiên Phong mặt trầm tĩnh, còn Diệp Thiên Nam thì mặt mày thoải mái, không khí văn phòng lại vừa vô cùng cứng nhắc, vừa nặng nề. Tiếng mưa bên ngoài ào ào, tiếng sấm âm ỉ, có lẽ đã rất mát mẻ rồi, bên trong phòng lại là không khí kiềm nén, phiền muộn như cũ. Rất rõ ràng, Phó Tiên Phong là thái độ bàng quan khoanh tay đứng nhìn, từ góc độ cá nhân, y chỉ mong sao Diệp Thiên Nam nhanh chóng từ chức cho xong, xuất phát từ trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh, y lại buộc phải giả vờ giả vịt khuyên bảo Diệp Thiên Nam. Theo Hạ Tưởng thấy, Trịnh Thịnh lại thật lòng níu giữ Diệp Thiên Nam, bất luận là xuất phát từ công tâm hay tư tâm. Hạ Tưởng vừa bước vào, ánh mắt ba người liền đồng loạt dừng lại trên người hắn. Trịnh Thịnh là tha thiết chờ đợi. Phó Tiên Phong là nghi vấn và ám chỉ, Diệp Thiên Nam lại bình tĩnh như nước,
không có chút gợn sóng. Nếu vừa gặp hắn Diệp Thiên Nam đã thay đổi thần sắc, phẫn nộ cũng được, hờ hững cũng được, cũng chứng minh y có thấp thỏm, nhưng lại không có. Sự thờ ơ của Diệp Thiên Nam khiến Hạ Tưởng trong lòng kinh ngạc, không chỉ khiến hắn cảm thán công phu kiềm chế thật sự ghê gớm của Diệp Thiên Nam, cũng khiến hắn hiểu, Diệp Thiên Nam đã chắc chắn chủ ý rồi, ai cũng không thể khuyên được y quay đầu lại. Khẽ gật đầu, Hạ Tưởng liền hỏi. Bí thư Diệp muốn từ chức, đã quyết định chưa? Vẻ mặt Diệp Thiên Nam lúc này mới sinh động chút ít, vẻ mặt hổ thẹn. Địa Bắc gây ra chuyện lớn như vậy, tôi thân làm cha cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh được, dạy không được, lỗi của người cha, thẹn sự bồi dưỡng nhiều năm của đảng và nhà nước cho tôi, từ chức là vì tỏ rõ với Trung ương, tỉnh ủy và nhân dân tỉnh Tương. Lý do đàng hoàng ai ai cũng có thể nói, nhưng cách nghĩ sâu xa trong lòng, sẽ không cho người ngoài biết. Hạ Tưởng đã nhiều lần giao đấu với Diệp Thiên Nam, mắt sáng như điện, nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Thiên Nam, nói từng câu từng chữ. Bí thư Diệp thật sự có thể nghĩ như vậy, quả thật khiến người khác cảm động, là tấm gương của toàn thể cán bộ đảng viên tỉnh Tương. Khóe miệng Phó Tiên Phong hiện lên nụ cười, vẻ mặt của Trịnh Thịnh có hơi thay đổi, ánh mắt của Diệp Thiên Nam dưới cái nhìn chăm chú hùng hổ dọa người của Hạ Tưởng, đồng tử hơi co lại vẫn cười thản nhiên. Cảm ơn chủ nhiệm Hạ hiểu được quyết định của tôi. Tôi hiểu và ủng hộ quyết định của Bí thư Diệp. Hạ Tưởng không hề khuyên Diệp Thiên Nam một câu giống như điều Trịnh Thịnh muốn, mới nói mấy câu, hắn liền kiên định tỏ rõ lập trường, liền khiến Trịnh Thịnh hoàn toàn thất vọng. Cũng khiến ánh mắt Diệp Thiên Nam chớp động, vẻ mặt bình tĩnh ung dung rốt cuộc biến sắc, trong lòng cũng hiện lên nghi vấn, Hạ Tưởng lẽ nào đoán được gì rồi. Vì sự thấu hiểu của Hạ Tưởng, vì sự ủng hộ của Phó Tiên Phong, vì sự kiên định của Diệp Thiên Nam, Trịnh Thịnh một bàn tay không vỗ nên tiếng, cũng biết nói nhiều vô ích, cuối cùng chỉ nuối tiếc cầm lấy tay của Diệp Thiên Nam. Tỉnh ủy tôn trọng quyết định của đồng chí Thiên Nam. Một tiếng sấm long trời lở đất vang lên ngoài cửa sổ, chấn động đến mức cửa sổ rung lên ầm ầm. Hạ Tưởng nắm tay của Diệp Thiên Nam, nói một câu chúc phúc sau tiếng sấm. Sau mưa gió mới có thể thấy được cầu vồng, Bí thư Diệp, tôi sẽ nhớ khoảng thời gian làm việc cùng anh. Diệp Thiên Nam nắm chặt lấy tay Hạ Tưởng, dường như rất không nỡ, xúc động nói. Tỉnh ủy tỉnh Tương là sự từng trải đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời tôi, có thể làm việc với chủ nhiệm Hạ là vinh hạnh của tôi. Nói xong, Diệp Thiên Nam vẫy tay cáo biệt Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong. Vừa bước ra cửa, y lại quay người lại cười ôn hòa, bổ sung một câu. Đúng rồi, tôi quyết định chính thức đưa kiến nghị lên tỉnh ủy và trung ương. Đề cử đồng chí Hạ Tưởng tiếp nhận chức vụ phó bí thư tỉnh ủy. Hạ Tưởng giật mình, Diệp Thiên Nam quả nhiên còn có thủ đoạn, đi thì đi đi, còn để lại phục bút chôn tai họa ngầm. Chương 1423. Lúc về đến nhà đã ăn cơm tối rồi, khoảng 9 giờ hơn. Hạ Tưởng thấy Tào Phù Lê một mình nằm trên ghế, nghiêng đầu, chống cằm, đã buồn ngủ quá rồi còn dáng tỉnh táo, đầu gật gật, chính là dáng gồng, không muốn đi ngủ. Thực tế cô Lê bây giờ đã đi vào giấc mộng rồi, Hạ Tưởng tự nhiên rất hiểu cô, cũng thấy nhiều lần tư thế ngủ như gà con mổ thóc khiến người khác bật cười của cô rồi, hắn rón ra rón rén bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng cúi người ôm lấy cô. Tào Thù Lê tỉnh lại, mở đôi mắt nhập nhèm, thật dịu dàng ôm lấy cổ Hạ Tưởng, một tiếng. Mưa rồi, không bị ướt chứ? Lại họp rồi, muộn thế này mà. Không có họp, đi ăn liên hoan. Hạ Tưởng uốn lưng một cái. Rồi đặt Tào Thù Lê lên ghế sofa. Diệp Thiên Nam chuẩn bị từ chức, tỉnh ủy qua nghiên cứu quyết định, đồng ý y từ chức, ngày mốt chính thức lên báo Trung ương. Tào Thù Lê hiển nhiên không quan tâm hoặc không thèm nghĩ đến việc Diệp Thiên Nam từ chức có ý nghĩa gì, hoặc là có ảnh hưởng gì lớn, chỉ đáp một tiếng, rồi lại hỏi chuyện cô quan tâm. Chị Liên khỏe không? Hạ Tưởng thật sự vừa xuống sân bay liền đến Nam Cung, cũng biết cô Lê rõ ràng là quan tâm đến Liên Nhược Hạp. Kỳ thực trong lòng có hơi ganh tị, liền thầm cười, lấy tay véo lấy mũi cô. Rất khỏe, cô ấy là đại công thần, em có thời gian thì qua gặp mặt cảm ơn cô một tiếng. Nếu không phải cô ấy ở đằng sau nỗ lực, vị trí bí thư tỉnh ủy Hắc Liêu của bố đã không xong rồi. Một câu nói trúng điểm yếu của Tào Thù Lê, cô tự trách mình nhỏ nhen quá, chị Liên thật sự đã giúp bố một việc lớn. Lúc nãy bố gọi điện tới, nói nhiều lắm. Trước giờ ông gọi cho em chỉ nói 2-3 câu thôi. Tào Thù Lê liền nhắc đến chuyện Tào Vĩnh Quốc điện tới. Đúng rồi, Thù Quân cũng đã đảm nhiệm chức phó giám đốc ở Sở Tài Chính rồi,
nó cũng điện tới, còn hỏi thăm anh nữa. Hạ Tưởng Thuận thế ngồi trên sofa, nghĩ lại sự quan tâm đối với Tào Thủ Quân và Hạ An những năm gần đây vẫn không đủ, mặc dù có áy náy, nhưng lại nghĩ, thực ra đối với Tào Thủ Quân và Hạ An mà nói, cuộc sống hiện tại không hẳn là hạnh phúc. Nếu hắn quá dung túng Tào Thủ Quân và Hạ An, dĩ nhiên, với sức ảnh hưởng của hắn tại tỉnh Yến, muốn đưa bọn họ lên phía trước một bước chẳng qua chỉ là một câu nói. Nhưng về việc của Hạ An, và cả tiền đồ của Tào Thủ Quân, hắn và Tào Vĩnh Quốc đều không hẹn mà cùng giữ im lặng, chưa bao giờ vì Hạ An và Tào Thủ Quân mà gọi một cuộc điện thoại tình cảm riêng, cũng không phải là tự cho thanh cao, mà là muốn thả tay để Hạ An và Tào Thủ Quân tự mình phấn đấu, tự mình lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn, cũng chẳng phải là sự yêu thương đối với bọn họ sao. Hạ An còn được, đã bước chân vào quan trường, con đường bước đi cũng coi như chắc chắn, không có gì là bất chính, Hạ Tưởng khá an tâm. Tào Thủ Quân lại không quan tâm đến tiền đồ, yên tâm làm việc ở sở tài chính, cũng không nói chuyện y có một anh rể làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, càng không nói chuyện có bố làm chủ tịch tỉnh, chỉ đúng giờ đi làm tan ca ở sở tài chính như một người bình thường vậy. Trên thực tế, Tào Thủ Quân có biết chủ tịch tỉnh Yến Cao Tấn Chu, cũng nói chuyện được với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Vương Bằng Phi, nhưng y lại từ một đứa con nhà quan vô cùng ngạo mạn lúc trước trở thành một công tử khiêm tốn quá đáng của chủ tịch tỉnh. Bình tâm mà nói, vẫn khiến Hạ Tưởng rất vui mừng, rất thích thú. Hạ An và Tào Thủ Quân có thể đi được bao xa, có thể có thành tựu lớn như thế nào, cũng không cần quá thay họ sắp xếp, chỉ cần để bọn họ bước từng bước thật chắc chắc thật ổn định là được rồi. Có đôi khi, vị trí cao chưa hẳn đã là chuyện tốt. Sau khi tắm, cô Lê quá buồn ngủ đã sớm đi vào giấc mộng. Cô tuy đã làm mẹ, nhưng dung nhan vẫn không thay đổi, vẫn còng giống như lúc mới quen năm đó. Cái dáng vẻ cô ôm chặt cánh tay Hạ Tưởng và cuộn người lại ngủ, giống như một đứa trẻ vô cùng nghe lời, vô cùng ỷ lại vào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng rất hài lòng, rất thỏa mãn, cái cảm giác được người khác ỷ lại khiến hắn cảm thấy được trách nhiệm của người thân là đàn ông. Nhưng nhớ lại bữa liên hoan tối nay, tâm trạng của hắn không hiểu sao lại nặng nề một chút. Buổi liên hoan tuy không phải là bữa tối tiễn đưa bởi vì Diệp Thiên Nam bảo phải ngày mốt mới chính thức xin Trung ương từ chức. Có phê chuẩn hay không vẫn còn chưa biết nhưng tất cả mọi người đều xem như là bữa tối tiễn đưa, người tham dự buổi liên hoan không nhiều, sự việc vẫn chưa công khai, không nên ồn ào. Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng, sau đó thêm Lương Hạ Ninh nữa. Không khí bữa tối lại thoải mái hơn dự đoán của mọi người, ai cũng không nhắc đến chuyện từ chức của Diệp Thiên Nam, dường như chỉ là một cuộc tụ họp vô cùng bình thường nhưng ai cũng biết không phải bình thường. Bởi vì năm vị cấp bậc quan trọng của thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tương cùng ngồi liên hoan, là cảnh trước giờ chưa từng có của tỉnh Tương. Trong bữa tiệc, mấy người nâng cốc vui vẻ, đều nói những chuyện thoải mái tùy ý, giống như thật sự là một buổi tụ họp giữa bạn bè với nhau. Chỉ có Lương Hạ Ninh không thoải mái nổi, bộ dạng như có tâm trạng nặng nề vậy, bởi y đoán được gì đó, tuy là không có ai chắc chắn nói với y Diệp Thiên Nam muốn xin Trung ương từ chức. Lương Hạ Ninh rất không hiểu hành động của Diệp Thiên Nam. Bởi vì cứ cho là chuyện của Diệp Địa Bắc làm to rồi, cũng nhiều lắm là ảnh hưởng đến chút danh tiếng của Diệp Thiên Nam, nói rộng lên một chút, nếu Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng nhất định muốn tóm lấy không tha, Trung ương truy cứu, Diệp Thiên Nam nhiều nhất là cảnh cáo xử phạt xong nội bộ đảng là xong, nhưng hiện tại, y lại đề xuất từ chức, không để một chút đường xoay sở rồi. Trong lịch sử quan trường trong nước, vẫn chưa từng có nhân vật nào sau khi từ chức có thể đứng dậy, hành động này của Diệp Thiên Nam cũng gần như tự tuyệt với quan trường. Không hiểu thì không hiểu, Lương Hạ Ninh không hỏi thêm một câu, ánh mắt dừng lại trên người mấy người Hạ Tưởng, chẳng nhìn ra được suy nghĩ của mấy người, y liền thầm thở dài một tiếng, Hạ Tưởng một lòng phải lật đổ Diệp Thiên Nam, có phải là hơi vội vàng không? Lương Hạ Ninh vẫn cứ hiểu lầm Hạ Tưởng từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới sẽ lật đổ Diệp Thiên Nam, thậm chí cũng không muốn bốn cậu ấm tỉnh Tương vào tù, hắn chỉ muốn đòi lại công bằng. Không muốn để máu tươi của vô số bà con vô tội mất mạng trong sự việc sập cầu chảy vô ích, càng không muốn để những đồng tiền mồ hôi nước mắt thấm đẫm máu và nước mắt của vô số bà con bị bốn cậu ấm tỉnh Tương tiêu xài phung phí hết. Diệp Thiên Nam có thể có ngày hôm nay, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão, bất cứ sự diệt vong của một người nào, nếu thật sự suy xét đến cùng, đều là tự tìm cái chết. Một cuộc liên hoan, nâng cốc vui vẻ, ai cũng không nêu ra mục đích chính, kỳ thực trong lòng ai cũng biết. Có lẽ là lần cuối ngồi cùng Diệp Thiên Nam. Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng nếu Diệp Thiên Nam xin Trung ương từ chức, chắc chắn sẽ có được phê chuẩn,
nhưng ai cũng không nghĩ được có thể xuất hiện biến số hay không. Bây giờ Hạ Tưởng khó mà ngủ được, lại bỗng nhiên nhớ đến lời Diệp Thiên Nam nói muốn đề xuất với tỉnh ủy và trung ương đề cử hắn tiếp nhận chức phó bí thư tỉnh ủy, trong lòng càng thêm nhận định vở kịch từ chức mà Diệp Thiên Nam dày công bày ra, không chỉ có thâm ý, mà còn có dụng tâm khác. Diệp Thiên Nam muốn từ chức, không phải vì y áy náy và hổ thẹn. Đề cử Hạ Tưởng tiếp nhận chức phó bí thư tỉnh ủy, cũng không phải vì cất nhắc và ngưỡng mộ hắn, mà là muốn đưa hắn vào vị trí khó xử. Nếu việc Diệp Thiên Nam từ chức thật sự có được phê chuẩn, lại giả sử hắn thật sự tiếp nhận chức phó bí thư ngay sau đó, sẽ liền tạo thành một sự ảo giác, dường như hắn cố ý loại trừ Diệp Thiên Nam sau đó thừa cơ chiếm lấy chức phó bí thư tỉnh ủy của Diệp Thiên Nam vậy. Có thể dân chúng sẽ không cảm thấy được điều gì, có thể người biết nội tình trong tỉnh ủy tỉnh Tương sẽ không nghĩ nhiều, lại cũng có thể một bộ phận lãnh đạo trung ương biết được nội tình thật sự, nhưng chắc chắn còn có một vài lãnh đạo trung ương không rõ ràng lắm, sẽ hiểu lầm là việc do hắn làm, sẽ khiến hình tượng của hắn tổn thất rất lớn. Rõ ràng là tiến một bước về phía trước, thực ra là tai họa ngầm lớn nhất cho việc xây dựng thăng chức chính bộ bước tiếp theo của hắn, cũng để lại cái cớ bị người khác công kích. Đương nhiên, nếu cho rằng Diệp Thiên Nam dùng thủ đoạn phản công mang tính tự sát tự hại mình 1.000 để hại hắn 800, thì quá xem thường Diệp Thiên Nam rồi. Hạ Tưởng tuy không dám chắc chắn cách nghĩ thật sự của Diệp Thiên Nam khi chủ động đề xuất từ chức, nhưng dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Diệp Thiên Nam ít nhiều cũng đoán ra được gì đó, không phải vô cùng chắc chắn, nhưng lại khiến hắn càng thêm hiểu về Diệp Thiên Nam, và càng đề phòng sâu hơn. Ban đêm ở Tương Giang, Hạ Tưởng suy nghĩ tán loạn, bên ngoài vẫn không ngừng mưa gió, không có ý thơ lắng nghe tiếng mưa xuân trong đêm nơi lầu nhỏ, mà là mưa gió ầm ầm gào rít. Không biết vì sao, Hạ Tưởng lại nghĩ đến Tôn Tập Dân nhàn rỗi ở Bắc Kinh, trong lòng chợt đồng tình với vận làm quan không may của Tôn Tập Dân, có lẽ trong số những người quen không phải địch chẳng phải bạn của hắn ở chốn quan trường, Tôn Tập Dân là người có khả năng hóa thù thành bạn cao nhất. Còn hắn và Diệp Thiên Nam, e rằng sự đối lập phe cánh cùng với đủ loại tai họa ngầm ẩn giấu, sẽ mãi mãi không có khả năng bắt tay giảng hòa. Ngày hôm sau, mưa đã tạnh, không khí sau cơn mưa vô cùng trong lành, khó để làm cái oi bức của mùa hè Tương Giang có chút mát mẻ như vậy. Cả buổi sáng xử lý biết bao nhiêu việc, đọng lại rất nhiều văn kiện phải phê duyệt, còn mấy cuộc họp nội bộ ủy ban kỷ luật phải mở, có tinh thần phải truyền đạt, bận tối mày tối mặt. Giờ nghỉ buổi trưa, nhận được điện thoại của Trần Phong và Tống Chiêu Độ, nói đến việc bước tiếp theo của Tào Vĩnh Quốc, hai người đều tỏ vẻ chúc mừng. Buổi chiều vừa đi làm, đã nghe truyền đến tin Diệp Thiên Nam chính thức xin Trung ương từ chức. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, đã truyền khắp tòa nhà tỉnh ủy. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là kinh ngạc, phản ứng thứ hai là khó thể tin được, phản ứng thứ ba là không thể hiểu nổi. Dương Hằng Dịch và Hồ Định trước đó cũng không hề biết sự tình, hai người đang nói chuyện với nhau, sau khi nghe được tin, kinh ngạc nhìn nhau, không dám tin vào tai mình. Diệp Thiên Nam là thủ đoạn gì? Với sự hiểu biết của họ về Diệp Thiên Nam, y làm sao có thể làm ra chuyện tự tuyệt với quan trường được? Tuy giữa hai người và Diệp Thiên Nam đã càng lúc càng xa, nhưng nghe thấy chuyện này, vẫn vội vàng cùng đến văn phòng Diệp Thiên Nam để hỏi cho rõ. Báo cáo từ chức của Diệp Thiên Nam nộp chưa lâu, tiếng điện thoại của tỉnh ủy tỉnh Tương đã vang lên từng hồi. Trịnh Thịnh nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, sau khi nghe xong điện thoại, vẻ mặt rất khó coi. Quả không ngoài dự đoán của y, việc từ chức của Diệp Thiên Nam đã gây ra sóng to gió lớn ở Trung ương, Tổng Bí Thư rất tức giận, phê bình Trịnh Thịnh khống chế không nổi đại cục. Không ngờ khiến tỉnh Tương tạo ra tiền lệ phó bí thư tỉnh ủy chủ động từ chức. Trịnh Thịnh không có cách nào biện giải, vốn dĩ y muốn đánh tiếng với Tổng Bí Thư trước, nhưng vì lúc liên hoan tối qua Diệp Thiên Nam bảo phải đợi ngày mốt mới đệ trình báo cáo từ chức, không ngờ rằng nói láo thời gian, chiều hôm nay đã nộp lên Trung ương rồi. Diệp Thiên Nam cũng quá thâm, trước khi đi còn chơi y một vố, Trịnh Thịnh tức giận vô cùng. Phó Tiên Phong cũng nhận được điện thoại, khác với Trịnh Thịnh là, mặt y cười nhẹ. Vô cùng ung dung. Hạ Tưởng cũng nhận được điện thoại phía Bắc Kinh, không phải Cổ Thu Thật, không phải Ngô Tài Dương, mà là ông cụ Ngô. Việc Diệp Thiên Nam từ chức không ngờ lại kinh động ông cụ Ngô, rốt cuộc Diệp Thiên Nam có mai phục gì? Chương 1424, vở bi kịch khốn khổ. Hạ Tưởng, việc đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương, không phải là sự lựa chọn tốt nhất trước mắt. Còn may, giọng ông cụ khá bình thản. Không quá lên xuống.
Diệp Thiên Nam là một nhân vật thủ đoạn rất cao. Tâm trạng Hạ Tưởng bỗng chốc nhẹ nhàng đi nhiều, không kìm nổi cười, lúc trước cảm xúc bị kéo xuống do hành động từ chức của Diệp Thiên Nam, làm mê muội tầm mắt, khiến cho suy nghĩ bỗng chốc không rõ ràng lắm, thật sự là không nên. Tuy nhiên có thể khiến ông cụ Ngô mở miệng khen ngợi một câu, Diệp Thiên Nam cũng nên mỉm cười vui mừng, tầm mắt của ông cụ rất cao, không dễ gì khen ngợi thủ đoạn chính trị của một người. Hiểu được điều ông cụ Ngô quan tâm ở đâu, Hạ Tưởng tự trách sự thất thường ban nãy trước, rồi lại cười nói. Cháu biết, cháu cũng không ngờ, chủ yếu là Diệp Thiên Nam nhất định đề cử cháu cũng không có cách nào. Cháu và anh ta, kết thù lớn rồi. Ông cụ Ngô cười ha ha. Kết quả anh ta làm ra thủ đoạn lấy ơn báo oán, đem cháu lên lửa nướng, cháu còn giả làm người câm ăn Hoàng Liên Ao, cháu định làm thế nào đây? Được. Ông cụ còn có tâm trạng đùa giỡn, còn muốn thử hắn, đừng nói, Hạ Tưởng bây giờ thật không có cách nào. Cháu có thể làm gì được, chỉ có thể ngồi đợi, chứ không thể ngăn chặn được Diệp Thiên Nam, không để anh ta từ chức, càng không thể tỏ rõ thái độ với Trung ương, không muốn đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy, cháu vờ không biết là được rồi, dù sao đi nữa sự việc phải qua hai cửa lớn. Cháu nói xem, đơn từ chức của Diệp Thiên Nam có thể nhận được phê chuẩn không? Ông cụ Ngô dường như muốn Hạ Tưởng không thể không nói ra một đáp án rõ ràng vậy. Câu hỏi khó này thật sự vô cùng thử thách trí tuệ chính trị của một người, với cấp bậc hiện tại của Hạ Tưởng, tuy quan hệ với Tổng Bí Thư gần gũi hơn một bước so với trước kia, nhưng vẫn còn xa chưa đến bước có thể trực tiếp nói chuyện. Cho dù có thể nói chuyện trực tiếp, lại không thể hỏi thẳng Tổng Bí Thư xem xét như thế nào về việc Diệp Thiên Nam chủ động đề xuất từ chức. Thái độ của Tổng Bí Thư tuy rằng không thể một lời mà quyết định được Diệp Thiên Nam đi hay ở, nhưng cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ. Nhưng vì Diệp Thiên Nam là người thuộc hàng ngũ của Thủ tướng, bởi vậy, quyền quyết định lớn nhất vẫn ở tay Thủ tướng, là đi hay là ở, Tổng Bí Thư cũng vậy, Chủ tịch Quốc hội cũng thế, về cơ bản đều công nhận ý kiến của Thủ tướng. Mà cách suy xét vấn đề và phong cách quan niệm của Thủ tướng, lại là sự thay đổi mà Hạ Tưởng khó nắm bắt nhất, bởi vậy, câu hỏi khó của ông cụ Ngô thật sự là làm khó Hạ Tưởng. Nhưng bất luận Hạ Tưởng cho rằng hắn không hiểu Thủ tướng được bao nhiêu, nhưng phân tích từ sự bảo vệ và lòng yêu thương của Thủ tướng đối với Diệp Thiên Nam, Thủ tướng sẽ không đồng ý ngay cho Diệp Thiên Nam từ chức. Lại sẽ không trực tiếp phủ quyết, bởi vì gần như có thể khẳng định một điểm là, trước khi đệ trình đơn từ chức, Diệp Thiên Nam có lẽ đã báo cho Thủ tướng biết rồi. Việc lớn như vậy nếu Diệp Thiên Nam tự làm một mình, y không phải là không có biểu hiện của trí tuệ chính trị, mà là ngốc nghếch. Hạ Tưởng không hề biết Thủ tướng sẽ phối hợp với Diệp Thiên Nam như thế nào để diễn tiếp vở bi kịch khốn khổ cũng được mà vở kịch đau buồn cũng được này. Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, bất luận Trung ương đồng ý hay không đồng ý, chắc chắn sẽ không nhanh chóng trả lời. Phỏng chừng phải kéo dài cái đã, sau đó bác bỏ, sau đó Diệp Thiên Nam lại xin từ chức, sau đó thì không biết rồi. Hạ Tưởng muốn đùa giỡn. Hắn bây giờ biết chuyện này sở dĩ kinh động ông cụ Ngô, là bởi vì sự việc chẳng những thay đổi phức tạp, hơn nữa còn rất thú vị. Ông ạ, cháu đang muốn thỉnh giáo ông, bước tiếp theo nên làm thế nào? Ông cụ Ngô cười ha ha. Đừng chơi láo cá, đừng muốn nhàn hạ, tự mình suy nghĩ làm thế nào. Ta chỉ nhắc nhở cháu một điều, đảm nhiệm chức phó bí thư ở tỉnh Tương, không phù hợp kế sách lâu dài. Được rồi, ta phải đi chơi với Liên Hạ rồi. Ông cụ cũng đủ sỏ lá, lấy Liên Hạ ra làm cớ, chỉ quan tâm chuyện ra đề, không để ý chuyện giải đáp. Liên Hạ và Hạ Đông đều dần dần trưởng thành rồi, vốn dĩ theo suy nghĩ của Hạ Tưởng, có ý để Liên Hạ và Hạ Đông cùng lớn lên, cùng đi học, nhưng sau đó dưới sự cố ý sắp xếp của ông cụ Ngô, đã tách hai đứa ra. Ngoại trừ việc ông cụ muốn thêm chút thời gian ở cùng Liên Hạ, Hạ Tưởng cũng rõ một điều. Ông cụ Ngô muốn ra sức bồi dưỡng Liên Hạ trở thành lực lượng đời thứ tư của nhà họ Ngô, thậm chí là người nối nghiệp. Hạ Tưởng lúc đầu còn có tâm lý bài xích, cho rằng không nên để ông cụ Ngô chủ tính con đường đời cho Liên Hạ, nên để Liên Hạ và Hạ Đông tự lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Nhưng sau đó hắn phát hiện, cùng với sự lớn lên của tuổi tác, tính cách của Liên Hạ và Hạ Đông thể hiện ra rõ sự khác nhau, Hạ Đông rất có nhân duyên, rất biết cùng các bạn nhỏ kết thành một khối. Dường như đi đến đâu cũng là trung tâm của đám đông. Nếu không phải quan hệ giữa thằng bé và cháu gái của Tổng Bí Thư không phải loại thường, thì làm sao ngay cả Tổng Bí Thư cũng rất thích thằng bé. Liên Hạ thì khác, so với Hạ Đông thích nói thích cười, thì cậu bé thường trầm mặc ít nói hơn một chút,
thường một mình đi lại, nhưng có một điều, các bạn nhỏ đều rất nghe lời của nó. Nhưng khác với Hạ Đông rất được mọi người hoan nghênh là, các bạn nhỏ cũng rất thích Liên Hạ, nhưng càng phục tùng hơn, mà không phải là hòa mình thành một khối. Liên Hạ tuổi còn nhỏ xíu đã biểu hiện ra tố chất lãnh tụ, chả trách ông cụ Ngô muốn ra sức bồi dưỡng nó trở thành lực lượng đời thứ tư của nhà họ Ngô, bởi vì Liên Hạ họ Ngô. Ngay đến Tào Thù Lê cũng từng nói riêng rằng, tính cách của Hạ Đông sau này nói không chừng sẽ trở thành người thành công, còn Liên Hạ càng phù hợp với chính trị. Nếu cô bé Lê chỉ nói đơn giản như vậy thì không nói, Hạ Tưởng nhiều nhất chỉ cười trừ, bởi vì tuy nói có câu nhìn 3 tuổi đoán được khi lớn, nhìn 7 tuổi đoán được khi già, nhưng con đường nhân sinh sau này rất nhiều biến hóa, ai cũng không dám đưa ra kết luận với đứa bé bây giờ mới mấy tuổi. Nhưng cô bé Lê sau đó lại nói, Hạ Đông rõ ràng là một phiên bản của Hạ Tưởng, có tí tuổi đầu đã có rất nhiều bạn gái cùng lớp thích rồi, lớn lên khỏi phải nói đây. Giống như Hạ Tưởng, sau này cũng là một tên đa tình. Hạ Tưởng rất không phục phản bác lại, bảo hắn đối nhân xử thế ngay thẳng, không gần nữ sắc, chưa từng làm bậy, thấy con gái là đỏ mặt, từ trước đến nay đều là phía chịu hại, còn có một hai người con gái có ý với hắn, cũng không liên quan đến hình tượng quang minh chính đại của hắn, bởi vì trên đời tất nhiên là có si tình, cái hận này không liên quan đến trăng với gió. Một loạt lời nói chính nghĩa nói ra, làm Tào Thù Lê cười ngặt nghẽo. Cười thì cười, nhưng Hạ Tưởng cũng hiểu, phán đoán của Tào Thù Lê đối với Hạ Đông và Liên Hạ, cơ bản cũng hợp với suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn vẫn tự nhắc nhở mình, để Hạ Đông và Liên Hạ tự lựa chọn con đường đời cho chính mình, bất luận chúng muốn làm ngành nghề gì, là chính trị, là kinh doanh, hoặc muốn nghiên cứu học vấn, hoàn toàn do sở thích hứng thú của chúng. Chỉ có một điều, phải đi con đường đúng đắn. Đối với Tiếu Hạ và Mai Đình tuy hắn không quan tâm nhiều đến hai đứa con gái, hoàn toàn không phải hắn trọng nam khinh nữ, thật sự là thiếu thuật phân thân, chăm sóc không xuể hắn cũng sẽ không can thiệp đến con đường nhân sinh của chúng. Chỉ có một yêu cầu, không được đặt chân vào giới giải trí. Trong xương cốt Hạ Tưởng vẫn là một người đàn ông truyền thống, hắn không muốn gia đình mình dính líu đến giới giải trí đầy thị phi. Trong giới giải trí ngoài danh lợi ra, hầu như là chẳng có gì cả, không phải là tầng lớp cao mà con người theo đuổi. Ngay trước khi sự việc từ chức của Diệp Thiên Nam còn chưa lên men, do quân khu tỉnh Tương buôn lậu dầu mỏ gây ra truy sát, do sự hỗn loạn của việc truy sát gây ra xáo động, do xáo động dẫn đến điều chỉnh trong cấp cao của quân đội, tiến vào giai đoạn 2 của đấu sức. Tô Chỉ Kiều mới đến quân khu Dương Thành không bao lâu đã bị bắt, điều này đã gây ra phản ứng dây chuyền, quân khu Dương Thành lại có mấy nhân vật cỡ quan trọng xuống ngựa, sau đó nhanh chóng bị người tiếp nhận thay thế, hoàn thành đợt thay thế mới. Sau đó, quân khu Dương Thành hoàn thành điều chỉnh, qua quân khu Dương Thành báo lên và được phê chuẩn của quân ủy, quân khu tỉnh Tương lại có tổ chức nhân sự trong phạm vi nhỏ. Phạm vi tuy nhỏ, nhưng người sáng mắt chỉ liếc mắt là nhìn ra manh mối, uy quyền của Trương Hiểu được tăng mạnh thêm một bước. Quân khu tỉnh sở theo sát sau đó, dập khuôn theo quân khu tỉnh Tương, sau khi tẩy trừ hơn mười mấy quan quân cả binh lẫn lính truy sát Hạ Tưởng. Lại có mấy vị quan trong quân đội biết được nội tình liền bị đẩy quân đến những nơi gian khổ, hơn nữa cấp cao nhất của quân khu tỉnh sở cũng tiến hành điều chỉnh nhỏ, phạm vi tuy không lớn bằng quân khu Dương Thành và quân khu tỉnh Tương, nhưng rõ ràng là lực lượng một phe chiếm thế thượng phong, thế lực một phe khác chịu đè nén. Mà tư lệnh quân khu tỉnh dự trực tiếp bị thay thế, điều đến quân khu thành phố lỗ để đó không dùng, giống hệt như điều động của Tô Chỉ Kiều lúc đó. Nhưng y vẫn xem như còn may mắn. Sau khi đến quân khu thành phố lỗ không lâu, liền lấy lý do đau bệnh về hưu trước, mới thoát khỏi kết cục bị người khác đánh rớt xuống nước như chó. Điều thu hút người khác chú ý là điều chỉnh của quân khu thành phố lỗ, cũng là cục diện khiến Hạ Tưởng chú ý nhất. Bởi vì quân khu thành phố lỗ là phạm vi thế lực của Tổng Bí Thư, điều chỉnh như thế nào, đấu sức như thế nào, đều có ý nghĩa là thu hoạch của Tổng Bí Thư trong ván này và niềm tin của lực lượng trong quân. Chỉ có điều chấm SAU điều chỉnh của quân khu tỉnh dự, tiếp đó chính là rối loạn của quân khu tỉnh Yến là phạm vi thế lực truyền thống của lão cổ. Quân khu tỉnh Yến gần như điều chỉnh trên một nửa lực lượng, một bộ phận trung tầng bị điều về quân khu thủ đô, sau đó bộ phận quân khu thủ đô sẽ trực tiếp tiếp nhận đại đa số công việc ở quân khu tỉnh Yến. Cũng như nói rằng, lão cổ từ nắm giữ hơn một nửa quân khu tỉnh Yến như trước đây, đến bây giờ gần như đã nắm giữ hơn 2/3. Hơn nữa, đến Học viện Lục quân thành phố Yến có tên gọi Trường quân sự Tây Điểm của Trung Quốc, cũng bị lão cổ nắm lấy.
là học viện lục quân bồi dưỡng lực lượng cấp cao chuẩn bị chiến đấu cho quân đội trong nước, là cái nôi của tướng lĩnh trung cao cấp quân đội sau này, ai tiếp quản, là đồng nghĩa với việc mở ra cánh cửa lớn sau này không ngừng bồi dưỡng thế lực của bản thân trong quân. Hạ Tưởng biết, hành động này, một mình lão cổ tuyệt đối không thể nuốt một miệng, đằng sau chắc chắn có sự ra tay của nhà họ Ngô, thậm chí có sự đồng ý ngầm của Tổng Bí Thư hay không, không thể biết được. Việc điều chỉnh của quân khu thành phố Lỗ tạm thời gác lại, không biết đang chờ đợi một thời cơ gì. Điều không thể thiếu nhất trên quan trường chính là nhân tài, chính là người thay thế, nói một câu khó nghe, nếu lật đổ hết nhân vật số 1 số 2 của các thành phố trong cả nước, không quá 3 ngày, sẽ có lực lượng hậu bị thay thế toàn bộ, sẽ không xuất hiện sự khó xử kiểu có chỗ mà thiếu người thay thế. Xa ai thì trái đất cũng xoay như vậy, quan trường thiếu ai cũng đều có thể hoạt động vững vàng có trình tự. Bởi vậy, sau khi sự việc Diệp Thiên Nam từ chức gây ồn ào huyên náo lúc đầu, Tỉnh Tương liền rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, người nào chức nấy, mạnh ai nấy làm, đương nhiên, còn rất nhiều biến động khéo léo âm thầm, không để ai biết. Rất nhiều người đều dán mắt vào ngai vàng phó bí thư tỉnh ủy sau khi Diệp Thiên Nam đi, suy cho cùng ngai vàng phó bí thư tỉnh ủy chạm vào bỏng tay, mà có tư cách làm người thay thế, riêng ở Tỉnh Tương đã có nhiều người. Không khí chính trị Tỉnh Tương, trước khi việc rời đi của Diệp Thiên Nam còn chưa quyết định, lại có chiều hướng mới. Bởi vì Diệp Thiên Nam lại ra tay rồi. Chương 1425, thể hiện tác dụng. Giống với dự đoán ban đầu của Hạ Tưởng, Trung ương vẫn giữ thái độ im lặng đối với việc Diệp Thiên Nam từ chức phó bí thư tỉnh ủy, đã một tuần trôi qua, nhưng vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào. Không có trả lời chứng tỏ là không có ý kiến thống nhất. Ý kiến bất đồng hoàn toàn cũng do bên trong có tình lý, dù sao cũng là tiền lệ. Nói cho cùng nếu phải đánh giá thì việc này sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Lúc trước Tùng phát sinh sự việc chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh Sở Giang Thành Lâu từ chức, là cán bộ cấp cao nhất ở tỉnh Sở từ chức, đã chấn động một thời. Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và phát triển Giang Thành Lâu chẳng qua chỉ là cấp phó giám đốc sở, nhưng Diệp Thiên Nam đường đường là quan lớn cấp phó tỉnh, hơn nữa còn là phó bí thư tỉnh ủy quyền cao chức trọng, từ ảnh hưởng chính trị sẽ dẫn đến ảnh hưởng xã hội, không thể coi thường. Kỳ lạ chính là, sau khi Diệp Thiên Nam đệ đơn xin từ chức, ngoại trừ chỉ có ông cụ Ngô gọi điện cho hắn bàn luận bước kế tiếp. Cổ Thu Thật, Ngô Tài Dương, thậm chí Tống Chiêu Độ đều không có phát biểu hay bình luận gì về việc Diệp Thiên Nam từ chức, dường như coi đó giống như là chuyện bình thường, không đáng quan tâm. Chấm, lại nói đến ở tỉnh Tương, có ít nhất 4 người có đủ tư cách thay thế vị trí phó bí thư tỉnh ủy. Nếu dựa theo kinh nghiệm lý lịch và đánh giá xếp hạng mà nói, Hồ Định hoàn toàn xứng đáng xếp hạng nhất. Nhưng thông thường, cũng không có nhiều trường hợp từ phó chủ tịch thường trực tỉnh được thăng tiến thẳng lên phó bí thư tỉnh ủy. Hồ Định cũng không cần phải đi đường vòng như vậy, ông ta chỉ cần ngồi yên ở đó chờ đợi, sau khoảng 2-3 năm nữa là có khả năng sẽ được tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, do vậy, cũng không cần phải bỏ gần tìm xa. Người xếp thứ hai, đó là Dương Hằng Dịch. Dương Hằng Dịch ước chừng đã ngồi ở vị trí cấp phó tỉnh được khoảng 10 năm. Ông ta đang ngồi ở vị trí bí thư đảng ủy công an, do vậy có muốn bước vào tỉnh ủy, cũng là gặp khó khăn rất lớn, trừ phi chuyển thành phó thường trực tỉnh hoặc phó bí thư tỉnh ủy. Bởi vậy, sau khi Diệp Thiên Nam từ chức, đối với chức vụ phó bí thư tỉnh ủy, bên trong tỉnh ủy tỉnh Tương, Dương Hằng Dịch là người thèm muốn nhất. Xếp thứ ba, đó là Lương Hạ Ninh. Lương Hạ Ninh vốn là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, phạm vi quản lý so với phó bí thư tỉnh ủy, có phần giống nhau. Để anh ta tiếp nhận chức vụ, tính kế tục sẽ cao hơn, công tác cũng có thể thuận tiện. Hơn nữa, thời gian Lương Hạ Ninh ở cấp phó tỉnh cũng không ngắn, lại từng tham gia bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh ở trường đảng Trung ương, mọi phương diện đều phù hợp điều kiện đề bạt. Người xếp thứ tư mới là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thứ nhất là tuổi còn trẻ, thứ hai là thời gian ở cấp phó tỉnh còn quá ngắn, thứ ba là hắn lại quá nổi bật, do vậy hắn mới bị xếp thứ tư. Tuy rằng, hắn được Diệp Thiên Nam đích thân đề cử, nhưng ở bên trong bao gồm cả Trịnh Thịnh, chẳng ai cho rằng Hạ Tưởng sẽ thuận lợi được tiếp nhận chức vụ phó bí thư tỉnh ủy. Trời ạ, một phó bí thư tỉnh ủy mới hơn 30 tuổi, tin này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ nói tốc độ thăng chức của Hạ Tưởng còn nhanh hơn cả tên lửa nữa. Nói trở lại, ngoại trừ 4 người ở tỉnh Tương có tư cách trở thành ứng cử viên tiếp nhận chức vụ phó bí thư tỉnh ủy, khả năng có người ở Trung ương nhảy dù xuống cũng rất lớn. Do vậy, sự việc còn có rất nhiều biến hóa. Hơn nữa, đơn xin từ chức của Diệp Thiên Nam có được phê chuẩn hay không cũng không biết.
nhưng có rất nhiều người không hiểu vì sao Diệp Thiên Nam không đề cử Dương Hằng Dịch hay Lương Hạ Ninh. Quan hệ giữa Dương Hằng Dịch và Diệp Thiên Nam thì không cần phải nói, tuy rằng hiện tại có chút xa cách, nhưng mà Diệp Thiên Nam là người lão làng trên quan trường, thuận nước đẩy thuyền, giúp cho Dương Hằng Dịch một ân tình, một công đôi việc cũng là một chuyện tốt, vì sao lại cố tình không làm. Mà Lương Hạ Ninh cùng Diệp Thiên Nam lại có quan hệ đồng môn, tuy là có phân cách, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục, tiến cử Lương Hạ Ninh, hẳn là phù hợp nhất đối với lợi ích của Diệp Thiên Nam. Tuy rằng, việc Diệp Thiên Nam nêu tên tiến cử ứng cử viên chỉ có ý nghĩa tượng trưng, chưa chắc sẽ được tiếp nhận, nhưng ít ra còn có thể biểu hiện thái độ. Diệp Thiên Nam không tiến cử ai khác, lại cố tình tiến cử Hạ Tưởng kẻ đối đầu với ông ta như nước với lửa, ngoại trừ khiến rất nhiều người đoán giả đoán non không hiểu được, cũng khiến không ít người tán thưởng hành động lấy ân báo oán của Diệp Thiên Nam. Cho rằng Diệp Thiên Nam đức độ, biết liêm sỉ, biết tiến thoái, chỉ xử lý sự việc chứ không xử lý con người, phẩm hạnh rất cao. Ban đầu, có không ít người bất mãn với Diệp Thiên Nam vì có dính dáng đến chuyện của Diệp Địa Bắc, nhưng bây giờ cũng lại cho là Diệp Thiên Nam đối nhân xử thế quả thực không tồi, qua hai chuyện từ chức và đề cử Hạ Tưởng, có thể thấy được đó là một vị quan vô cùng cao thượng. Hình tượng Diệp Thiên Nam trong cảm nhận của không ít người là công bằng, chính trực, cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Bất luận là như thế nào, mặc kệ là Diệp Thiên Nam có ý tưởng và mục đích gì, ít nhất ông ta đã thành công trong việc vãn hồi và gia tăng hình tượng của bản thân. Cũng lại nói, cũng không ít người biết ông ta làm vậy là có tính toán riêng nhưng những người có thể đoán được động cơ chính trị của Diệp Thiên Nam dù sao vẫn là số ít. Đại đa số người, cũng như quần chúng nhân dân, vĩnh viễn vẫn là không biết được chân tướng, vĩnh viễn vẫn là bị thể hiện của những nhân tài diễn xuất trời cho làm cho lầm lẫn. Trịnh Thịnh ít nhiều còn lý giải được một chút vì sao Diệp Thiên Nam không đề cử Dương Hằng Dịch và Lương Hạ Ninh mà lại đề cử Hạ Tưởng. Bên ngoài có vẻ như là cất nhắc, nhưng kỳ thật bên trong chính là muốn để cho Hạ Tưởng trở mặt với Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng lấy thân phận là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, có thể tự do ở ngoài bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, độc lập thành một hệ, bởi vì ủy ban kỷ luật có tính độc lập rất cao. Nhưng một khi Hạ Tưởng đảm nhiệm Phó Bí thư tỉnh ủy, thì sẽ phải cân bằng ở giữa bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, nếu không sẽ rất khó sống yên, cũng rất khó triển khai công tác. Công việc của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật chỉ cần một lời của Hạ Tưởng là có thể quyết định, bởi vì nội bộ ủy ban kỷ luật có thể tương đương với một bộ máy độc lập, có hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật, có văn phòng, vân vân, nhưng phó bí thư tỉnh ủy thì khác, phạm vi quản hạt và công tác, với chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy, vùng giao nhau rất nhiều. Trên cơ bản mọi chuyện có thể nói là phải được nhân vật số 1, số 2 gật đầu. Mà hiện tại Hạ Tưởng ở tỉnh Tương hoàn toàn không có nền tảng, muốn triển khai công tác của Phó Bí thư tỉnh ủy, nếu không nhờ vào Trịnh Thịnh, thì phải dựa vào Phó Tiên Phong, bất luận là dựa vào ai, cũng đều sẽ làm gia tăng đối chọi giữa Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong. Nếu Hạ Tưởng có nền tảng giống như Diệp Thiên Nam, khi làm việc tự nhiên sẽ mạnh mẽ 10 phần, nhưng trên thực tế không có, do vậy. Nếu Hạ Tưởng đảm nhiệm Phó Bí thư tỉnh ủy ở tỉnh Tương, kỳ thật đúng là một nước cờ hiểm, chính là Diệp Thiên Nam cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng. Sau khi Trịnh Thịnh nghĩ thông suốt việc này, một mặt căm hận Diệp Thiên Nam nham hiểm, một mặt vẫn hơi do dự, nhưng rồi vẫn lấy điện thoại gọi điện cho Tổng Bí thư, bày tỏ lập trường của ông ta là ủng hộ việc Diệp Thiên Nam từ chức và phản đối việc Hạ Tưởng tiếp nhận chức vụ. Ông ta cho rằng Diệp Thiên Nam có lẽ cũng không phải thật lòng muốn từ chức, chẳng qua chỉ là dùng khổ nhục kế, hiện tại ông ta đã hiểu rõ điểm mấu chốt, do vậy, ngược lại phải giúp Diệp Thiên Nam một tay, một cước đá ông ta ra khỏi tỉnh Tương. Kỳ thật, lấy cấp bậc bí thư tỉnh ủy của Trịnh Thịnh, không có khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp gọi điện nói chuyện với Tổng Bí thư, nhưng bởi vì ông ta có thân phận là người có khả năng chủ lực của đoàn hệ, nên có chút khác biệt. Tổng Bí thư nghe ý kiến của Trịnh Thịnh xong, liền nói một câu đầy thâm ý. Sự việc còn đang thảo luận, chưa có kết quả, do vậy. Cái gọi là giác quan thứ 6, đó là Diệp Thiên Nam từ chức có được phê chuẩn hay không, mấu chốt là ở thái độ của Thủ tướng. Trịnh Thịnh không khỏi nghi ngờ, có phải Diệp Thiên Nam và Thủ tướng muốn diễn một màn đùa giỡn. Tình hình hiện tại ở tỉnh Tương, đang dần dần đi đến ổn định, thế lực của Phó Tiên Phong đang tăng lên rõ ràng, thực lực cũng rộng lên, trong tối. Ngoài sáng đều đang tiếp nhận thế lực của Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam tuy rằng còn đang ở tỉnh Tương, chuyện ông ta từ chức phạm vi lan truyền ra ngoài cũng không lớn, nhưng hiện tại ông ta vô cùng khiêm tốn, có thái độ muốn buông tay không để ý tới,
Do vậy, địa bàn của ông ta càng ngày càng giảm đi. Có điều, ông ta dường như một lòng muốn từ chức, mọi sự không thèm để tâm, khi họp thì hoàn toàn hùa theo đề nghị của Trịnh Thịnh, cũng không đưa ra ý kiến phản đối. Điều đó khiến cho rất nhiều ủy viên thường vụ không rõ chân tướng và các nhân vật số 1 số 2 của các thành phố cấp 3 phía dưới lấy làm khó hiểu, Bí thư Diệp như thế nào lại thay đổi tính tình, không tranh cãi nữa. Bí thư Diệp không tranh cãi, người phía dưới lại càng cảm thấy không có mục tiêu, một bộ phận tích cực dựa vào phía Trịnh Thịnh, một bộ phận khác lại dựa vào Phó Tiên Phong, không đến thời gian một tháng, thế lực của Diệp Thiên Nam toàn bộ đều tiêu tan. Hạ Tưởng thờ ơ lạnh nhạt, không làm gì cả. Con đường làm quan của Phó Tiên Phong rộng mở, tăng cường bố trí. Trịnh Thịnh cũng là tâm tư sâu xa, chẳng những tăng cường mức độ thường xuyên tiếp xúc với Dương Hằng Dịch, lại còn bố trí tiếp sau thời đại của Diệp Thiên Nam, liên lạc với Cổ Thu Thật, giao lưu cách nhìn trước về người tiếp nhận chức vụ của Diệp Thiên Nam. Trịnh Thịnh chắc chắn rằng, cho dù Diệp Thiên Nam không được phê chuẩn cho từ chức, ông ta cũng sẽ rời khỏi Tỉnh Tương, bởi vì, những gì hiện tại Diệp Thiên Nam đang làm, chính là hoàn toàn không để lại đường rút lui cho chính mình. Mà sau khi vụ án của Diệp Địa Bắc được đưa đến Bộ Công an, thì đã được Bộ Công an xếp vào những vụ án nghiêm trọng, đến lúc sau khi Bộ Công an chính thức tham gia, lại tra xét, đối chiếu lại chứng cứ, một lần nữa xử lý, thẩm tra, bề ngoài nói là xác minh, nhưng thực ra là đang kéo dài thời gian. Không lâu sau khi Diệp Thiên Nam gửi đơn từ chức tới Trung ương, vụ án dần dần lâm vào cục diện bế tắc. Tháng tới, Tương Giang sẽ bước vào mùa mưa, gần như là cứ cách một ngày lại có một trận mưa, đối với Hạ Tưởng vẫn quen sinh hoạt ở phương Bắc mà nói, thật sự là có điểm không thích ứng với thời tiết mưa nặng nề, liên miên không dứt. So sánh với thời tiết âm u bên ngoài thì không khí bên trong Ủy ban Kỷ luật được đổi mới hoàn toàn, công tác chống tham nhũng ở tỉnh Tương lần thứ hai được Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra thông báo khen ngợi, thành tích công tác xuất sắc, đứng đầu danh sách các tỉnh trong cả nước, trừng trị số lượng lớn tham quan. Cưỡng chế số lượng lớn thu nhập phi pháp, vượt trội so với những năm gần đây. Được Ủy ban Kỷ luật Trung ương khen ngợi, cũng chỉ là mang ý nghĩa tượng trưng. Hạ Tưởng vẫn thản nhiên, điều khiến hắn vui mừng chính là, bởi vì trừng trị tham quan mà có thể cưỡng chế nộp của cải phi pháp, làm thu nhập tài chính dồi dào hơn, khiến cho chỉ số GOP của Thần Đông và Hoài Dương tăng lên vài lần, ít nhất có thể giúp dân chúng thực sự làm được một số chuyện. Tuy nhiên cũng không thể không cảm thán. Uy lực của tham quan thực là lớn, muốn gì được nấy, trách không được năm đó của cải của một mình Hòa Thân còn cao hơn nhiều so với thu nhập một năm của cả Đại Thanh. Hôm nay, nếu bắt hết toàn bộ tham quan trong cả nước, thu lại toàn bộ tài khoản đen của bọn họ, nói không chừng cũng có thể bằng GDP của cả nước. Thật đúng là một khoản ẩn chứa của cải to lớn cho nhân gian, Hạ Tưởng nghĩ thông suốt món quà này xong, liền cười ha ha một trận, hắn cũng biết ý tưởng đó của hắn là không thực tế. Chẳng qua. Điều đó cũng gián tiếp cho thấy rằng, quốc gia quả thật giàu có, chẳng qua là của cải không được phân phối công bằng mà thôi. Giữa tháng sau, có kết quả việc Diệp Thiên Nam xin Trung ương từ chức, nhưng không phải là chính thức trả lời, mà là thông qua con đường gián tiếp, rõ ràng để lộ ra tin tức, Thủ tướng hy vọng Diệp Thiên Nam vẫn ở lại làm việc. Tin tức này truyền tới tỉnh ủy tỉnh Tương, mọi người phản ứng không giống nhau. Trịnh Thịnh suy nghĩ nửa ngày, sau đó nói chuyện với Cổ Thu Thật. Phó Tiên Phong trầm ngâm một lúc rồi gật đầu với Dương Hằng Dịch. Chỉ có Hạ Tưởng đang ở văn phòng tưới hoa, sau khi nghe được, ban đầu sững sờ, sau đó lắc đầu mỉm cười. Xuất hiện một chút động tĩnh. Quả nhiên, ngày hôm sau, Trịnh Thịnh đặc biệt mời họp hội nghị các bí thư vì vụ án của Diệp Địa Bắc, truyền đạt chỉ thị của lãnh đạo Trung ương, yêu cầu mau chóng kết án. Sự kiện Diệp Thiên Nam từ chức chính là đợt sóng thứ nhất thể hiện tác dụng. Chương 1426, việc nên đến, rốt cục cũng đến. Kỳ thật, không phải Hạ Tưởng không đoán được chút gì về mánh khóe của Diệp Thiên Nam. Mục đích Diệp Thiên Nam từ chức, theo Hạ Tưởng suy đoán, là có ba mục đích. Mục đích thứ nhất, cũng là quan trọng nhất, đó là vì bảo toàn cho Diệp Địa Bắc. Diệp Địa Bắc chính là người quan trọng nhất trong lòng Diệp Thiên Nam, cũng là điểm yếu lớn nhất của ông ta, không nói đến chuyện Diệp Thiên Nam sử dụng thủ đoạn chính trị và dung túng Diệp Địa Bắc. Ông ta quả thực xứng đáng là một người cha, đúng là có tình cha con sâu nặng với Diệp Địa Bắc. Những chuyện liên quan đến việc hôn nhân và tình yêu thương con cái của Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng cũng có nghe qua, cũng có thể lý giải Diệp Thiên Nam là một người cha luôn một lòng bảo vệ cho đứa con trai của mình, nhưng thân là cán bộ cao cấp của đảng, dù có yêu thương con thế nào, cũng không thể vì thế mà hy sinh kỷ cương,
pháp luật của đảng. Đương nhiên, nếu cho rằng Diệp Thiên Nam chỉ vẻn vẹn vì bảo toàn Diệp Địa Bắc mà phải làm ra việc từ chức, thì đúng thật là xem nhẹ trí tuệ chính trị của Diệp Thiên Nam. Mục đích thứ hai, hạ tưởng cho rằng, lấy sự ăn ý giữa Thủ tướng và Diệp Thiên Nam, hẳn là Diệp Thiên Nam đầu tiên lấy từ chức làm lý do, dùng khổ nhục kế, sau khi từ chức, nỗi khổ không biết dạy con, Thủ tướng sẽ ngầm ở đằng sau làm ra vẻ bi kịch, sau đó người ở cấp cao sẽ có chung một nhận thức nhỏ, dễ dàng tạo được hiệu quả là yêu cầu tỉnh tương nới tay thả cho Diệp Địa Bắc một con ngựa, nhưng đó chỉ là kết quả thứ nhất mà Diệp Thiên Nam muốn. Sau khi bảo vệ an toàn được cho Diệp Địa Bắc, mục đích thứ hai mà Diệp Thiên Nam muốn đó là Thủ tướng ra mặt giữ lại đúng lúc. Mục đích thứ ba, Thủ tướng ra mặt giữ lại, Trịnh Thịnh lại ra mặt thực hiện công việc, Diệp Thiên Nam liền cảm ơn lãnh đạo Trung ương tín nhiệm, cảm ơn tỉnh ủy ủng hộ, thuận theo tình thế mà ở lại, nếu đổi là người khác sẽ nghĩ như thế nhưng Hạ Tưởng thì không, bởi vì Hạ Tưởng biết rằng, Diệp Thiên Nam chắc chắn sẽ rời khỏi tỉnh tương. Lấy từ chức để rời đi cũng chính là thuyên chuyển công tác hay nói cách khác, chính là mục đích thứ ba mà Diệp Thiên Nam muốn đạt được, thuận nước đẩy thuyền, đến tỉnh khác nhậm chức. Nếu tất cả mọi việc thuận lợi như đã nói, Diệp Thiên Nam có khả năng phối hợp với Trịnh Thịnh, dưới sự thúc đẩy của Thủ tướng, sử dụng hiệu quả khổ nhục kế, không chỉ đạt được hai mục đích đó là bảo vệ an toàn cho Diệp Địa Bắc và bản thân không mất một ngọn tóc rời khỏi, mà thậm chí còn có thể đạt được mục đích quan trọng thứ ba, đó là nhảy đến tỉnh khác tiếp tục đảm nhiệm phó bí thư. Ba nước cờ rất cao minh, rất kỳ diệu. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không cho rằng suy đoán của hắn nhất định phù hợp với suy nghĩ trong lòng của Diệp Thiên Nam, nhưng tại hội nghị bí thư, khi câu nói đầu tiên của Trịnh Thịnh vừa ra khỏi miệng, hắn liền biết, trên cơ bản đã đoán được không sai là mấy. Sở dĩ ở trên trì hoãn một thời gian không trả lời Diệp Thiên Nam, đó là vì muốn sắp xếp cho Diệp Thiên Nam đi đến một chỗ tốt, hiện tại trước hết phải kết thúc sự việc của Diệp Địa Bắc, chứng minh bước đầu tiên đã làm được, bước thứ hai mới là lên chương trình. Hội nghị bí thư có 5 người tham gia, Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng và Dương Hằng Dịch, có Hạ Tưởng và Dương Hằng Dịch tham gia chứng tỏ vấn đề có liên quan đến Ủy ban Kỷ luật và Công an. Quả nhiên, câu mở đầu của Trịnh Thịnh chính là đồng chí Diệp Thiên Nam đối với Trung ương và tỉnh ủy tự nhận thức sâu sắc sai lầm của bản thân, hết sức kiểm điểm vấn đề thất bại trong việc dạy con, mới tạo ra sai lầm của Diệp Địa Bắc. Anh ấy đã lấy từ chức để trả giá, đề xuất gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Lãnh đạo Trung ương và tỉnh ủy khẳng định trong công tác, đồng chí Diệp Thiên Nam cũng đã đóng góp không ít, đồng thời, đồng chí Diệp Địa Bắc tuy rằng có phạm sai lầm, nhưng anh ta đã thành khẩn nhận tội, chủ động giao ra tất cả các khoản tiền lấy từ các hạng mục, lại là lần đầu vi phạm, cho nên theo nguyên tắc trị bệnh cứu người, chúng ta có khả năng nên cứu lấy anh ta một lần, các đồng chí có ý kiến gì hay không? Thái độ của Trịnh Thịnh khác thường. Mới bắt đầu đã vì sự việc mà định tính, hơn nữa còn trực tiếp lấy danh nghĩa của lãnh đạo Trung ương và tỉnh ủy để lên tiếng, kỳ thật ngụ ý chính là việc này đã được quyết định, không có đường thương lượng. Sở dĩ cuối cùng còn hỏi lại một câu, chẳng qua chính là hỏi cho có lệ, coi như là một chút lễ độ đối với mấy người Hạ Tưởng mà thôi. Ai nấy đều có thể nghe hiểu được, Trịnh Thịnh đã được cấp trên chỉ thị, ai mà còn phản đối, thì quả thực là không thức thời. Phó Tiên Phong gật đầu nói. Tôi tán thành dừng mọi chuyện ở đây. Thái độ của Phó Tiên Phong hoàn toàn giống với Hạ Tưởng dự đoán, bởi vì hiện tại phản đối không có hiệu quả, hơn nữa cấp trên đã lên tiếng, không nên vì nhổ cỏ tận gốc mà kết lấy huyết hải thâm thù. Huống chi, điều quan trọng chính là, Phó Tiên Phong đã đạt được lợi ích mà gã mong muốn, việc Diệp Thiên Nam đi hay ở và việc Diệp Địa Bắc sống hay chết, gã hoàn toàn không để tâm. Diệp Thiên Nam tình cảm nồng nàn mà cảm động nói. Cảm ơn Trung ương và tỉnh ủy đã tín nhiệm tôi rất hổ thẹn, rất cảm động, tôi vẫn còn một yêu cầu đó là nghiêm trị Diệp Địa Bắc. Thật đúng là có năng khiếu làm diễn viên, Hạ Tưởng âm thầm tán thưởng, nhưng lại không thể không chấp nhận thực tế, Diệp Thiên Nam bày ra khổ nhục kế cũng tốt, dù sao cũng thành công. Có lẽ sẽ có người khác biết nội tình không phục, ví dụ như Lâm Hoa Kiến, nhưng không phục cũng không được, Lâm Hoa Kiến không có dũng khí tráng sĩ tự chặt cổ tay. Không có tinh thần đánh cuộc bằng chủ động từ trước khi Lâm Tiểu Viễn vừa mới bị nắm đuôi. Trên thực tế, thật không khoa trương chút nào khi nói, trong nước không có mấy người có thể có dũng khí quyết đoán phi thường như Diệp Thiên Nam. Cho nên, Diệp Thiên Nam có thể thành công, không phải là tình cờ, mà là những gì ông ta đã làm quả thật khiến cho người khác thán phục. Lãnh đạo Trung ương cũng là người, khi thấy đường đường một phó bí thư tỉnh ủy,
lại chủ động vì vấn đề của con mình mà thừa nhận trách nhiệm, chủ động đề xuất từ chức. Hơn nữa nếu như lại nói, trong thư từ chức Diệp Thiên Nam sử dụng giọng điệu truyền cảm, cuốn hút khiến người đọc phải rơi lệ, thì làm sẽ cảm động vài vị lãnh đạo trung ương khẳng định không thành vấn đề. Người trong nước rất thích nói chuyện ân tình, cho dù có làm đến lãnh đạo cấp quốc gia, vẫn luôn coi trọng tình lý. Thậm chí nói không chừng ngay đến cả Tổng Bí Thư cũng sẽ có tâm không dành lòng. Diệp Thiên Nam nếu như sinh ra ở thời loạn, thì sẽ là một nhân vật chí dũng kiệt xuất. Việc đến nước này, Hạ Tưởng cũng không phải là người không thức thời, cũng không phải là gặp chuyện làm căng, hơn nữa chỗ thông minh nhất của Diệp Thiên Nam đó là ông ta biết được điểm yếu của chính mình. Diệp Địa Bắc đã hoàn toàn nôn ra các khoản đen, hơn nữa, con đường lên chủ tịch tỉnh của Diệp Thiên Nam cũng đã không còn, có tiếp tục ngăn trở cũng bất luận không có ý nghĩa gì nữa. Hạ Tưởng tỏ thái độ kiên quyết phục tùng quyết định của Trung ương và tỉnh ủy. Ai cũng không ngờ là, Dương Hằng Dịch còn không cảm thấy vừa lòng mà còn phát ra thanh âm phản đối. Vấn đề của Diệp Địa Bắc khá nghiêm trọng, có phải hay không nên thận trọng hơn một chút? Cứ quyết định như vậy đã, nếu còn có ý kiến thì tạm thời cứ để lại. Trịnh Thịnh hiếm thấy vỗ bàn, thể hiện uy quyền của nhân vật số một. Hôm nay, đồng chí Kiến Hiên có thể cũng sẽ đến, nhưng anh ta không ở Tương Giang. Tinh thần của hội nghị, liền nhờ đồng chí Hằng Dịch truyền đạt đến thành ủy thành phố Tương Giang. Tan họp, Trịnh Thịnh vẻ mặt nghiêm túc, dường như có ẩn chứa tức giận, khí thế vung tay lên, tuyên bố quyết định cuối cùng và đứng dậy rời khỏi. Diệp Thiên Nam vẻ mặt cảm thán đứng dậy, theo thứ tự bắt tay với mọi người, cũng không quên bắt tay với Dương Hằng Dịch, cho dù là Dương Hằng Dịch đã lên tiếng không hòa hợp. Hạ Tưởng thật ra nhìn thấy được, không phải là Dương Hằng Dịch không vừa lòng. Cũng không phải là ném đá xuống giếng đối với Diệp Thiên Nam, mà là đảm đương làm kẻ lừa đảo phụ trợ cho Trịnh Thịnh biểu lộ quyền uy. Có ý nghĩa, Dương Hằng Dịch ban đầu là dựa vào Phó Tiên Phong, không nghĩ tới cuối cùng lại quay ngược lại hướng về phía Trịnh Thịnh. Hạ Tưởng chú ý đến, sắc mặt Phó Tiên Phong có vẻ hơi kém, hắn cười thầm, hội nghị một lần quyết định vận mệnh của Diệp Địa Bắc, không ngờ lại trở thành hội nghị kiểm nghiệm lập trường của Dương Hằng Dịch, thật là thú vị. Diệp Thiên Nam chưa đi, Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong đã bởi vì Dương Hằng Dịch mà bắt đầu tranh đấu gay gắt, muốn nhân vật số 1, số 2 chung sống hòa bình, quả thật là việc khó nhất thiên hạ. Tuy nhiên, suy nghĩ lại, nếu nhân vật số 1, số 2 đều đồng lòng nhất trí trong mọi việc, thì các ủy viên thường vụ sẽ không có cơ hội tham gia trò chơi, Trung ương cũng sẽ không yên tâm, mất đi lực khống chế đối với một tỉnh. Với việc Diệp Địa Bắc cuối cùng cũng bình yên thoát thân, Hạ Tưởng tuy có chút tiếc nuối. Nhưng cũng chưa có cảm giác gì nhiều, tiền của bốn cậu ấm cô chiêu tỉnh Tương không sai biệt lắm đều bị phun ra hết, trên cơ bản cũng khiến cho hắn vừa lòng, hắn còn có thể đuổi tận giết tuyệt hay sao? Đương nhiên, ngay cả như vậy, giữa hắn và Diệp Thiên Nam cũng là thế đối địch như nước với lửa, không có khả năng cùng nhau bắt tay giảng hòa. Hạ Tưởng quan tâm nhất là cục diện tiếp theo, cái chính là vở tuồng từ chức của Diệp Thiên Nam, cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào? Cũng phải thừa nhận. Hạ Tưởng học được rất nhiều từ Diệp Thiên Nam, ví dụ như là thuận theo ý dân, ví dụ như là lấy lui làm tiến, ví dụ như là dùng khổ nhục kế, càng ví như là vĩnh viễn duy trì vẻ điềm tĩnh và ung dung. Hiện tại, vẻ mặt Diệp Thiên Nam vô cùng điềm tĩnh và ung dung đứng trước mặt Hạ Tưởng, vừa nói lời cảm thán, lại vừa thịnh tình mời. Chủ nhiệm Hạ, buổi tối có thời gian không, chúng ta cùng nhau uống một chén. Diệp Thiên Nam tươi cười rất chân thành. Ánh mắt rất tha thiết nhưng như thế nào cũng thấy như là đang khoe khoang ông ta vừa đạt được thắng lợi. Hạ Tưởng thật sự nghĩ không ra có lý do gì để cùng ngồi một chỗ uống rượu với Diệp Thiên Nam, nếu Diệp Thiên Nam cố ý làm hắn mất mặt, hắn tự nhiên không thèm để ý đến mặt mũi của ông ta. Thật không phải bí thư Diệp, tôi đúng là không có thời gian. Hạ Tưởng làm ra vẻ mặt cười yếu ớt, nói rất thành khẩn, lúc này trong phòng họp chỉ còn có hắn và Diệp Thiên Nam, Dương Hằng Dịch đã rời khỏi. Phó Tiên Phong cũng sắp ra đến bên ngoài. Phó Tiên Phong cũng có ý, thấy Diệp Thiên Nam và Hạ Tưởng nói chuyện, dĩ nhiên cũng đi chậm lại, rõ ràng là cố ý muốn nghe một chút xem hai người đang nói chuyện gì. Diệp Thiên Nam vẫn còn có hứng thú mà hỏi tiếp. Dù sao cũng phải ăn bữa cơm tối, tôi cũng có ý cảm ơn chủ nhiệm Hạ quả thực là không muốn đi sao. Hạ Tưởng cười ha hả, trịnh trọng nói. Thực sự là không thoát thân nổi, Phó Bí Thư Diệp à. Tôi quả thực rất bận, mấy ngày nay chú chim nhỏ chưa được chơi đùa, đêm nay nhất định phải mở đường, nếu không ngay cả lợn cũng sẽ chế giễu tôi. Phụt,
Phó Tiên Phong ở bên ngoài nghe lén, không nhịn được, phải bật cười. Diệp Thiên Nam rốt cục thay đổi sắc mặt, vẻ mặt đang từ trầm tĩnh bỗng trở thành tức giận. Ngày hôm sau, Diệp Địa Bắc được phóng thích, chứng tỏ vụ án bốn cậu ấm cô Chiêu Tỉnh Tương đến đây kết thúc. Bốn cậu ấm cô Chiêu Tỉnh Tương trừ Lâm Tiểu Viễn đang ở trong tù, ba người còn lại toàn bộ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng may toàn bộ tiền bạc bất chính bốn người cướp đoạt được toàn bộ đã bị thu hồi, vãn hồi được một tổn thất rất lớn cho quốc gia, tuy nhiên cũng may mà có Hạ Tưởng, nếu không, Lâm Tiểu Viễn cũng không có xa lưới. Mặc dù có nhiều người ấm ức không hiểu, nhưng chính trị là chính trị, không thể vì ý chí của cá nhân nào mà thay đổi được. Hơn nữa, có thể khiến con cái nhà quan lớn cấp phó tỉnh thành thật phun ra khoản đen, ở trong nước cũng là trường hợp đặc biệt có 102. Có thể phần lớn dân chúng tỉnh Tương không biết được đến cái tên Hạ Tưởng, nhưng những gì hắn làm, đã đem đến lợi ích thực tế và hy vọng cho vô số người dân, điều quan trọng nhất là, còn mang đến cho bọn họ khát vọng đeo đuổi công bằng chính trực. Một tuần sau, Trung ương chính thức thông báo tỉnh ủy tỉnh Tương, hy vọng đồng chí Diệp Thiên Nam đối với việc từ chức, phải thận trọng cân nhắc sau đó mới ra quyết định. Diệp Thiên Nam duy trì im lặng. Một tuần sau nữa, một việc thay đổi nhân sự thu hút ánh mắt của không ít người, cũng càng khiến trước mắt Hạ Tưởng sáng ngời, việc nên đến, rốt cuộc cũng đến. Chương 1427, hay cho kế Dương Đông kích Tây. Trung ương quyết định, đồng chí Quốc Hàm Dương đảm nhiệm ủy viên thường vụ. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh, đồng chí Mã Vạn Chính không hề đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ, bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh. Mã Vạn Chính một bước lùi xuống tận đáy. Ngẫm lại cũng thấy, tuổi tác của Mã Vạn Chính cũng đã gần đến lúc, lần này đề cử vào bộ chính trị không được thông qua, con đường làm quan cũng đi ngược dòng nước, không tiến mà lại lùi, việc Mã Vạn Chính phải thoái lui, cũng không phải là điều bất ngờ. Nhớ năm đó đã gặp Mã Vạn Chính, trong lòng Hạ Tưởng đối với Mã Vạn Chính cũng có phần kính trọng, nhưng tiếc là chính trị không phải trò chơi, không thể nói chuyện tình cảm. Ngai vàng ủy viên bộ chính trị, cũng giống như tài nguyên hiếm có. Bất luận là xuất phát từ góc độ nào, cổ thu thật thăng tiến so với Mã Vạn Chính thăng tiến đều có ảnh hưởng quan trọng, sâu sắc hơn nhiều. Bởi vậy, với tư cách là một trong những lãnh đạo lão làng, Mã Vạn Chính từ chức khiến Hạ Tưởng hơi có chút thổn thức. Mã Vạn Chính lui ra là điều đã đoán được từ trước, Quốc Hàm Dương thay thế chức vụ, ít nhiều ngoài dự đoán của Hạ Tưởng. Trong nước từng có tiền lệ giám đốc doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn trực tiếp nhậm chức chủ tịch tỉnh. Nhưng một bước thăng tiến lên đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, thì vẫn là lần đầu. Điều đó chứng minh có thế lực rất lớn đằng sau Quốc Hàm Dương, trong việc bổ nhiệm lần này, đã bỏ ra rất nhiều công sức, đầu tư lực lượng không nhỏ. Nếu Hạ Tưởng không đoán sai, Quốc Hàm Dương là người thuộc lực lượng chống đối. Tuy nhiên, liên tưởng đến thân phận ủy viên Bộ Chính trị của Quốc Hàm Thanh, thân phận của hai anh em đều hiển hách, tuy rằng truyền thông trong nước không đưa tin. Tìm kiếm trên cũng sẽ bị phong tỏa tin tức liên quan đến quan hệ thân thích của các cán bộ cao cấp. Nhưng Hạ Tưởng vẫn có thể kết luận, nhiệm kỳ mới 2 năm sau, Quốc Hàm Thanh khẳng định sẽ lui ra, cũng bởi vì lý do này, Quốc Hàm Thanh mới có thể một bước ngồi vào chỗ, trực tiếp đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy. Quốc Hàm Dương đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh, chỉ khiến cho Hạ Tưởng kinh ngạc một lúc, bởi vì Trung ương sau khi chính thức tuyên bố thông tin, hắn thông qua con đường nội bộ biết được, không lâu sau, Chủ tịch tỉnh và Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh cũng sẽ được thay đổi. Ngô Tài Giang có một thời gian từng đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh tỉnh Ninh, sau khi ông ta từ nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Thạch Nhuận Anh tiếp nhận chức vụ, Thạch Nhuận Anh cũng đã lớn tuổi, cũng sắp phải lui ra. Mà Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh Lan Hạo Thành có triển vọng được rời khỏi tỉnh Ninh, nói cách khác, sau khi tỉnh Ninh thay đổi Bí thư tỉnh ủy, tiếp theo, sẽ có hai nhân vật quan trọng cũng sẽ được thay đổi. Có lẽ người ngoài chỉ thấy kinh ngạc khi thấy phạm vi điều chỉnh bộ máy lãnh đạo tỉnh Ninh quá lớn, hết sức hiếm thấy. Hạ Tưởng lại vô cùng nhạy cảm với phát hiện này bởi vì, hai ghế trống sắp tới ở tỉnh Ninh, có lẽ, Diệp Thiên Nam sẽ giành được một ghế. Nếu Diệp Thiên Nam được tuyên chuyển đến tỉnh Ninh giữ chức phó bí thư tỉnh ủy, Hạ Tưởng cũng khó hiểu được. Tỉnh Ninh lạc hậu hơn rất nhiều so với tỉnh Tương, cũng không thể so sánh với tỉnh Yến, trong nước là một tỉnh lạc hậu và không làm cho người ta chú ý. Diệp Thiên Nam được tuyên chuyển qua đó, kỳ thật vẫn là có ý gì khác. Nhưng nếu điều Diệp Thiên Nam muốn chính là giành được vị trí chủ tịch tỉnh tỉnh Ninh, thì ông ta mượn việc từ chức để hóa giải nguy cơ của Diệp Địa Bắc, lại dùng khổ nhục kế lấy lui làm tiến, thủ đoạn cao siêu để mưu đồ xa xôi chức vị chủ tịch tỉnh, tất cả không sót một điểm, đều hiện lên trong mắt của Hạ Tưởng.
thật tốt cho một vở tuồng bi kịch, thật hay cho một kế dương đông kích tây. Hạ Tưởng cười lạnh một tiếng, tuy rằng, hắn đã sớm đoán được Diệp Thiên Nam sẽ không chịu ngồi yên, sẽ không chịu từ bỏ, nhưng vẫn không ngờ rằng, ham muốn của Diệp Thiên Nam lại lớn như thế, càng không nghĩ tới, thế lực đứng đằng sau ủng hộ Diệp Thiên Nam cũng to lớn như vậy. Hơn nữa, điều chỉnh ở tỉnh Ninh cũng đã trọn vẹn chứng minh, Diệp Thiên Nam không hề nghĩ muốn từ chức, dã tâm của ông ta rất lớn, đầu tiên là ham muốn ngôi vị chủ tịch tỉnh Ninh, nếu như cầu không được, tốt xấu gì cũng được tuyên chuyển ngang qua đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy. Không ngờ vẫn quá coi thường thủ đoạn chính trị của Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng thầm than một tiếng, không, chính xác mà nói, vẫn là xem nhẹ Diệp Thiên Nam mặt dày tâm đen, cũng xem nhẹ quyết tâm và cường độ của thế lực phía sau Diệp Thiên Nam ở Trung ương, không cần phải nghĩ, hệ bình dân và lực lượng phản đối liên kết với nhau, đẩy Diệp Thiên Nam lên ngôi vị, chính là muốn hòa một ván. Chính trị, vĩnh viễn là đấu trí giữa người với người. Đâu phải là muốn từ chức, rõ ràng là minh tranh ám đấu, ám đậu trần thương, là muốn không mất một cọng tóc rời khỏi tỉnh Tương, là kế hoãn binh, là sau khi muốn bảo vệ an toàn cho Diệp Địa Bắc, lại tiếp tục đi lên. Hạ Tưởng sở dĩ vẫn chậm chạp không quyết định sắm vai gì trong vở tuồng từ chức của Diệp Thiên Nam, hay ra tay như thế nào, chủ yếu vẫn là do chưa nhận thức rõ được ý đồ của đối phương, dù sao những chuyện liên quan đến cấp cao, hắn vẫn không có khả năng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu bản chất, cũng không biết lực lượng bên trên muốn bảo vệ Diệp Thiên Nam lớn bao nhiêu. Hiện tại, xem ra, lực lượng đó rất lớn, thực sự rất lớn, lớn hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Diệp Thiên Nam thật đúng là một nhân vật, đã tưởng lung lay sắp đổ, nhưng vẫn lại tránh được một kiếp, ông ta hiện tại chẳng những là hữu kinh vô hiểm có kinh hãi mà không có nguy hiểm, vượt qua cửa ải khó khăn, mà hơn nữa còn có khả năng sắp vỗ cánh bay xa. Chẳng trách, họp hội nghị bí thư hôm đó, Diệp Thiên Nam lại đề xuất mời hắn ăn cơm, hóa ra trong lòng đã sớm ung dung chắc chắn không lo, là muốn làm ra dáng vẻ sung sướng của người chiến thắng với hắn. Hoàn hảo, lúc ấy hắn cũng không có để cho ông ta mặt mũi, nhẹ nhàng mà hoàn trả lại một cước. Chỉ có điều, là cứ để cho Diệp Thiên Nam một bước ra khỏi tỉnh Tương, từ nay về sau, trời cao biển rộng, hay là lại tìm một cái ngáng chân, không để cho Diệp Thiên Nam đắc ý vênh váo, khiến ông ta thất bại chạy một lần nữa. Hạ Tưởng do dự, dù sao cũng rất liều lĩnh, mạo hiểm chính trị quá lớn, hắn có 1000 lý do ngăn cản Diệp Thiên Nam, nhưng lại có đến 1001 lý do khiến hắn phải thu tay lại. Bởi vì hành động này sẽ đắc tội rất nhiều người, thậm chí còn có thể khiến thủ tướng cuối cùng hoàn toàn thất vọng đối với hắn và hoàn toàn trở thành người đối địch. Xuất phát theo chính nghĩa, theo công bằng, thì Diệp Thiên Nam không có đủ đức, không xứng với chức vị, nên tự nhận lỗi từ chức, nhưng nếu xuất phát từ đấu tranh chính trị, xuất phát từ hiện trạng trong nước, thì cho dù Diệp Thiên Nam cuối cùng có đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Ninh, cũng không lấy làm lạ. Hạ Tưởng rơi vào giữa hai điều khó khăn này, hắn hận Diệp Thiên Nam, không liên quan đến tình cảm riêng tư, mà là xuất phát từ công lý và đạo nghĩa. Nhưng muốn đặt đạo nghĩa lên trên chính trị, thì hoàn toàn không thực hiện được. 1000 lý do vì nước vì dân lại gặp phải 1001 lực cản từ hiện trạng trong nước, nên đi đường nào đây? Lần đầu tiên, trong đầu Hạ Tưởng có ý niệm muốn đi hỏi ý kiến ông cụ Ngô. Sau khi tan sở, hắn không về nhà mà đi thẳng đến Nam Cung, Liên Nhược Hạm sắp rời khỏi Tương Giang, hắn phải đến tiễn cô. Bên trong Nam Cung, chỉ còn hai người Liên Nhược Hạm và Lý Thấm, tuy rằng lạnh lẽo hơn rất nhiều, nhưng hai người vẫn như cũng nhiệt huyết hơn trời, bởi vì cuộc chiến tài chính đã sắp kết thúc, cuộc chiến này, chẳng những đạt được mục đích mong muốn, lại còn thu hoạch được khá dồi dào. Hạ Tưởng cũng thu hoạch được rất nhiều, tuy nhiên, điều hắn quan tâm chính là lợi ích chính trị thu được bao nhiêu, còn lợi nhuận kinh tế nhiều hay ít, hắn cũng lười hỏi đến. Hạ Tưởng vừa vào, đã nghe thấy Liên Nhược Hạm và Lý Thấm tranh luận với nhau. Tiền của ai trả giống nhau, không kiếm thì quá uổng. Là tiếng của Lý Thấm. Hay là thôi đi, tổng cộng cũng không có bao nhiêu, không cần thiết phải khiến người khác khuynh ra bại sản. Thị trường chứng khoán trong nước còn chưa hoàn thiện, người chơi chứng khoán còn chưa đủ lý trí, bọn họ vốn đã bị những doanh nghiệp nhà nước mới ra thị trường và các kiểu cơ quan tài chính lừa đảo bóc lột rất nhiều rồi, chúng ta không nhất thiết phải thu lợi trên người họ nữa. Là lời nói cảm thông của Liên Nhược Hạm. Lại nói, Hạ Tưởng cũng không cho phép chúng ta làm như vậy. Anh ấy là loại người này, cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi quá mềm lòng. Có tiền cũng không kiếm, không hiểu nổi. Không cần thiết phải mềm lòng,
thị trường chứng khoán vốn có mạo hiểm, khi đầu tư phải cẩn thận, có ý muốn kiếm tiền, thì phải có dũng khí gánh vác bù tiền. Bọn họ không nhảy vào thị trường chứng khoán làm cừu, thì làm gì có ai đi mài dao làm thịt bọn họ. Dân chứng khoán Trung Quốc làm sao vậy? Ở trong mắt tôi, bọn họ với dân chứng khoán Mỹ giống nhau, đều là cừu non mặc cho người chém giết. Lý Thấm không phục nói. Như tôi mà nói, bất chấp tất cả, kiếm được tiền rồi nói. Tôi chưa bao giờ thông cảm cho nhà đầu tư vốn là có mạo hiểm, không có dũng khí gánh vác tiền lỗ, thì tốt nhất nên đi nhảy lầu. Hạ Tưởng lắc đầu cười, tuy Lý Thấm nói lời vô tình, nhưng sự thật đúng là như vậy. Chính trị cũng vậy, mà kinh tế cũng thế, luôn luôn có một mặt khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Giống như tập đoàn Văn Châu đầu tư nhà đất, vốn là bất động sản, không mang đến bất kỳ tác dụng thúc đẩy kinh tế gì, chỉ mang đến tiêu cực là nâng cao giá nhà, cuối cùng làm cho giá nhà toàn bộ sụp đổ. Theo Hạ Tưởng nhớ, về sau này ngân hàng thắt chặt cho vay, khi giá nhà sụt xuống là lúc, tài chính của đoàn đầu tư nhà đất Vân Châu sẽ bị rạn nứt, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều nhà đầu tư mất cả chì lẫn chai, thậm chí, đi vào đường cùng. Nhưng tuy là nói như vậy, chủ đầu tư tuy rằng đáng giận, Hạ Tưởng vẫn không thể xuống tay đuổi tận giết tuyệt, vẫn là Liên Nhược Hàm hiểu rõ tâm tư của hắn, biết hắn quả thực có một mặt mềm lòng. Chuyển biến tốt hãy thu tay. Hạ Tưởng đúng lúc nói một câu. Nếu không bù tiền, làm sao có lợi nhuận nữa, không cẩn thận còn làm đảo lộn thị trường chứng khoán non trẻ trong nước. Liên Nhược Hàm và Lý Thấm đồng thời quay đầu lại, Liên Nhược Hàm cười hiểu ý, Lý Thấm thì cười bất đắc dĩ. Từ bất trưởng binh hiền lành không nắm quân, mềm lòng như thế thì làm quan lớn thế nào được. Lý Thấm ở lâu tại Mỹ, tiếp nhận đầy đủ tư tưởng chủ nghĩa đế quốc của Mỹ, vô cùng tin tưởng lực lượng tư bản, nhất định không chịu buông tay. Chủ nhiệm Hạ, cho tôi thời gian một tháng, tôi có thể lợi dụng tình trạng tài chính hiện tại, ở thị trường chứng khoán trong nước đạt được vài tỷ lợi nhuận. Trong lòng Hạ Tưởng bỗng nhiên rung động, mềm lòng như thế thì làm sao làm được quan lớn. Hắn đối với vấn đề của Diệp Thiên Nam, nên mềm lòng hay nên lùi bước. Trước đừng nói chuyện của Diệp Thiên Nam, Lý Thấm tính toán muốn cướp đoạt thị trường chứng khoán trong nước, Hạ Tưởng vẫn là không đồng ý. Thu tay lại, lui lại. Lý Thấm thấy Hạ Tưởng đã hạ quyết tâm, cũng thản nhiên cười. Tốt, theo lãnh đạo định đoạt. Cùng Liên Nhược Hàm lên lầu nói chuyện, Hạ Tưởng lo lắng, vẫn quyết định quay về thủ đô một chuyến. Anh và em cùng nhau quay về thủ đô, anh có việc muốn hỏi ý kiến ông cụ. Liên Nhược Hàm đương nhiên là không có ý kiến, chỉ là lo lắng chuyện khác. Em muốn ra nước ngoài, mang Liên Hạ cùng đi. Em cho rằng hoàn cảnh ở nước ngoài thích hợp cho Liên Hạ trưởng thành. Hạ Tưởng không đồng ý, hắn phỏng đoán ông cụ cũng không đồng ý. Liên Hạ nếu lớn lên ở nước ngoài, cho dù là không nhập quốc tích Mỹ, về sau có muốn theo chính trị, cũng sẽ trở nên không phù hợp. Chuyện này, hay là cứ nên hỏi ý kiến của ông cụ cũng già rồi, cần có người an ủi, Liên Hạ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của ông. Nghe có vẻ anh còn quan tâm ông nội hơn cả em, thật đúng là một người tốt. Liên Nhược Hàm trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, rất không vui. Em không nghĩ sẽ để Liên Hạ đi theo chính trị, em nghĩ để nó ra nước ngoài, cũng chuẩn bị để nó nhập quốc tịch Mỹ. Hạ Tưởng còn chưa kịp khuyên Liên Nhược Hàm, lại có điện thoại đến, là Cổ Thu Thật gọi. Cũng là sau khi xảy ra chuyện Diệp Thiên Nam từ chức, Cổ Thu Thật lần đầu tiên chủ động lộ diện. Điện thoại đến rất ngắn. Cổ Thu Thật chỉ nói một câu. Hạ Tưởng, đến thủ đô một chuyến, Tổng Bí Thư muốn gặp cậu. Chương 1428, sự tình thường xuất hiện điều ngoài ý muốn. Năm nay thu đến sớm, Bắc Kinh vào tháng 9, đã có một chút ý thu. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hàm đi ô tô đến nhà họ Ngô ở Bắc Kinh, lúc đó đã là buổi chiều. Buổi chiều ánh mặt trời xuyên qua cửa kính xe tà tà chiếu rọi vào bên tai Liên Nhược Hàm. Trong nháy mắt giống như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khuôn mặt, khiến cả người cô được bao phủ bằng một vầng sáng. Liên Nhược Hàm vẫn là Liên Nhược Hàm năm đó, cô xinh đẹp và nhẹ nhàng khoan khoái, là nét khiến Hạ Tưởng yêu thích nhất, động lòng nhất. Nhưng, vấn đề cư xử với Liên Hạ, là sự cố chấp trước nay chưa từng có của Liên Nhược Hàm, một lòng muốn cùng Liên Hạ xuất ngoại, không cho Liên Hạ phát triển trong nước. Hạ Tưởng cũng biết rõ, trong nước phần đông nhân vật có quyền thế. Đều muốn đưa con ra nước ngoài, nguyên nhân tự nhiên có rất nhiều, nhưng mấu chốt là trưởng thành trong nước điều kiện kém hơn nước ngoài, sữa bột có vấn đề thì không nói, cống ngầm dầu cũng không phải nói,
thậm chí quy chế bất công của chế độ không kiện toàn cũng không phải mấu chốt, chủ yếu là giáo dục ngày càng sa sút khiến người ta không thể chịu đựng được. Giáo dục công nghiệp hóa thi hành tới nay, thí sinh thi vào trường cao đẳng giảm dần theo từng năm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học vào nghề liên tục trượt xuống không ngừng, cái gọi là tỷ lệ có công ăn việc làm cao đều là sự giả dối do trường cao đẳng bức bách học sinh ký kết giả vào nghề tạo ra. Còn mấu chốt nữa, hệ thống giáo dục từ đầu tới chân theo đuổi lợi ích kinh tế, mấy trăm đến hơn 1.000 trường đại học, chẳng những bồi dưỡng không ra bao nhiêu nhân tài ưu tú, mà ngay cả giáo sư có danh vọng có tài dạy học thực sự cũng ngày một thưa thớt. Liên Nhược Hãm quyết tâm cho Liên Hạ xuất ngoại, vô cùng kiên định. Hạ Tưởng vốn kính dạ yêu trẻ nên dễ mềm lòng, tuy rằng hắn biết Liên Nhược Hãm lo lắng không phải không có lý. Nhưng càng không muốn khiến ông cụ lúc tuổi già cô đơn, bởi vì ông cụ quá yêu Liên Hạ. Nghĩ cũng không cần nghĩ, ông cụ nhất định sẽ bảo hắn ra mặt thuyết phục Liên Nhược Hãm, hắn kẹp ở giữa. Thế khó xử. Cũng giống với việc cư xử với Diệp Thiên Nam thế nào ở bước tiếp theo. Hắn nhất thời đúng là không có chủ ý rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt. Cổ Thu thật bất ngờ lộ diện, Tổng Bí Thư bất ngờ triệu tập, Hạ Tưởng liền ý thức được, vấn đề Diệp Thiên Nam, có vẻ như sẽ tiếp tục gợn sóng. Trước khi đi, Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong gặp mặt, có một cuộc nói chuyện xem như không quá sâu sắc. Hạ Tưởng kỳ thật là có ý thử lập trường của Phó Tiên Phong về việc nối nghiệp Diệp Thiên Nam, không như hắn dự kiến đó là, Phó Tiên Phong mang thái độ không quan tâm đến. Hạ Tưởng rất hiểu Phó Tiên Phong, cho dù không đủ ích lợi phía trước, Phó Tiên Phong vẫn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Sẽ không chủ động trêu chọc người khác, lại càng không vì cái gọi là lý tưởng và chính nghĩa đi đắc tội một vị quan lớn cấp phó tỉnh. Thậm chí ngay cả Diệp Thiên Nam có khả năng một bước đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Ninh, Phó Tiên Phong thái độ cũng vẫn lạc quan. Mặc dù biểu hiện của Phó Tiên Phong nhẹ nhàng rất bình thường, nhưng Hạ Tưởng vẫn phát hiện mắt ông ta chớp chớp. Cũng âm thầm mỉm cười. Phó Tiên Phong đối với việc Diệp Thiên Nam có thể thong dong thoát thân hơn nữa có khả năng bay lên một bước, rất là khó chịu. Dù sao, Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam cũng không giao phó, mâu thuẫn đã trực chờ. Diệp Thiên Nam lên chức Phó Tiên Phong cũng có áp lực trực tiếp, sợ là Phó Tiên Phong trong lòng cũng biết với thủ đoạn chính trị của Diệp Thiên Nam, sau khi bị ông ta đánh một đòn, sớm muộn gì cũng phải trả quay lại. Phó Tiên Phong nói không lo lắng đó là gạt người. Do sợ bị để ý, ông ta có thói quen đánh lén người khác. Bị người khác đánh lén, ông ta chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng ở trước mặt Hạ Tưởng biểu hiện ra một bộ mặt không sao cả. Kỳ thật là muốn ngồi mát ăn bát vàng, ý là chờ Hạ Tưởng ra tay, y ở sau lưng thu kết quả. Hạ Tưởng cũng không hề nói nhiều, hắn hy vọng Phó Tiên Phong ra tay và Phó Tiên Phong chờ hắn ra tay, ý tưởng lớn gặp nhau. Đúng là khi hai người đối mặt với một cao thủ, đều muốn khiến đối phương xung phong ở phía trước, còn mình cản phía sau. Khi cùng Liên Nhược Hãm ngồi trên cùng một chiếc máy bay, Hạ Tưởng vừa để Liên Nhược Hãm dựa vào bờ vai của hắn ngủ, nhìn người phụ nữ từng oai phong một cõi giờ phút này thành cô gái dịu dàng, nhưng hắn vẫn suy nghĩ, nếu hắn tranh thủ tình cảm của Phó Tiên Phong, châm ngòi mối quan hệ giữa Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam, khiến Phó Tiên Phong giận tím mặt ra tay đối phó Diệp Thiên Nam. Có quá thâm hiểm hay không? Mềm lòng không thể làm quan lớn, mặt dày mới có được địa vị cao. Có lẽ kết luận của Lý Thấm và Liên Nhược Hãm về hắn là chính xác. Hắn có khi không khỏi mềm lòng một chút, còn nữa, da mặt cũng hơi mỏng một chút, mặt không dày tâm không đen, chẳng khác nào chính mình gây phiền toái. Như vậy, nếu Diệp Thiên Nam dương đôi cánh bay cao đến tỉnh Ninh nhậm chức, chính là thả hổ về rừng, chắc chắn sẽ có họa lớn. Với thủ đoạn cao thâm và tuổi đời của Diệp Thiên Nam, lần này lên chức, ông ta sẽ tạo ra một cơ sở kiên cố để cho việc sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào bộ chính trị của mình. Thật nếu muốn làm một cái tương đối, hắn và Phó Tiên Phong, một tinh tường bố trí, một đa mưu túc trí, một thiện dùng dương mưu, một giỏi về đầu cơ. Kỳ thật có khi ngẫm lại cũng rất thú vị, hắn và Phó Tiên Phong cơ bản là đối thủ, nhưng nếu liên kết lại, thật đúng là tổ hợp góc bù tuyệt hảo. Ý niệm trong đầu Hạ Tưởng chợt lóe lên, chỉ có một khả năng. Vẫn chưa khiến hắn suy nghĩ sâu xa, nhưng có lẽ ở thời điểm thích hợp, khả năng sẽ lên men. Đến nhà họ Ngô, lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, thủ đô vẫn kẹt xe như trước, không quen cũng phải thành quen. Chả trách có tin tức đưa tin, người thủ đô có tính bực bội khá là nghiêm trọng, cũng phải, ai mỗi ngày phải nhìn cái cảnh tượng đường phố giống như bãi đỗ, trong lòng có việc gấp muốn làm lại không đi qua được.
ai cũng nóng nảy bất an. Nhưng điều khiến Hạ Tưởng cảm thấy không ngờ chính là, tiến vào cửa, thấy ông cụ nhà họ Ngô chẳng những ở đây, Ngô Tài Dương cũng hiếm khi ở đây cũng có mặt, hai cha con lại đang nói chuyện hình như không thoải mái, bởi vì khuôn mặt Ngô Tài Dương hơi hơi đỏ lên. Liên Nhược Hạm chỉ đơn giản mà chào hỏi, liền đi lên lầu. Hạ Tưởng gặp không khí khó xử, cũng muốn chuồn mất, lại bị ông cụ gọi lại. Hạ Tưởng, khoan hãy đi, nói về quan điểm của cậu xem nào. Hạ Tưởng đành phải kiên trì đến cùng ngồi xuống, hắn không muốn tham gia việc của nhà họ Ngô, không ngờ Ngô Tài Dương mở miệng khiến hắn thầm thở phào, không phải việc nội bộ nhà họ Ngô mà là việc hợp tác giữa nhà họ Ngô và nhà họ Phó. Nhà họ Phó mưu toan vị trí chủ tịch tỉnh Thiểm, hy vọng được nhận sự trợ giúp của nhà họ Ngô, điều kiện rất hấp dẫn, Ngô Tài Dương động lòng. Nhưng không phải Ngô Tài Dương chỉ thấy nhỏ mà không thấy lớn, mà là lần ở hội nghị bộ chính trị, Phó Thủ tướng nói mấy câu chạm đến được trái tim của Ngô Tài Dương, khiến Ngô Tài Dương cư xử thân thiện với dân thường và phản đối liên kết nhưng cũng là lúc tình cảm với nhà họ Phó ngày càng tăng lên. Mà nhà họ Mai và nhà họ Khâu năm gần đây hoạt động không đủ mạnh, bị rơi vào thế phòng thủ, so sánh với nhà họ Phó liên tục không ngừng bay lên, hai nhà Mai, Khâu dường như hơi quá mức bảo thủ và khiêm tốn. Còn nữa, nhà họ Phó có sức mạnh xung phong, dám làm dám chịu, rất hợp ý Ngô Tài Dương. Khiến cho Ngô Tài Dương cho rằng thời gian sau này, thế lực gia tộc sẽ hình thành mà nhà họ Ngô cầm đầu, nhà họ Phó phụ góp bù. Hai nhà Mai, Khâu chỉ ở phía sau, đi theo trợ giúp. Bởi vậy, nhà họ Phó mưu cầu vị trí chủ tịch tỉnh Thiểm, Ngô Tài Dương muốn có lực lượng tương trợ, kỳ thật Ngô Tài Dương cũng không ý thức được có đúng nhà họ Phó chưa từng có thiện cảm căn nguyên còn là từ Hạ Tưởng, cũng bởi vì hiện tại giữa Hạ Tưởng và nhà họ Phó tạm thời không có xung đột ích lợi, càng bởi vì giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong đạt thành ăn ý, mới khiến giữa nhà họ Phó và nhà họ Ngô có thêm khả năng cộng tác. Nhưng sự tình thường sẽ ngoài ý muốn. Ông cụ nhà họ Ngô không đồng ý Ngô Tài Dương trợ giúp nhà họ Phó lấy được ngai vàng chủ tịch tỉnh Thiểm. Lý do của ông cụ nhà họ Ngô chỉ có một, sau khi nhà họ Phó giành được vị trí chủ tịch tỉnh Thiểm, thực lực sẽ lên như diều gặp gió, có khả năng vượt qua hai nhà Mai, Khâu đứng ở vị trí thứ hai gần với nhà họ Ngô. Mà nhà họ Phó sẽ không thích đứng dưới ai, sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, bước tiếp theo, chính là muốn vượt qua nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô trợ giúp nhà họ Phó. Là nuôi hổ thành hỏa. Là vì chính mình tạo ra một đối thủ ẩn tính có đủ sự uy hiếp. Ngô Tài Dương không hiểu ý ông cụ, cho rằng ý kiến của ông cụ bảo thủ, muốn thuyết phục ông cụ. Ông cụ cũng không biết sao, lúc này cố chấp lạ thường. Giảng không thông đạo lý. Kết quả giữa hai người xảy ra tranh cãi, mặc dù không nghiêm trọng, cũng khiến không khí không còn hòa hợp. Không khác biệt lắm xem như Ngô Tài Dương lần đầu tiên trực tiếp khiêu chiến với quyền uy của ông cụ nhà họ Ngô. Tuy rằng ông cụ nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn là không chịu nhượng bộ. Khi tranh luận, khó tránh khỏi bắn ra đốm lửa. Giữa Ngô Tài Dương và ông cụ, vốn đã có khúc mắc. Ngô Tài Dương và ông cụ đều cho rằng điểm xuất phát của mình là chính xác. Ngô Tài Dương cho rằng nhà họ Phó không có khả năng có thể khiêu chiến với nhà họ Ngô thực lực quyền uy. Mà ông cụ nhà họ Ngô lại cho rằng, vị trí tỉnh Thiểm rất mấu chốt, rất trọng yếu. Không thể giao vào tay nhà họ Phó. Đồng thời, nhà họ Phó đề cử Kiều Thanh Văn kinh nghiệm lý lịch hơi kém. Tuy rằng đương nhiệm Thứ trưởng Bộ Thương mại, nhưng kinh nghiệm lý lịch nông, công tác địa phương không đủ. Đều là chỗ thiếu hụt vô cùng quan trọng, muốn thông qua đề cử. Khó khăn rất lớn, hoặc là nói cách khác, cần trả giá phí tổn quá lớn, nhà họ Ngô ra tay, khả năng mất nhiều hơn được. Phân kỳ chậm rãi từ tranh luận tăng lên thành tranh chấp, cuối cùng chỉ thiếu chút nữa liền thành tranh cãi. Đối chọi gay gắt. Hạ Tưởng liền vừa khéo chạy tới. Ông cụ nhà họ Ngô đang nổi nóng, liền gọi Hạ Tưởng lại giúp đỡ. Nhà họ Phó năm gần đây thế bay lên quả thật rất dũng mãnh, Hạ Tưởng trong lòng cũng hiểu rõ, cố nhiên có liên quan đến thủ đoạn đầu cơ trục lợi của nhà họ Phó, nhưng phải thừa nhận, nhà họ Phó do có Phó Tiên Phong nên sau đó cứng cáp 10 phần, đồng thời, thực lực nhà họ Phó lên cao cũng không phải không có quan hệ với tinh thần tiến thủ của nhà họ Phó. So sánh, nhà họ Khâu và nhà họ Mai, quả thật trong một trận thi đua không tiến thì lùi, biểu hiện ra một mặt tác dụng chậm không đủ. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng không muốn hợp tác với nhà họ Phó, bởi vì hắn chán ghét con người Phó Tiên Phong. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hợp tác trên chính trị, không thể xử trí theo cảm tính, cũng như hắn tuy rằng kính nể trí tuệ chính trị của Diệp Thiên Nam, nhưng đối không hài lòng với cách đối nhân xử thế của Diệp Thiên Nam,
bất luận là nhà chính trị thành thục nào, giữa cảm tình và lý trí, phải có một giới hạn rõ ràng. Vừa vào nhà họ Ngô liền gặp ngay vấn đề nan giải lớn bằng trời, Hạ Tưởng bất đắc dĩ, đành phải ngồi nghe. Sau khi nghe Ngô Tài Dương nói xong, dưới sự chú ý trong ánh mắt chờ mong của ông cụ nhà họ Ngô và Ngô Tài Dương, hắn trầm mặc. Ông cụ là muốn hắn phụ họa, mà Ngô Tài Dương làm sao lại không muốn được hắn ủng hộ. Rốt cuộc chỉ được ủng hộ một bên, Hạ Tưởng kỳ thật cũng không khó khăn, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một con đường khả thi khác. Một con đường có thể khiến nhà họ Phó vừa lòng, khiến Ngô Tài Dương tán thành, đồng thời lại khiến ông cụ nhà họ Ngô thừa nhận con đường khả thi này. Điều chính yếu nhất là, khiến mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời chính là, có thể mượn cơ hội từ giữa tìm ra một kế hoạch dũng cảm mà không phải không thâm hiểm, lòng hắn rộn rã, vì hắn đã sử dụng. Chương 1429, đường này không thông, mời lách đường khác. Thời gian buổi chiều ngân nga mà đầy thâm ý, ngày mùa thu tràn khắp thủ đô, nhất là khi trời thu trong sáng dịu mát, ông cụ nhà họ Ngô sóng yên biển lặng ngồi ở phía trên, vẻ mặt yên lặng, mà Ngô Tài Dương ngồi ở một bên, khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong có chút tán thưởng. Đợi cho ánh chiều tà của trời chiều biến thành sắc lửa đỏ, vẻ mặt ông cụ nhà họ Ngô cũng chậm chậm giãn ra, mà Ngô Tài Dương thì hơi hơi nhíu mày, giống như có chút suy nghĩ. Trên lầu, tiếng Liên Nhược Hạm và Liên Hạ vui cười vang xuống. Bên ngoài sân, truyền đến tiếng chim hót líu lo, khiến một ngày mùa thu bình thường, yên tĩnh, phút chốc sinh động mà ấm áp. Tuy rằng, lời đề nghị vừa rồi của Hạ Tưởng vừa không sinh động cũng không ấm áp, thậm chí còn mơ hồ có đao quang kiếm ảnh. Quả thật, với bầu không khí nhà họ Ngô, không có khả năng đem toàn bộ chính trị ném sang một bên, không có khả năng có một phút rời xa cuộc sống chính trị, cho dù ông cụ nhà họ Ngô trạng thái lúc ẩn lúc hiện, nhưng ông ta trên thực tế vẫn là bậc trưởng bối của thế lực gia tộc, mà Ngô Tài Dương là trưởng ban tổ chức trung ương quản lý ngũ quan của thiên hạ. Hạ Tưởng nói xong, ba người nhất thời đều không nói gì, tuy nhiên không khí có chút dịu đi so với vừa rồi, có thể thấy rõ, lời nói của Hạ Tưởng có tác dụng giảm sóc. Cổ Thu Thật gọi điện tới thật là đúng lúc, vừa lúc thích hợp để đánh tan không khí trầm mặc giữa ba người. Hạ Tưởng gật đầu ra hiệu, sau đó đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Cổ Thu Thật lúc này vẫn là bí thư tỉnh ủy Hắc Liêu, việc trước khi mời dự họp toàn bộ, sẽ không chính thức tuyên bố tin tức ông nhập cục. Nhưng bởi vì đề cập đến một ít công tác giao tiếp, hiện tại Cổ Thu Thật ở thủ đô lâu hơn so với trước kia. Hội nghị Bộ Chính trị quyết định một loạt việc bổ nhiệm nhân sự. Đối với dân chúng bình thường và cán bộ cấp thấp mà nói, phải nghiêm khắc giữ bí mật, chỉ có rất ít người có tư cách được biết trước. Chủ nhiệm Hạ, ngày mai buổi chiều Tổng Bí Thư khả năng sẽ có thời gian nửa giờ, đến lúc đó tôi sẽ báo cho cậu trước. Cổ Thu Thật cười ha hả. Kỳ thật vốn là việc của văn phòng Tổng Bí Thư, nhưng tôi lại làm giúp. Cổ Thu Thật cách nói có điều ám chỉ, Hạ Tưởng liền thuận thế nói. Tôi và Tổng Bí Thư gặp mặt, phần lớn là gặp riêng tư. Lại toàn bộ dựa vào thư ký Cổ giới thiệu, cho nên còn phải làm phiền đến bí thư Cổ. Cổ Thu Thật cười lanh lảnh. Hạ Tưởng, nhưng cậu hiểu lầm ý tứ của tôi là muốn nói, giữa tôi và cậu có chút giao tình, tôi tự mình làm một ít việc vụn vặt giúp cậu, không chỉ đáng giá, cũng là nên làm. Hạ Tưởng xem như thực sự hiểu ra điều mà Cổ Thu Thật ám chỉ, cũng là sau khi việc Cổ Thu Thật vào cục, lần đầu tiên hàm xúc mà trực tiếp tỏ vẻ thân cận với hắn. Tuy rằng không chính miệng nói ra lời cảm tạ, nhưng Hạ Tưởng biết rằng, lấy thân phận lãnh đạo cấp phó quốc gia của Ủy viên Bộ Chính trị của Cổ Thu Thật, việc ông ta nói ra những điều trên với hắn, đã cho hắn một thể diện rất lớn. Hạ Tưởng liền biết, hắn đặt cược vào Cổ Thu Thật, đã bước đầu chiếm được hồi báo và tán thành nhất định, khiến cho hắn vô cùng vui mừng. Trong chính trị, đầu tư cảm tình và đầu tư chính trị đều vô cùng trọng yếu, mặc dù là loại nào. Phải làm đến mức bỏ ra thì có hồi báo, thật không dễ dàng. Cảm ơn sự quan tâm của bí thư Cổ đối với tôi. Hạ Tưởng nói lời khách sáo, nhưng lại là lời nói thật lòng, có lẽ cảm thấy đề tài quá mức rối rắm việc nhập cục ngược lại không tốt, nên đã bỏ qua đề tài. Có thể nói rõ trước cho tôi một chút, Tổng Bí Thư muốn gặp tôi, là có tinh thần chỉ thị gì? Gặp được Tổng Bí Thư cậu sẽ biết, đừng hỏi nhiều như vậy. Cổ Thu Thật trốn tránh mà không đáp. Rồi lại hàm xúc một chút. Nói không chừng có liên quan đến vấn đề cậu quan tâm. Hạ Tưởng im lặng mỉm cười, buông điện thoại, còn lắc lắc đầu. Với cấp bậc của hắn đừng nói muốn gặp mặt Tổng Bí Thư, bất luận là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị,
đều rất khó gặp được, cho dù là ủy viên Bộ Chính trị, nếu không có vấn đề gì, cũng không phải muốn gặp là có thể gặp. Không phải là văn phòng Tổng Bí thư sắp xếp cho hắn và Tổng Bí thư gặp mặt, mà là Cổ Thu Thật làm giúp, chứng tỏ cuộc gặp là mang tính chất riêng tư, là hành tung Tổng Bí thư không cần ghi lại, hay là cũng biểu hiện ra Tổng Bí thư có dụng tâm lâu dài, khiến hắn và Cổ Thu Thật quan hệ chặt chẽ mà hòa hợp, cũng có lợi cho thế cục phát triển vững vàng. Trở lại phòng khách, ông cụ nhà họ Ngô đã lên lầu, chỉ có Ngô Tài Dương với vẻ mặt trầm tư ngồi trên sofa, thấy Hạ Tưởng tiến vào, Ngô Tài Dương đột nhiên đứng lên, tiến lên vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, hữu hảo lạ thường mà nói một câu. Buổi tối cùng nhau uống đôi chén. Hạ Tưởng chỉ biết, đề nghị của hắn đã làm rung động Ngô Tài Dương, nhưng hành động của ông cụ có phải nói rõ, ông cụ trong lòng còn có chỗ chưa thông hay không? Theo lý thuyết, đề nghị của hắn đã chiếu cố đến cảm thụ của các bên, là hướng giải quyết tốt nhất. Mặc kệ, hắn chỉ để ý châm mồi lửa, dù sao Ngô Tài Dương đã động lòng, mà một điều khiến hắn càng đắc ý là, ông cụ nhà họ Ngô lập tức liền có chỗ phải cầu hắn, tin tưởng trên vấn đề của nhà họ Phó, sẽ có nhượng bộ. Vừa nghĩ vậy, Hạ Tưởng không khỏi nhếch mép, nghĩ thầm rằng kỳ thật chính mình so với trước kia là hơi nham hiểm một chút, không, cũng không cần phải nói là nham hiểm. Phải là túc trí đa mưu mới thỏa đáng. Đối với Ngô Tài Dương lần đầu biểu hiện ra ngoài sự thân thiết, trong lòng Hạ Tưởng cũng có nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng chỉ thản nhiên cười. Trưởng ban Ngô tùy ý định đoạt. Trên mặt Ngô Tài Dương hiện lên một tia vui sướng không dễ nhận ra. Cơm chiều, rất đơn giản, mặc dù không thể nói là cơm rau dưa, nhưng quả thật có cháo loãng và dưa muối, mà ông cụ nhà họ Ngô ăn thật sự ít, chỉ đơn giản ăn mấy miếng liền bỏ bát chạy lấy người. Từ đầu đến cuối không nhắc lại sự tình nhà họ Phó. Ông cụ vừa đi, Liên Nhược Hàm cũng lên lầu, còn Liên Hạ cùng ông cụ đi chơi, Ngô Tài Giang vẫn chưa về nhà, trên bàn cơm, cũng chỉ có Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương mở một chai rượu, là một chai Mao Đài 50 năm, ông ta tự tay rót rượu cho Hạ Tưởng, sau đó nâng chén. Đã tới đây thì không còn là người ngoài, chúng ta uống vài chén. Hạ Tưởng liền khách khí nâng chén đáp lại. Vài chén rượu vào bụng, Ngô Tài Dương cũng không lảng tránh, lại nói đến vấn đề nhà họ Phó, ông ta than nhỏ một tiếng. Ông cụ vẫn cho là không ổn, nhưng lại nói, ông buông tay mặc kệ, tôi biết, trong lòng ông vẫn có chút. Cậu khuyên ông lần nữa đi, giữa tôi và ông ấy, kết nối khá khó khăn. Hạ Tưởng chỉ có thể gật đầu. Kỳ thật điểm xuất phát của ông cụ là tốt, ông cũng là vị ổn thỏa. Ngô Tài Dương dường như không nghĩ quá nhiều về lập trường của ông cụ. Nếu ông cụ dường như dỗi mà nói buông tay mặc kệ, cũng là ý tứ giơ tay nhượng bộ một bước, ông ta liền tiếp tục đề tài với Hạ Tưởng. Đề cử Kiều Thanh Văn đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Ninh, nói thật, tôi rất tán thành ý này của anh, tỉnh Ninh so với tỉnh Thiểm phân lượng kém không ít, với lý lịch kinh nghiệm của Kiều Thanh Văn, đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Ninh mặc dù có thể không bằng, nhưng là tính một bước phù chính. Tôi và Phó Thủ tướng có nói qua, Phó Thủ tướng trên nguyên tắc đồng ý. Nhưng ông ta cũng rất quan tâm đến ứng cử viên chủ tịch tỉnh Thiểm. Tôn Tập Dân hiện tại dường như còn nhàn rỗi. Hạ Tưởng biết rõ cố nói. Tôn Tập Dân nghe đồn là thân thích với Phó Thủ tướng đương nhiệm, là thật hay giả Hạ Tưởng cũng không thèm để ý, bởi vì hiện tại hắn biết Tôn Tập Dân là chủ tịch quốc hội như vậy đủ rồi. Hạ Tưởng vì Ngô Tài Dương ra chủ ý, chính là khiến Kiều Thanh Văn lui mà cầu tiếp theo, mưu cầu vị trí chủ tịch tỉnh Ninh, so sánh với tỉnh lớn như tỉnh Thiểm mà nói. Tỉnh Ninh tuy rằng không đủ sự chú ý như vậy, nhưng chung quy là rảo bước tiến lên bộ trưởng, đối với người trong quan trường mà nói, có khi quanh co cũng là vì nâng cao cấp bậc. Lúc ấy ông cụ nhà họ Ngô sau khi nghe xong đề nghị của hắn, cho dù có tán thành, cũng không hoàn toàn gật đầu. Ngô Tài Dương lại lập tức động lòng, bởi vì theo như lời ông cụ nhà họ Ngô thế lực nhà họ Phó bay lên quá nhanh, ở trong lòng ông ta cũng lưu lại vết giám, cho nên đề nghị của Hạ Tưởng liền chạm được đến tâm tư ông ta. Vừa giúp nhà họ Phó, lại giảm được vài phần tai họa ngầm, quả thật là một bước coi như không tồi. Ông ta liền có chút khâm phục khả năng nhận định thời thế của Hạ Tưởng. Nếu cho ông cụ biết, ý Hạ Tưởng kỳ thật là kéo nhà họ Phó xuống nước, muốn mượn lực của nhà họ Phó khuấy động ích lợi của người khác, chỉ sợ ông cụ không chỉ khâm phục Hạ Tưởng, mà còn vô cùng tán thưởng. Mà cuối cùng sự tình phát triển ra ngoài lại lớn hơn Ngô Tài Dương dự kiến, một chuyện phát triển hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Cuối cùng khi hình thành cuộc đọ sức khắp nơi hành động, ông ta nhất thời kích động thiếu chút nữa giáp mặt hướng Hạ Tưởng tỏ vẻ tán thưởng, may mắn sau đó lại duy trì được bình tĩnh,
mới không bị thất thố. Hạ Tưởng đương nhiên sẽ không nói cho Ngô Tài Dương biết ý đồ thật sự của hắn, trên thực tế, nhà họ Ngô và nhà họ Phó mặt ngoài hợp tác và âm thầm đề phòng, hắn cũng không quan tâm, bởi vì cũng không tới phiên hắn quan tâm, tin tưởng trí tuệ chính trị của ông cụ và thủ đoạn của Ngô Tài Dương, không đến mức khiến nhà họ Phó nhảy lên đầu nhà họ Ngô. Ít nhất nhà họ Phó về lực lượng quân đội kém khá xa so với nhà họ Ngô, muốn ngồi lên vị trí đệ nhất gia tộc, con đường còn rất dài. Hạ Tưởng cũng không phải cố ý gạt không nói để đạt tới mục đích lợi dụng Ngô Tài Dương, hắn không nói, là bởi vì có một số việc vĩnh viễn không thấy so với thấy tốt rất nhiều. Mặc kệ Diệp Thiên Nam muốn vu hồi bay lên như thế nào, cũng không quản thủ tướng và thế lực khác giữ gìn Diệp Thiên Nam như thế nào, hắn chỉ cần đem một số sắp xếp nguyên bản và có trật tự mà đánh loạn trước, nhờ đó đạt tới hiệu quả đào hầm đào hố sâu, đoạt trước một bước chiếm lĩnh tiên cơ là tốt rồi. Ngô Tài Dương đề cử Kiều Thanh Văn vào vị trí chủ tịch tỉnh Ninh, nhà họ Phó tất nhiên tán thành, nếu Tổng Bí Thư gật đầu, sự tình có thể thành. Như vậy quân bài khổ tình mà Diệp Thiên Nam tỉ mỉ lên kế hoạch, khi đánh ra quân mới bỗng nhiên phát hiện, đường này không thông, mời lách đi đường khác. Đề cử Tôn Tập Dân, không phải vì Hạ Tưởng thông cảm Tôn Tập Dân, lại càng không phải hắn cho rằng Tôn Tập Dân có thể đảm nhiệm việc lớn. Mà là hậu duệ Tôn Tập Dân vốn còn có hai lần ở cấp tỉnh bộ cương vị cao tự nhận lỗi từ chức, mà hiện nay Tôn Tập Dân mới tự nhận lỗi từ chức một lần. Nói đúng là, dựa theo lệ thường của lịch sử hùng mạnh, hắn hẳn là còn có một cơ hội tái đảm nhiệm cấp tỉnh và cấp bộ. Một điểm trọng yếu hơn, Tôn Tập Dân nằm trong đội ngũ gắn bó với Chủ tịch Quốc hội, đề cử ông ta. Chủ tịch Quốc hội nhất định gật đầu. Cũng là Hạ Tưởng vì phòng ngừa Diệp Thiên Nam sau khi phát hiện đường của tỉnh Ninh này không thông, lại muốn lách đi tỉnh Thiểm. Cho nên hắn trước tiên phục kích, chính là muốn vì Diệp Thiên Nam tạo ra một niềm vui bất ngờ lớn hơn. Lại một đường không thông. Về phía đương kim lại bộ thượng thư Ngô Tài Dương sau khi đề nghị hoàn toàn, Hạ Tưởng tự rót tự uống một ly, híp mắt nghĩ, thật ngượng ngùng, đồng chí Diệp Thiên Nam, không thuận lợi không thể oán xã hội, mệnh khổ không thể trách chính phủ, ai bảo ông ta gặp phải tôi. Ngô Tài Dương nín lặng một lát, không hỏi Hạ Tưởng vì sao nhớ tới Tôn Tập Dân, mà đột ngột hỏi một câu. Tổng Bí Thư muốn gặp cậu, cậu có biết là vì sự tình gì không? Chương 1430, mấu chốt bên trong mấu chốt. Có lúc Hạ Tưởng không thể không thừa nhận, hắn quả thật là giỏi về tạo ra sự tình, là cao thủ có thể lợi dụng đầy đủ mâu thuẫn địch và ta để ta sử dụng cho mình. Nhưng cao thủ cũng có thời điểm bí mật, vấn đề Ngô Tài Dương, Hạ Tưởng nhất thời đúng là đáp lại không tốt, bởi vì trong lòng hắn quả thật không có khái niệm. Cũng may. Ngô Tài Dương dường như chỉ thuận miệng mà hỏi, không đợi Hạ Tưởng trả lời, ý nghĩa lại nhớ tới Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân, nhàn rỗi đã hơn một năm. Lại nghĩ tới cái gì, có chút nghi vấn. Lạ thật, sao tự nhiên ông lại nghĩ đến ông ta? Kỳ thật năm đó khi Chủ tịch tỉnh Tôn tại tỉnh Yến, rất có tinh thần khai thác, tôi rất kính trọng ông ta. Hạ Tưởng nói ít nhiều có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng vì có thể cho thấy khuynh hướng hàm xúc của hắn. Đành phải tiếp tục nâng cao Tôn Tập Dân vài câu, lại nói. Đề cử Tôn Tập Dân đến tỉnh Thiểm, có thể giảm bớt không ít phản đối. Làm như vậy, việc đề cử Kiều Thanh Văn càng dễ được thông qua. Cậu rất giỏi về lợi dụng mâu thuẫn địch và ta, hiểu được thủ pháp ích lợi cùng chung. Nhưng vấn đề là, Ngô Tài Dương giọng điệu vừa không tán thưởng, lại không phản bác, chỉ nghi vấn. Lại nhớ tới vấn đề vừa rồi, Tổng Bí Thư muốn gặp cậu. Là vì sự tình gì? Hạ Tưởng biết rằng Ngô Tài Dương ngụ ý là nếu Tổng Bí Thư không đồng ý với đề cử trên, ích lợi của nhà họ Phó sẽ khó có thể thực hiện, chỗ tốt của nhà họ Ngô cũng không thể thuận lợi, mà mộng làm chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân, cũng sẽ quanh co ngoằn ngoèo. Kỳ thật Ngô Tài Dương nói đúng, kế hoạch của Hạ Tưởng nhìn như áo tiên không thấy vết chỉ khâu, kỳ thật mấu chốt nan giải nhất còn không có cách giải quyết, chính là thái độ của Tổng Bí Thư mới là mấu chốt bên trong mấu chốt. Nếu Tổng Bí Thư không chọn người thích hợp đề cử, nếu Tổng Bí Thư không phản đối đề nghị của Hạ Tưởng về Kiều Thanh Văn và Tôn Tập Dân, hoặc là nói với Ngô Tài Dương phương án điều chỉnh nhân sự, mới có khả năng khả thi. Nếu không, không cần bàn gì nữa. Cái Hạ Tưởng muốn chính là Tổng Bí Thư, thế lực gia tộc tái liên hợp và Chủ tịch Quốc hội, bởi vì một lần hợp tác lợi ích tạm thời mà bắt tay một lần, đem phái bình dân loại trừ ra ngoài, ép tới chân tường. Xử lý sự việc chứ không xử lý con người, Hạ Tưởng an ủi chính mình, hắn không nhằm vào thủ tướng, cũng không nhằm vào Diệp Thiên Nam, mà là nhằm vào một lần đề bạt không công bằng, không đạo nghĩa.
Tôi chỉ đưa ra đề nghị, không, ngay cả đề nghị cũng không phải, chẳng qua là một điều đặc biệt không quen thuộc, cũng là đã uống vào chút rượu, rượu vào lời ra, trưởng ban Ngô nghe rồi bỏ qua. Hạ Tưởng cười ha hả, kính Ngô Tài Dương một ly. Tổng bí thư tìm tôi có chuyện gì, tôi cũng không rõ ràng lắm, phỏng chừng là công tác chống tham nhũng của tỉnh Tương rất có hiệu quả, Trung ương phải thông báo khen ngợi. Ngô Tài Dương biết Hạ Tưởng không muốn làm trò cười cho người khác, cười ha hả, mới là cán bộ cấp thứ trưởng mà dám bàn về bổ nhiệm cấp cán bộ bộ trưởng, quá giới hạn rồi, ông ta liền cười ha hả. Tôi hiện tại là cha của Nhược Hạm, không phải trưởng ban tổ chức Trung ương. Lời tuy như thế, sau đó hai người chạm cốc uống rượu, rượu được uống nhiệt tình, nói lại càng hàm xúc. Hạ Tưởng cũng biết rõ, Ngô Tài Dương là ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương, tuy là cấp phó quốc, nhưng không có quyền lực quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp bộ trưởng, chỉ có quyền đề cử và quyền đề nghị, đương nhiên, Bộ Chính trị cũng có một phiếu. Tuy nhiên nếu thân là trưởng ban tổ chức Trung ương, trên việc bổ nhiệm nhân sự vẫn là có quyền phát ngôn không nhỏ, thậm chí có thể nói. Nếu Ngô Tài Dương muốn lấy vị trí kế tiếp hai chủ tịch tỉnh, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, số người cán bộ cấp phó tỉnh, Ngô Tài Dương khẳng định có thể có quyền quyết định nhất định, nếu không, trưởng ban tổ chức Trung ương sẽ không phải làm nữa. Khi trở lại phòng, Liên Nhược Hạm đã nghiêng người ngủ, kỳ thật Hạ Tưởng nhìn ra, cô căn bản không ngủ. Không cần nghĩ, đã tức giận với ông cụ. Hôm nay biểu hiện của ông cụ ở bữa cơm, Hạ Tưởng vẫn không để ở trong lòng. Bởi vì hắn biết ông cụ như vậy không phải do hắn, mà là do Liên Nhược Hạm. Đều là bởi vì Liên Hạ. Ngẫm lại ông cụ cũng đáng thương, Ngô Tài Dương và ông cụ ý kiến không đồng thuận, Liên Nhược Hạm vừa muốn mang Liên Hạ xuất ngoại, ông cụ không tức giận mới là lạ. Hạ Tưởng thấy ông cụ lại động lòng, liền quyết định ngày mai nói cái gì để khuyên giải an ủi ông cụ một phen. Đêm đã khuya, nhưng Hạ Tưởng không buồn ngủ, có lẽ nguyên nhân do dùng não quá nhiều, hắn cả người đều phấn khởi. Lật vai Liên Nhược Hạm, muốn nói với cô mấy câu. Không ngờ Liên Nhược Hạm không quay người lại, lại ném lại một câu. Hôm nay không muốn hầu anh, đồ vô tâm. Hạ Tưởng không nói gì, giữa hắn và Liên Nhược Hạm ám chỉ dường như không phải lật bả vai. Liên Nhược Hạm xem ra giận không ít, liền lại vỗ nhẹ nhẹ ôm cô từ sau lưng. Liên Hạ là con trai của anh, nhưng là cháu nhà họ Ngô bốn đời được coi trọng. Đối với em mà nói, Liên Hạ là duy nhất. Đối với ông cụ mà nói, Liên Hạ chính là toàn bộ nhà họ Ngô, là tất cả hy vọng của ông cụ. Em không nghe. Liên Nhược Hạm bịt kín lỗ tai. Anh đừng có làm thuyết khách cho ông nội, em chỉ có một câu, không đồng ý Liên Hạ ở lại trong nước. Rất nhiều năm rồi, Liên Nhược Hạm trước mặt hắn không cố chấp như vậy, không nghĩ tới chuyện về Liên Hạ cũng sẽ lên men, sắp dẫn đến chiến tranh gia đình, cũng khiến hắn bất đắc dĩ, lo nghĩ, xuất phát từ sự trân trọng Liên Hạ. Được Liên Nhược Hạm yêu quý, được ông cụ kính yêu, hắn còn phải tận tình khuyên bảo làm công tác đả thông mấy bên. Chính yếu chính là công việc của Liên Nhược Hạm. Xuất phát từ chủ tâm, Hạ Tưởng lại không thừa nhận phải xuất ngoại mới học được bản lĩnh, thầy giáo đưa đến cửa, học tập ở mỗi người, nuôi mà không dạy là lỗi ở cha, thân là cha, đứng mũi chịu sào nên vì đứa con phụ trách giáo dục. Anh là cha của Liên Hạ, vấn đề giáo dục con, anh cũng có quyền lên tiếng. Hạ Tưởng lấy ra quyền uy của người chồng và một người cha, nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Anh cho rằng, Liên Hạ ở lại trong nước, tuy điều kiện không tốt bằng ở nước ngoài, nhưng còn ít nhất có thể ở với cha mẹ nhiều hơn, có một tuổi thơ đầy đủ mà mỹ mãn. Một câu nói mà làm lòng Liên Nhược Hạ mềm lại, cô thuở nhỏ sống cô đơn lớn lên, ấn tượng về người thân rất ít, tuy rằng xuất thân cao quý, dường như muốn cái gì có cái đó, nhưng khiếm khuyết lại là một tuổi thơ hạnh phúc. Cô xoay người, trên mặt nước mắt chưa khô ánh mắt, sáng ngời khi ngọn đèn chiếu vào, hiên lên cảnh tượng làm người ta thương tiếc. Anh nói về ông nội, đàn ông, mỗi ngày đều nghĩ tranh danh đoạt lợi. Hạ Tưởng biết rằng, trong lòng cô có oán hận Ngô Tài Dương vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, cho dù là người thân gần nhất, cũng là báo ân nhỏ mang thù lớn. Ôm lấy Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng ngửi trên người cô hơi thở quen thuộc, tâm tình trầm xuống. Lần đầu tiên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói về thời thơ ấu của hắn cho Liên Nhược Hạm nghe. Cha một mình bên ngoài chạy bận rộn, mẹ ở nhà chăm sóc hắn và em trai, thơ ấu của hắn cũng không có nhiều màu sắc gì, con đường nhân sinh của hắn bắt đầu gian nan và trắc trở, đã trải qua rất nhiều cực khổ và chua xót. Liên Nhược Hạm mới biết được Hạ Tưởng trước đây cũng chịu nhiều khổ cực như vậy,
đau lòng mà rơi nước mắt, cô lấy tay vẽ lên ngực Hạ Tưởng, nước mắt đầm đìa nói. Nếu em sớm quen anh thì thật tốt, cũng không đến mức để cho anh trước đây chịu nhiều khổ cực như vậy. Hạ Tưởng ngược lại thoải mái mà mỉm cười. Ông trời mang lại số phận cho con người, khổ trước tất sướng sau. Liên Nhược Hạm nín khóc mỉm cười. Đừng tự biên tự diễn. Sau đó lại thở dài một tiếng. Như anh nói, có phải Liên Hạ cũng phải chịu chút đau khổ trước mới tốt. Không cần cố ý tìm sự khổ cực, nhưng không cần cố ý vì ông trời tạo ra điều kiện, thuận theo tự nhiên là được rồi. Hạ Tưởng nghiêm mặt, vẻ mặt bất mãn nói. Em chỉ biết quan tâm con trai, muốn dẫn con trai xuất ngoại, con trai sớm muộn gì cũng là chồng người ta, em ngày ngày quan tâm lo lắng chồng người khác, lại không quan tâm đến chồng mình, thật sự là lòng người khó đoán. Liên Nhược Hạm bỗng đánh Hạ Tưởng. Em không quan tâm anh như thế nào? Chẳng lẽ không đủ quan tâm anh, giúp anh làm ít nhiều đại sự anh đều không nhớ rõ? Đại sự là đại sự, nhưng việc nhỏ cũng thỏa mãn yêu cầu của chồng mới là người vợ tốt. Liên Nhược Hạm hé miệng cười, khóe mắt cong thành một độ cong lạ thường. Ý của anh là, phải thỏa mãn anh bất cứ lúc nào. Hạ Tưởng ha hả cười không ngừng, không nói lời nào. Liên Nhược Hạm kéo chăn lên một chút. Anh xem. Chăn xốc lên hiện ra cơ thân thể không mặc gì của cô. Ngu ngốc, đã sớm chuẩn bị tốt. Hạ Tưởng hết chỗ nói rồi, phụ nữ như mò kim đáy bể, thật đúng là khó nắm bắt. Tuy nhiên hiện tại không phải thời điểm nắm bắt tâm tư, mà là thời điểm cần biểu hiện. Một lát sau, bỗng nhiên Liên Nhược Hạm sợ hãi kêu một tiếng. Không xong, quên mất hôm nay là kỳ nguy hiểm. Sao? Hạ Tưởng cũng sợ hãi kêu một tiếng. Có phải dùng biện pháp đề phòng? Liên Nhược Hạm ha ha cười. Không cần, vừa đúng lúc, em đỡ phải chỉ đem tâm tư đặt ở Liên Hạ, em muốn sinh thêm một đứa bé, phải sinh thật nhiều con, chia đều cho mỗi người. Ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, vẻ mặt ông cụ vẫn nghiêm túc như cũ, không có mỉm cười. Liên Nhược Hạm cũng không chủ động giải hòa, chỉ ăn một chút điểm tâm, Ngô Tài Dương không ở nhà ăn điểm tâm, đã đi từ sáng sớm. Ăn điểm tâm xong, Hạ Tưởng theo ông cụ tới thư phòng, chỉ nói mấy câu đơn giản, lông mày ông cụ giãn ra đã lâu không tươi cười. Tiểu Hạ, nhà họ Ngô có cháu, cũng coi như thật có phúc. Ông cụ xúc động vô hạn nói. Cháu là nút thắt ôn hòa của nhà họ Ngô, ông phải cảm ơn cháu. Ông cụ lần đầu tiên trịnh trọng tỏ vẻ biết ơn với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khách khí vài câu, vừa cười vừa hỏi một câu. Ông, kỳ thật ông đã sớm nhận tán thành liên hợp với nhà họ Phó rồi, cố ý không nói ra, chính là chờ cháu khuyên Nhược Hạm để Liên Hạ ở lại, có đúng không ông? Ông cụ nhà họ Ngô ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười ha hả. Tùy cháu đoán. Ông dù sao cũng sẽ không thừa nhận. Bên trong vẻ tươi cười có một tia vui sướng và đắc ý của người thắng. Được rồi, không so sánh bụng dạ với ông cụ nữa, Hạ Tưởng lắc đầu cười, hắn còn có chuyện trọng yếu muốn làm, gặp Tổng Bí Thư. Không bao lâu, Cổ Thu Thật gọi điện tới, hẹn buổi chiều gặp mặt thời gian và địa điểm, lúc này đây không phải ở Trung Nam Hải, mà là ở bên cạnh một công trình vùng ngoại ô, là nơi Tổng Bí Thư làm công tác thị sát. Tổng Bí Thư trăm công ngàn việc đương nhiên có thể lý giải, nhưng ở tình huống bận rộn như thế còn muốn gặp mặt hắn, Hạ Tưởng đã nghĩ, rốt cuộc có chuyện lớn gì muốn bảo hắn đi xử lý. Ngay khi Hạ Tưởng bắt đầu đi tới gặp Tổng Bí Thư, Diệp Thiên Nam rốt cuộc nhằm việc từ chức lại phản ứng, ông ta phản ứng làm cho người ta chấn động. Chương 1431, đối thoại và hành động không bì kịp dữ liệu. Tỉnh ủy tỉnh Tương, sau khi trải qua hàng loạt sự kiện trọng đại, trên cơ bản đã khôi phục lại sự yên bình cần có. Yên bình cũng chỉ là sự yên bình tương đối, bởi vì việc Diệp Thiên Nam từ chức, theo thời gian trôi qua, bên trong trụ sở tỉnh ủy, ngày càng có nhiều người biết chuyện Diệp Thiên Nam từ chức, mọi ý kiến bàn luận liên tiếp diễn ra. Tỉnh ủy tỉnh Tương rất thụ động, chẳng những thụ động, còn hết sức căm tức, bởi vì theo thông tin nội bộ, việc Diệp Thiên Nam xin từ chức vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn của Trung ương, cũng không biết ai để lộ ra bí mật này. Sự việc huyên náo khiến ai cũng biết, tạo thành cơn sóng. Giới quan chức cấp trên sợ nhất chính là để lộ ra bí mật, bởi vì sự huyên náo sẽ phá vỡ hết trật tự thể chế vốn có của tỉnh. Xa không nói, cách đây không lâu tại tỉnh Yên có một nhóm phụ nữ bí thư thành đoàn làm giả bằng cấp để được thăng chức, sự việc này bị phơi bày trên mạng, khiến cho tỉnh ủy tỉnh Yên rất bị động, toàn bộ trụ sở của tỉnh ủy loạn cả lên,
văn phòng tỉnh ủy và liên hiệp văn phòng ủy ban tỉnh ra thông báo, yêu cầu tất cả cán bộ đảng viên lên mạng xóa bài. Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Yến mới một năm, mà đã xảy ra hàng loạt sự kiện trên mạng, từ nữ bí thư thành đoàn nhận cha, đến ba của cô là Lý Cương, hàng loạt sự kiện trên khiến Phạm Duệ Hằng cực kỳ căm tức, mệt mỏi ứng phó, bởi vì y không có kinh nghiệm ứng phó với những phong ba trên. Hơn nữa cơ chế của tỉnh Yến luôn luôn bảo thủ và cổ xưa, chỉ biết gặp chuyện ứng phó một cách thụ động, không có lập ra một cơ chế ứng phó lâu dài và hữu hiệu. Việc ở tỉnh Yến, Hạ Tưởng chỉ nghe nói, nhưng không hề chú ý, nhưng làn sóng của tỉnh ủy tỉnh Tương, hắn phải thường xuyên chú ý. Bởi vì nhất cử nhất động của Diệp Thiên Nam đều có dụng ý, không phải đang tạo uy thế, mà là đang gây ra rắc rối. Theo cách nghĩ của người bình thường, việc Diệp Thiên Nam xin từ chức chưa nhận được phê chuẩn, thì nên thuận nước đẩy thuyền bày tỏ cảm ơn đối với Trung ương, sau đó đợi lúc thuận lợi thì thu hồi quyết định của mình, bởi vì dù sao mục đích của Diệp Thiên Nam muốn bảo toàn Diệp Địa Bắc đã đạt được, sau khi Diệp Địa Bắc được thả, vụ án bốn cậu ấm của tỉnh Tương kết thúc mà không có nguyên nhân. Nhìn thì có vẻ tình hình bên trong rất ồn ào, nhưng người bên ngoài biết chuyện cũng không nhiều, thu hoạch lớn nhất chính là vụ án của Lâm Tiểu Viễn có dự kiến kết án. Lâm Hoa Kiện cũng có kết cục không tốt lắm, các giới nhân sĩ cho rằng, Diệp Thiên Nam chỉ có một lựa chọn, ở lại. Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong cũng không cho rằng Diệp Thiên Nam sẽ ở lại, bởi vì thế lực của Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương đã sụp đổ, y ở lại tỉnh Tương, hoàn toàn không có ý nghĩa. Tuy nhiên về vấn đề Diệp Thiên Nam sẽ trả lời như thế nào, suy nghĩ của Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong không giống nhau. Trịnh Thịnh cho rằng, Diệp Thiên Nam hẳn là muốn từ chức thực sự. Có lẽ sẽ yên lặng trong vài năm, chờ mong một thời cơ Đông Sơn lại bật dậy. Phó Tiên Phong lại cho rằng Diệp Thiên Nam còn làm dáng, giả đề xuất xin từ chức, sau đó đợi thủ tướng ra mặt giữ lại, mới tùy cơ ứng biến. Trong lòng Phó Tiên Phong đương nhiên biết, thời cơ mà Diệp Thiên Nam chờ đợi đã đến, ghế trống ở tỉnh Ninh lập tức sẽ được trình lên cục chính trị thảo luận, thời cơ không đợi người, nhiều lắm cũng hỏa hoãn khoảng trong một tháng nữa. Không ngờ Diệp Thiên Nam còn chưa bàn bạc với Trịnh Thịnh. Phó Tiên Phong đã trực tiếp trả lời Trung ương, trước tiên là cảm ơn Trung ương đã quan tâm đến y, sau đó là thái độ thành khẩn, giọng điệu uyển chuyển, lấy lý do y không phù hợp đảm nhiệm chức vụ ở tỉnh Tương, đưa ra lời thỉnh cầu rời khỏi tỉnh Tương, cũng đưa ra điều kiện hy vọng điều đến các tỉnh khắc nghiệt, y sẽ vì nơi lạc hậu đó mà cống hiến tâm huyết, cho dù mệt cũng sẽ không hối tiếc. Nếu để cho Hạ Tưởng tận mắt nhìn thấy báo cáo của Diệp Thiên Nam, nhất định sẽ tán thưởng Diệp Thiên Nam có tài văn chương. Ví như dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy cho đến chết, ví như chỉ cần có lợi cho đất nước, cho dù hy sinh bản thân mình cũng cam lòng, tuyệt đối không vì sợ gặp tai họa mà trốn tránh, báo hiếu cho đất nước, không phụ lòng dân, v.v. Vô số lời nói hùng hồn đầy nhiệt huyết bừng bừng trên báo, làm cho hình tượng hào quang của Diệp Thiên Nam vì nước vì dân sôi nổi trên báo, khiến cho mọi người thấy, chỉ có thở dài, bóp cổ tay lại thở ngắn than dài. Sau đó lại thẳng thắn thừa nhận bái phục cách làm của y. Cái gọi là tinh thần tận lực tận trung cho Tổ quốc, dấn thân cho cách mạng, 500 năm trước 500 năm sau, còn không kiếm được một người như Diệp Thiên Nam. Quả thật tài năng. Sau khi bài báo của Diệp Thiên Nam đăng lên báo Trung ương, lập tức ở tỉnh Tương lại có ý kiến bàn luận. Bị sốc, khó hiểu, nghi hoặc, còn có đủ loại phán đoán. Rất nhiều người hoàn toàn không biết tỉnh Ninh sắp có ghế trống không tệ. Thậm chí ngay cả tỉnh Thiểm Tây thay đổi nhân sự, bên trong cũng giữ bí mật, cho nên Diệp Thiên Nam chủ động đề xuất muốn tới nơi gian khổ để cống hiến hết sức lực cho đất nước. Thật đúng là làm không ít người cảm động, có không ít cán bộ không biết rõ chân tướng sự thật, đều cho rằng Diệp Thiên Nam là một cán bộ dũng cảm đảm đương gánh vác trách nhiệm, đáng tán thưởng. Trịnh Thịnh cũng không phải là không biết gì, mà là đối nhân xử thế có chút ngay thẳng, vừa không bằng Hạ Tưởng ánh mắt nhạy bén nhiều suy nghĩ. So ra cũng kém hơn Phó Tiên Phong tâm tư chìm nổi mà đa nghi, mặc dù y cũng biết tỉnh Ninh và tỉnh Thiểm Tây sắp điều chỉnh thay đổi nhân sự, nhưng chưa hề nghĩ đến việc Diệp Thiên Nam từ chức có liên quan với nhau, đợi sau khi Diệp Thiên Nam lần thứ hai báo cáo đề xuất, y mới bừng tỉnh, mới ý thức được Diệp Thiên Nam ra đòn giả bộ, ngấm ngầm ra bài bi ai, hóa ra trong tâm đã chủ tính kế hoạch cho sự thay đổi vị trí. Trịnh Thịnh liên tục cười gằn, y quả là kẻ vô liêm sỉ, tự cho làm việc nghiêm chỉnh. Rốt cuộc không kìm nổi châm chọc một câu. Diệp Thiên Nam, đã bao nhiêu năm, tôi mới nhìn rõ chân tướng vốn có của anh, là một cán bộ vô liêm sỉ trơ cháo bậc nhất. Kỳ thật Trịnh Thịnh đánh giá Diệp Thiên Nam là tên tiểu nhân vô liêm sỉ, còn gọi là văn minh,
Phó Tiên Phong sau khi biết được tin tức cũng ha hả cười, đập bàn nói. Vô liêm sỉ, nhỏ nhen, đồ hạ lưu, đê tiện. Phó Tiên Phong giận dữ là có nguyên nhân, bởi vì y từ trước đến nay tự cho mình là người đầu cơ bậc nhất, là người bản lĩnh không có một chút sơ hở, nhưng Diệp Thiên Nam thủ đoạn từ trước lần này so với thủ đoạn của y ngày trước cao hơn một cấp, khiến y không phục. Vốn dĩ y tiếp nhận thế lực của Diệp Thiên Nam, tự mình cảm thấy rất tốt, hiện tại có cảm giác đang bị lấy ra làm một trò chơi. Khiến cho Phó Tiên Phong hơi khó chịu. Thái độ của Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong đối với việc Diệp Thiên Nam xin rời khỏi Tỉnh Tương tuy rằng hơi có chút khác biệt, nhưng hai người lại làm một việc giống nhau, cầm lấy điện thoại gọi điện thẳng đến Bắc Kinh. Sau khi trò chuyện, hai người không hẹn mà gặp đều gọi điện đến cho đối phương, thảo luận đối sách, phải xác định quan điểm chính của tỉnh ủy Tỉnh Tương. Cùng Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong phản ứng khác nhau rất lớn chính là, Dương Hằng Dịch và Hồ Định sau khi nghe được tin tức, tuy rằng cũng mơ hồ đoán được Diệp Thiên Nam cố ý mưu đồ làm chủ tịch tỉnh Ninh, hai người ngược lại không có kinh ngạc, cũng không có hành động gì khác thường, giả vờ như không thấy thủ đoạn của Diệp Thiên Nam, dường như quen với việc Diệp Thiên Nam đưa ra động thái ngoài dự đoán của mọi người. Kỳ thật Dương Hằng Dịch và Hồ Định ngoài mặt vờ như bình tĩnh, hai người cũng chạm trán riêng nhiều lần, đối với thủ đoạn chính trị của Diệp Thiên Nam ngoại trừ tán thưởng, cũng không phải là không có ý khinh miệt. Đều hy vọng Trung ương có người thông minh biết được ý đồ của y, không để cho âm mưu của Diệp Thiên Nam được thực hiện. Hồ Định còn được, đối với Diệp Thiên Nam ít nhiều cũng có một chút ân tình cũ, Dương Hằng Dịch thì rất oán giận, mắng Diệp Thiên Nam không ra cái gì, người giống chó, cũng không biết như thế nào lại lọt vào mắt của Thủ tướng, khiến Thủ tướng thích y đến như vậy, đâu đâu cũng bảo vệ y đã đành, Trung ương còn bênh vực che chở cho y. Rất rõ ràng, không có sự phối hợp của ủy ban. Vở kịch của Diệp Thiên Nam chẳng những diễn không xong, e rằng sớm đã thân bại danh liệt. Tuy nhiên Dương Hằng Dịch và Hồ Định tức cũng chỉ là tức, còn chưa dám đề xuất ý kiến phản đối lên Trung ương. So sánh một chút, hành động của Lương Hạ Ninh còn có điểm làm cho người ta kính nể, y theo con đường riêng biết được hàng loạt thủ đoạn ngấm ngầm của Diệp Thiên Nam, sau khi mưu đồ ngai vàng chủ tịch tỉnh Yến thất bại, còn có ý mưu cầu chức chủ tịch tỉnh tỉnh Ninh. Lại nghĩ đến Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương đã làm những gì. Trong lòng càng thêm giận dữ, Diệp Thiên Nam chẳng biết xấu hổ còn làm ra dáng bộ thanh cao và lừa người đời vô cùng trơ trẽn, lúc này y tự mình gọi điện cho Thủ tướng. Lương Hạ Ninh là người của Thủ tướng, muốn nói chuyện với Thủ tướng, cũng không khó. Thủ tướng, cá nhân tôi cho rằng, Diệp Thiên Nam nên có trách nhiệm trong việc của Diệp Địa Bắc, nên từ chức về tỉnh. Lương Hạ Ninh dưới sự giận dữ, quẫn trí, phẫn nộ, liền có chút thiếu suy nghĩ. Bởi vì y cho rằng Thủ tướng đã bị Diệp Thiên Nam che mắt. Giọng điệu Thủ tướng thản nhiên nói. Hạ Ninh, đánh giá một cán bộ, phải khách quan công chính, không nên để tình cảm riêng tư xen vào. Thiên Nam và cậu có lẽ trong công tác có chút khác biệt, nhưng điểm xuất phát đều là vì công tác, cậu nên học tính bao dung của y. Một câu nói đã đè ép câu nói tiếp theo của Hạ Ninh, nếu y lại chỉ trích Diệp Thiên Nam không đúng, thì giống như y đang đố kỵ. Là biểu hiện sự không rộng lượng bao dung. Nếu Lương Hạ Ninh lúc này còn nhìn không ra Thủ tướng đang hết lòng bảo vệ cho Diệp Thiên Nam như thế nào, y đã phí công lăn lộn trong chốn quan trường rồi. Tuy nhiên Lương Hạ Ninh vẫn không cam lòng lại nói. Bằng chứng Diệp Địa Bắc phạm tội, rất rõ ràng khách quan, đồng chí Diệp Thiên Nam. Đồng chí Hạ Ninh, Thủ tướng chặn ngang lời của Lương Hạ Ninh, lại cao giọng. Hiện tại là thời đại pháp chế. Vấn đề của con trai là của con trai, hơn nữa chẳng phải đã kết án rồi sao? Cũng không phải tội liên đới, Thiên Nam cũng đã nhận ra sai lầm của mình, chủ động đưa đơn từ chức, thái độ khá rõ ràng. Thái độ quyết định tất cả. Điện thoại của Thủ tướng đã cắt, cuối cùng là một câu nói đầy thâm ý văng vẳng bên tai, Lương Hạ Ninh sau một lúc ngây người, mới chậm rãi buông điện thoại, trong lòng vô cùng thất vọng. Lương Hạ Ninh lặng im hồi lâu, lại từ từ cầm lấy điện thoại. Trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị, bấm một dãy số, nhưng lại tắt máy. Buông điện thoại y trong lòng còn buồn bực, hạ tưởng đến Bắc Kinh làm cái gì vậy, tại sao lại tắt máy. Cùng Tổng Bí Thư gặp mặt không tắt điện thoại di động, nếu chẳng may thời điểm hội đàm điện thoại lại vang lên, rất không biết quy tắc. Hạ tưởng vẫn duy trì trạng thái tinh thần tốt đẹp, vừa ra khỏi cửa đã tắt điện thoại, trước 3 tiếng chạy đến nơi đã định. Không tới trước không được, ở Bắc Kinh ngày ngày đều kẹt xe. Ra khỏi cửa phải ước lượng, trải qua những dòng xe như trèo non lội suối, rốt cục đã đến chỗ hẹn trước thời gian đã định.
Tại nơi công trường ở vùng ngoại ô, Tổng Bí thư đầu đội nón bảo hộ, đang đi cùng với rất nhiều người, kiểm tra tiến trình công việc. Hạ Tưởng lại đợi hơn nửa tiếng, Tổng Bí thư cuối cùng mới có thời gian rảnh, trong một gian phòng nghỉ tạm, tiếp hắn. Cổ Thu Thật cũng không ở đây, cũng có thể hiểu được, không nằm trong phạm vi công việc của Cổ Thu Thật, nếu y ở đây, không phù hợp quy định, Tổng Bí thư và Hạ Tưởng hai người, trong một căn phòng đơn giản nhưng rõ ràng đã trải qua sự dày công bố trí của Sở Chỉ huy công trường thi công, bắt đầu một cuộc nói chuyện bất ngờ mà Hạ Tưởng chưa hề chuẩn bị. Chương 1432, con đường dài đầy gian nan và nhiều thay đổi. Công trình của Kinh Giao từ trước đến nay đều có những công trình lớn. Công trình mà có thể khiến Tổng Bí thư phải đích thân đến đây, nhất định phải là công trình trọng điểm quốc gia, hơn nữa còn là trọng điểm của trọng điểm, đằng sau nó còn có một ý nghĩa chính trị nhất định. Nếu không, Tổng Bí thư nhất định sẽ không đích thân tới. Nếu bình thường, Hạ Tưởng chắc chắn sẽ quan tâm đến tình hình công trình, từ đó phát hiện ra ý nghĩa chính trị của một số công việc, nhưng hôm nay hắn không có một chút tâm tư để ý đến hạng mục công trình, bởi vì cuộc nói chuyện của Tổng Bí thư khiến hắn cảm thấy bất ngờ, lại là một vấn đề nan giải khó quyết định. Thời tiết khá tốt, nắng đầu thu hết sức tươi đẹp, xuyên qua cửa sổ trên mái nhà rơi xuống đất, hình thành một vệt hình chứng, đúng vào vị trí giữa Tổng Bí thư và Hạ Tưởng. Nhìn xuyên qua ánh sáng, quan sát ở khoảng cách gần, trên mặt Tổng Bí thư lộ ra sự mệt mỏi, vẻ mặt hiện tại so với hào quang trên TV rất khác nhau. Phía sau ánh hào quang, là sự mỏi mệt và vất vả mà không mấy người biết tới. Địa vị cao rồi, cũng có phiền muộn và hỉ nộ ái ố như người bình thường. Ngẫm lại cũng đúng, Tổng Bí thư dù sao cũng sắp 70 tuổi, lại có người vây quanh, có người chạy trước chạy sau, dù sao rất nhiều việc cũng muốn tự mình dốc sức làm, hơn nữa trăm công ngàn việc, quả thật vất vả. Hạ Tưởng, Thu Thật đề nghị với tôi, cho cậu lên vị trí công tác quan trọng hơn để rèn luyện vài năm. Thời gian cậu ở tỉnh Tương tuy rằng không dài, nhưng hiệu quả công việc khá tốt. Đối với thành tích của cậu ở tỉnh Tương, tôi rất hài lòng. Hạ Tưởng bây giờ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, nếu tiến về trước một bước, chỉ có một lựa chọn là phó bí thư tỉnh ủy. Hắn biết rõ, với độ tuổi hiện nay của hắn, không có khả năng bước lên chính bộ. Nói vui một chút, 35 tuổi không thể đạt đến cấp bộ trưởng, chẳng những chấn động trong nước, mà còn là chuyện chấn động quốc tế. Ý của Tổng Bí thư là, muốn đề bạt hắn đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy. Vấn đề là, vẫn ở lại tỉnh Tương làm hay là đi tỉnh khác? Ý của Thu Thật là, cậu tiếp tục ở lại tỉnh Tương công tác sẽ có lợi và mang tính lâu dài. Suy nghĩ của tôi là, thay đổi một môi trường mới càng có lợi đối với sự phát triển của anh, ví dụ như một số tỉnh xa xôi. Bên ngoài không biết gió đã nổi lên từ khi nào, bởi vì ở vùng ngoại ô, ở nơi trống trải này tiếng gió gào thét sẽ mạnh hơn những ngôi nhà cao tầng san sát nhau trong thành thị. Tiếng gió gào thét đi qua, dường như thời tiết sắp chuyển lạnh. Một tỉnh xa xôi nào đó rất mơ hồ, tỉnh Ninh cũng đúng, tỉnh Cam cũng vậy, nếu nhạy cảm một chút, hai tỉnh lớn nhất cũng đúng, Tổng Bí thư cuối cùng muốn chỉ định tỉnh nào. Theo lý thuyết, Tổng Bí thư đàm phán cương vị tiếp theo với một cán bộ cấp phó tỉnh, là một sự vinh hạnh đối với không biết bao nhiêu cán bộ cấp phó tỉnh trong nước. Nhiều người cầu mà không được, Hạ Tưởng quả là do quá được sủng ái mà tỏ ra lo sợ. Nhưng chính vì sự yêu thương mà hắn lại vừa mừng vừa lo, cảm thấy Tổng Bí thư rất coi trọng hắn, hắn càng biết rõ, Tổng Bí thư đang mua chuộc hắn. Nếu nói lần trước từ Tần Đường đến Trường Đảng, lại đến Trung ương Đoàn, hàng loạt hoạt động triển khai đằng sau, còn có dấu vết đấu sức giữa Tổng Bí thư và thế lực gia tộc. Hoặc từ góc độ khác mà nói, lúc ấy Tổng Bí thư đối với hắn vừa lôi kéo lại vừa đề phòng, đồng thời còn có ý tôi luyện, như vậy lần này lại trực tiếp lách qua thế lực gia tộc. Sớm cùng hắn đàm phán, liền chứng minh, Tổng Bí thư đã kiên định cách nhìn đối với hắn, hoàn toàn hạ quyết tâm đem hắn đặt vào phạm vi tầm nhìn của ông. Hoặc là nói, từ nay trở đi, cho đến nhiệm kỳ mới của năm sau, trực tiếp đưa hắn lên cấp chính tỉnh. Mỗi một bước của hắn, mỗi một giai đoạn trưởng thành, Tổng Bí thư đều muốn đích thân theo sát, và sẽ đóng một vai trò hàng đầu. Sở dĩ trong trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian gặp mặt hắn. Đồng thời đích thân cùng hắn đàm phán bước tiếp theo còn khá mơ hồ phía trước, kỳ thật là dựa trên nguyên tắc lâu dài. Cũng là cho hắn có đủ thời gian để suy nghĩ, cho hắn cơ hội lựa chọn, lại bày ra một sự lựa chọn để cho hắn chọn, giữa Tổng Bí thư và thế lực gia tộc, hắn là đứng ở giữa, hay là có khuynh hướng đứng về phía nào đó. Tổng Bí thư nói không nhiều, thời gian cũng không nhiều, không cho phép Hạ Tưởng có thời gian suy nghĩ lâu.
Hạ Tường đón nhận ánh mắt chờ mong của Tổng Bí Thư, hơn 10 giây đã nói ra suy nghĩ của hắn. Tổng Bí Thư, thời gian tôi ở tỉnh Tương công tác mới một năm, ở lại thêm một năm nữa, có lẽ càng có thể sẽ tốt hơn cho việc ổn định bước tiếp theo của tôi. Cũng không nói không để cho cậu ở lại tỉnh Tương thêm một thời gian nữa. Tổng Bí Thư nở nụ cười ôn hòa. Cậu còn có ít nhất nửa năm để suy xét, tuy nhiên không phải suy xét càng lâu càng thành thục. Vâng, nhất định nhớ kỹ lời Tổng Bí Thư dạy bảo. Hạ Tường đương nhiên hiểu được sự ám chỉ của Tổng Bí Thư. Lần đầu tiên nói về bước đường tiếp theo của hắn mà không phải ở trước mặt nhà họ Ngô, hắn nhất định cảm động và tri ân mối thịnh tình của Tổng Bí Thư. Bước tiếp theo rốt cuộc phải làm như thế nào, Hạ Tường trong lòng tạm thời quả thật chưa có khái niệm gì, nhưng trên cơ bản lời nói của Tổng Bí Thư khiến hắn trong lòng có chút hé mở. Hẳn là sẽ không ở tỉnh Tương tiếp nhận chức vụ Phó Bí Thư tỉnh ủy, trên thực tế, hắn còn lo lắng đảm nhiệm chức vụ Phó Bí Thư tỉnh Tương. Bởi vì chẳng những bất lợi cho danh dự của hắn, một khi đảm nhiệm chức vụ Phó Bí Thư tỉnh ủy, một là ít nhất phải lưu lại 2 năm ở tỉnh Tương trở lên, bởi vì Phó Bí Thư tỉnh ủy là vị trí mấu chốt. Hai là sẽ tham gia cuộc đấu sức giữa Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong, khiến hắn rơi vào thế khó xử. Không ở tỉnh Tương là tốt nhất, Hạ Tường cũng biết rõ một điều, hắn có ưu thế về tuổi tác, không cần vội vã đảm nhiệm chức vụ Phó Bí Thư tỉnh ủy. Bởi vì chức vụ Phó Bí Thư tỉnh ủy, có tiến mà không có lui, hắn một khi bước lên, bước tiếp theo ngoại trừ thăng chức chủ tịch tỉnh, không có lựa chọn nào khác. Nói cách khác, hắn nhất định phải ở hết nhiệm kỳ trên vị trí Phó Bí Thư tỉnh ủy mới được. So sánh với sơ yếu lý lịch của Cổ Thu Thật, 34 tuổi là phó tỉnh, 43 tuổi mới bước vào chính tỉnh, rèn luyện gần 10 năm ở vị trí phó bộ, có thể thấy được từ phó tỉnh đến chính tỉnh, là một con đường đầy gian nan mà nhiều thay đổi. Hạ Tường lại ỷ thế tuổi trẻ, lại nhận được sự ngưỡng mộ của Tổng Bí Thư và sự nâng đỡ của nhà họ Ngô, hắn cũng biết trước tuổi 40 chưa có khả năng bước vào chính tỉnh, trừ phi hắn quay lại Trung ương đoàn, đảm nhiệm chức bí thư thứ nhất. Hiển nhiên, lời nói của Tổng Bí Thư lúc này cũng biểu lộ sự sắp xếp lâu dài của Tổng Bí Thư đối với hắn, khả năng hắn quay lại Trung ương đoàn đã không còn, sau này chỉ có thể được rèn luyện ở cương vị cấp phó tỉnh. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ở trong đảng xếp hạng rất cao, giữa chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và chủ tịch tỉnh, chỉ có một chức vụ có thể chọn, chính là Phó Bí Thư tỉnh ủy. Hạ Tường ít nhiều hiểu ý của Tổng Bí Thư, trên con đường cấp phó bộ, đi vững chắc một chút, lâu dài hơn một chút. Xây dựng nền tảng vững chắc, lại ung dung mà bước lên vị trí chính tỉnh, cũng càng có thể nhận được sự đồng tình của mọi người. Hạ Tường cho rằng cuộc nói chuyện đến đây kết thúc, bởi vì thư ký của Tổng Bí Thư đã đến nhắc nhở Tổng Bí Thư đã đến giờ. Tổng Bí Thư lại nghĩ ra cái gì, để cho thư ký đi ra trước đợi, sau có hứng thú lại hỏi Hạ Tường. Diệp Thiên Nam đề cử cậu đảm nhiệm Phó Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Tương, là một vấn đề thú vị. Lấy đề tài này ra để hình dung. Thì cũng thể hiện một mặt hài hước của Tổng Bí Thư, Hạ Tường khiêm tốn cười. Bí Thư Diệp đã đá giá cao tôi một chút, là sự quan tâm và giúp đỡ của y đối với tôi, cảm ơn y đã quan tâm. Theo cậu, ai ở tỉnh Tương có thể đảm nhiệm khá thích hợp chức vụ Phó Bí Thư tỉnh ủy? Tổng Bí Thư dường như cố ý kiểm tra Hạ Tường. Dùng hành động có chút riêng tư để nói chuyện, Hạ Tường có nói ra những suy nghĩ thực trong lòng cũng không có gì. Nhưng nghĩ đến Tổng Bí Thư vừa mới vì hắn vạch ra tiền đồ và kế hoạch tỉ mỉ, liên quan đến việc chọn Phó Bí Thư tỉnh ủy cho tỉnh Tương, hắn cũng không dám ăn nói lung tung. Tuy nhiên Tổng Bí Thư có hỏi việc này cũng chứng minh việc Diệp Thiên Nam rời khỏi tỉnh Tương đã được quyết định, phỏng chừng Trung ương đã tán thành, Diệp Thiên Nam đã không còn thích hợp ở lại tỉnh Tương công tác. Thời gian tôi đến tỉnh Tương chưa lâu, đối với các lãnh đạo tỉnh ủy còn chưa hiểu nhiều. Bí Thư Trịnh càng có thể hiểu đại cục tỉnh Tương. Để y đề cử chọn người, cũng có lợi cho việc triển khai công tác tỉnh Tương sau này. Hạ Tường rất bảo thủ trả lời. Tổng Bí Thư đối với câu trả lời của Hạ Tường không tỏ rõ ý kiến, lại nói một phen khiến tim Hạ Tường tim đập nhanh hơn. Đông Thần và tôi đã bàn bạc rồi, y muốn đưa Diệp Thiên Nam đến nơi gian khổ, nghe nói Diệp Thiên Nam cũng chủ động đề xuất xây dựng chợ giúp những khu kinh tế xa xôi. Cách nhìn của Thiên Nam, có lý có tinh thần dũng cảm đảm đang trong công việc. Là một cán bộ có ý chí cầu tiến. Lời nói của Tổng Bí Thư cho dù là thật lòng hay khách sáo, hoặc là cố ý thử lòng của Hạ Tường, dù sao lời vừa ra khỏi miệng, khiến cho Hạ Tường cảm thấy có chút sợ, đương nhiên không phải sợ hãi Tổng Bí Thư, mà là sợ Diệp Thiên Nam. Như Tổng Bí Thư cũng quản lý thiên hạ bằng ánh mắt,
nhìn qua kỹ xảo của Diệp Thiên Nam là đoán được sự việc. Nhưng Diệp Thiên Nam làm mọi việc quá mềm mại, kít mít không chút khe hở, hơn nữa Trung ương có người bảo vệ, ngay cả Tổng Bí Thư cũng phải đánh giá tích cực đối với Diệp Thiên Nam, khiến cho Hạ Tưởng đành phải thừa nhận Diệp Thiên Nam lợi hại. Y lợi hại chính là vì y có thể lợi dụng tất cả những quy tắc mà y có thể dùng. Mánh khóe giữ gìn hình tượng của y, trên chính trị dường như được xem là thủ đoạn không thể chê vào đâu được, còn hơn xa so với Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường. Hạ Tưởng cũng có thể đoán được tâm tư của Tổng Bí Thư một chút, là muốn nghe hắn đánh giá Diệp Thiên Nam. Hắn lại không thể nói ra một câu thật tâm, bởi vì Tổng Bí Thư dù sao cũng bất đồng với ông cụ Ngô, hắn cũng không thể quả thẳng thắn, càng bởi vì có đôi khi biết một việc rất hoang đường, rất sai lệch, nhưng ở dưới nhân tố chính trị, cần phải nói tình hình chung. Bí Thư Diệp quả thật là một lãnh đạo đáng tôn kính, hắn rời khỏi Tỉnh Tương, sẽ tổn thất cho Tỉnh Tương. Hạ Tưởng ở giữa quy trung nói một câu, giọng trầm xuống, đột nhiên liền lại đánh bạo bổ sung nói. Bí thư Diệp quả thật rất thích hợp làm công tác đảng. Cách nhìn của cậu rất phù hợp thực tế. Tổng bí thư rốt cục nhẹ nhàng mà mỉm cười, hiển nhiên nghe rõ Hạ Tưởng lớn mật nói ra câu ám chỉ cuối cùng. Bí thư là công tác đảng, phó bí thư cũng vậy, nhưng chủ tịch tỉnh thì không phải. Đương nhiên, tổng bí thư không biểu thị gì, chỉ có điều khẽ gật đầu. Trước tiên cứ như vậy đã, Hạ Tưởng. Hay cho một cuộc nói chuyện đầy ý nghĩa, Hạ Tưởng tạm biệt Tổng Bí Thư, một mình lái xe, trên đường trở về, còn nhớ lại lúc nãy nói dường như hơi đột ngột, nhưng nghĩ lại cũng phù hợp với tình hình lúc này. Dường như chưa nói gì, nhưng xem ra lại đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, sự tình liên quan đến triển vọng sau này của hắn, sự tình liên quan đến hướng đi của Diệp Thiên Nam. Trở lại nhà họ Ngô, khiến Hạ Tưởng cảm thấy bất ngờ chính là, người cùng Ngô Tài Dương trong phòng khách uống trà, chính là Phó Bá Cử, người mà hắn có tiếp xúc qua nhưng không mấy thiện cảm. Phó Bá Cử ở đây, liền chứng minh kế hoạch ngầm bắn Diệp Thiên Nam, bắt đầu hiệu quả. Chương 1433, một khả năng khác. Sắp hoàng hôn, vườn tược nhà họ Ngô tuy rằng không sum xuê bằng vườn tược nhà lão cổ, nhưng dưới ánh nắng chiều bao phủ, mấy bồn hoa không lớn lắm ở trong sân cũng tạo ra một vẻ đẹp tĩnh mịch của mùa thu. Ở trong nơi ồn ào của đô thị, có một nơi yên tĩnh như thế, coi như là một sự hưởng thụ hiếm có. Phó Bá Cử ăn mặc khá thư nhàn, vẻ mặt khá thoải mái, ngồi đối diện Ngô Tài Dương, chuyện trò vui vẻ, dường như giữa họ chưa bao giờ có khúc mắc. Tình thế mạnh hơn người, tuy nói nhà họ Ngô và nhà họ Phó chưa từng có xung đột nào lớn, nhưng từ khi Hạ Tưởng tham gia thế lực gia tộc, trong ấn tượng của hắn, cũng chưa bao giờ nhìn thấy sự thân mật như bây giờ. Mặc kệ nhà Phó đổi bao nhiêu lợi ích để giành lấy chức chủ tịch tỉnh, dù sao từ nụ cười của Phó Bá Cử và nụ cười yếu ớt của Ngô Tài Dương, có thể đưa ra kết luận, trong cuộc hợp tác lần này, hai bên đều hài lòng. Hạ Tưởng bước vào, Ngô Tài Dương không hề đứng lên, nhưng Phó Bá Cử đứng dậy chào, đón tiếp ân cần. Hạ Tưởng đã về rồi. Ha ha, chờ cậu đã lâu. Lúc nãy vừa mới điểm qua mấy chủ đề, rõ ràng cho thấy là đang chờ hắn, Hạ Tưởng chỉ biết. Phó Bá Cử tặng lễ cho anh, ắt có nhờ vả. Hạ Tưởng niềm nở nắm tay Phó Bá Cử nói. Thật xấu hổ, để Phó Thủ tướng Phó đợi lâu, quả thật là Bắc Kinh kẹt xe nghiêm trọng. Hạ Tưởng không nói đến việc gặp mặt Tổng Bí Thư, chỉ nói kẹt xe, hiển nhiên là muốn giấu chuyện. Không ngờ Phó Bá Cử ngược lại vui vẻ, sau khi ngồi xuống, vội hỏi đến việc gặp gỡ Tổng Bí Thư. Hạ Tưởng, cùng Tổng Bí Thư ở ngoại ô gặp mặt, nhất định là có nhiều ích lợi. Nói xong, y còn đầy thâm ý liếc mắt Ngô Tài Dương một cái. Ngô Tài Dương không nói lời nào, chỉ mỉm cười uống trà. Y và Phó Bá Cử dù sao cũng có sự khác biệt, Phó Bá Cử thích nói thẳng, Ngô Tài Dương thích vòng vèo, y đương nhiên biết Hạ Tưởng đi làm cái gì, nhưng không chủ động truy vấn nội dung. Hạ Tưởng ha hả cười. Vùng ngoại ô không khí tươi mát, quả thật có nhiều cảm nhận khác nhau, tuy nhiên gió bụi hơi nhiều một chút. Phó Bá Cử thấy Hạ Tưởng kín miệng, không chịu lộ ra sự tình, cũng không tiếp tục hỏi. Liền nói tới việc Phó Tiên Phong tán dương Hạ Tưởng, còn cho rằng Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong ở Tỉnh Tương phối hợp công tác rất ăn ý, cảm thấy hài lòng. Khi Phó Bá Cử nói chuyện, cố ý giữ chừng mực, cũng không biểu lộ ra quyền uy của Phó Thủ tướng, giọng điệu của y giống như thân phận chú bề trên của Phó Tiên Phong. Ngô Tài Dương nãy giờ không nói gì. Ngồi bên cạnh chỉ cười nhìn Phó Bá Cử và Hạ Tưởng nói chuyện qua lại. Trên thực tế mặc dù ở trong chức vụ đảng, Ngô Tài Dương và Phó Bá Cử đều là ủy viên Bộ Chính trị,
là cùng cấp phó thủ tướng, nhưng Ngô Tài Dương thân là trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, vẫn không phải có cấp bậc hành chính cao như phó thủ tướng, bởi vì phó thủ tướng là một trong những nhà lãnh đạo của hội đồng nhà nước, mà ban tổ chức cán bộ trung ương là một trong những cơ cấu do đảng lãnh đạo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn từ sự phát triển về sau, Ngô Tài Dương có triển vọng tốt hơn, phó thủ tướng nhiều lắm chỉ có nhiệm kỳ 2 năm, hơn nữa rất khó thành thủ tướng, hầu hết sau khi làm phó thủ tướng một lần sẽ lùi về tuyến 2, còn trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương thì có hy vọng hơn. Hơn nữa thế lực nhà họ Ngô mạnh hơn nhà họ phó, phó bá cử ở trước mặt Ngô Tài Dương, không tỏ ra dáng vẻ tự cao tự đại, còn hơi khiêm tốn. Hạ Tưởng cũng nhìn thấy, kỳ thật lần này trong việc đề cử chủ tịch tỉnh, là nhà họ phó có nhờ cậy nhà họ Ngô. Hắn càng biết rõ hơn, phó bá cử chỉ thêm 2 năm nữa, khi nhiệm kỳ mới, cũng sẽ thoái lui, bởi vậy, y nhất định đồng ý ý kiến của Ngô Tài Dương. Kiều Thanh Văn giả thoái lui để mưu cầu chức chủ tịch tỉnh Ninh, phỏng chừng cho dù phó bá cử trong lòng không hề thích, cũng chỉ có thể tiếp nhận, dù sao có chỗ ngồi còn hơn không, nếu không khi đã mất hết rồi, có hối hận cũng muộn rồi. Chỉ có điều khiến Hạ Tưởng không rõ chính là, đường đường là phó thủ tướng lại ở nhà họ Ngô chờ hắn, sau đó lại truy hắn về vấn đề cùng Tổng Bí Thư gặp mặt, chẳng lẽ chỉ là muốn nói bóng nói gió Tổng Bí Thư? Đáng tiếc chính là, giữa hắn và Tổng Bí Thư, căn bản chưa có kịp bàn bạc về vấn đề của tỉnh Ninh hay tỉnh Thiểm Tây, hắn còn chưa đủ tư cách ở trước mặt Tổng Bí Thư thảo luận về vấn đề người nhậm chức chính tỉnh. Cho dù Tổng Bí Thư tín nhiệm hắn, có một số việc cũng không nên đi quá giới hạn. Phó bá cử cũng có ý, nói chuyện phiếm hồi lâu, sau khi hỏi đông hỏi tây về tình hình hiện tại của tỉnh Tương, sau đó mới chuyển đề tài, lại nói về vấn đề nhân sự ở tỉnh Ninh và tỉnh Thiểm Tây. Quả không ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, phó bá cử đối với việc hắn gặp Tổng Bí Thư rất có hứng thú, muốn hắn hé lộ ra một chút tin tức. Nhưng vấn đề là, hắn nhất định không nói, nếu không, hắn trở thành người đầu cơ chính trị. Phó bá cử thấy ý của Hạ Tưởng rất dứt khoát, cũng không muốn uổng công cơ mưu, liền nói đến một tin bí mật khác. Diệp Thiên Nam vừa cho ra vở hài từ chức, kỳ thật là có sự phối hợp của Thủ tướng, một thế lực khác cũng phối hợp, ngay từ đầu đã là một vụ đầu cơ chính trị. Hạ Tưởng, hiện tại không có người ngoài, tôi còn dám nói thẳng, có người nhìn thấy năng lực của Diệp Thiên Nam, chuẩn bị đào tạo y thành lực lượng dự bị. Trước khi cậu chưa đi tỉnh Tương, con đường phát triển của Diệp Thiên Nam đã định sẵn cả rồi, năm nay chủ tịch tỉnh, sang năm tỉnh ủy, năm sau sau nhiệm kỳ mới, tiến vào cục chính trị. Ngô Tài Dương ngồi một bên cũng không nói chen vào, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của y nói cho Hạ Tưởng, phó bá cử biết hết tất cả, đều là sự thật, Hạ Tưởng hiện tại nên tìm hiểu bí mật đằng sau. Từ phó bá cử công bố nội tình bên trong càng ngày càng sâu, trong lòng Hạ Tưởng càng ngày càng trầm lắng, hóa ra hắn trong lúc vô ý đã mở một chiếc hộp ma quái. Nên nói là, từ trước khi hắn đi Tần Đường, Diệp Thiên Nam đã được Thủ tướng vì lực lượng dự bị mà đã đào tạo bồi dưỡng, vốn tất cả thuận lợi. Không ngờ, Hạ Tưởng vừa đến tỉnh Tương không lâu, vô tình chạm phải vấn đề cá nhân của Diệp Thiên Nam, khiến cho Thủ tướng vô cùng bất mãn. Sau đó, sự tình càng ngày càng ồn ào, rất có thể không có kết cục, Thủ tướng tự biết với thế lực của y cũng không thể bảo vệ Diệp Thiên Nam, liền cùng một phe khác liên hợp, liên kết với nhau để bảo vệ Diệp Thiên Nam. Bởi vì Diệp Thiên Nam cho dù trí tuệ chính trị và năng lực, còn có tuổi của y, VV, các phương diện điều kiện vô cùng cân đối, thậm chí được gọi là hoàn mỹ. Nếu bị Hạ Tưởng phá hủy, lại một lần nữa phát hiện và gắng sức bồi dưỡng, cũng không chắc thành công, thậm chí rất khó lại có một người đáp ứng mọi yêu cầu tốt nhất như Diệp Thiên Nam. Thủ tướng cần Diệp Thiên Nam chống đỡ thế lực bình dân, phải bồi dưỡng Diệp Thiên Nam thành lực lượng trung kiên. Còn một phái khác cần phải có người chống lại Hạ Tưởng, muốn biến Diệp Thiên Nam thành đối thủ uy hiếp Hạ Tưởng, cho nên, việc bảo vệ Diệp Thiên Nam, hai phái cùng chung nhận thức. Chỉ có điều không nghĩ tới, Bộ Chính trị bổ nhiệm Diệp Thiên Nam làm chủ tịch tỉnh Yến không ngờ thất bại, càng làm cho Thủ tướng và một thế lực khác thấy rõ sự khẩn cấp và bức thiết của tình hình, gặp phải đoàn hệ và thế lực gia tộc càng ngày càng xích lại gần nhau, nếu không liên kết, sẽ gặp phải sự phân hóa và đánh tan nguy hiểm. Hơn nữa hai bên cũng ý thức được, đoàn hệ và thế lực gia tộc sở dĩ đến gần nhau hơn, là bởi vì có cùng chung mục tiêu bồi dưỡng, Hạ Tưởng. Trải qua hàng loạt hiệp thương và tiếp xúc chặt chẽ, nội tình bên trong như thế nào, người ngoài đương nhiên không thể hiểu hết, nhưng kết quả cuối cùng phải đạt thành thỏa hiệp, đem Diệp Thiên Nam bồi dưỡng thành lực lượng hậu duệ như Hạ Tưởng, và làm hai cầu nối ràng buộc giữa hai thế lực.
người thứ nhất làm cho hai phe xích lại gần hơn, người thứ hai đem năng lực và thủ đoạn của Diệp Thiên Nam, đủ để trở thành đối thủ chân chính của Hạ Tường. Tầm quan trọng của Diệp Thiên Nam cũng vì tầm quan trọng của Hạ Tường mà cũng được đề cao hơn, nhưng đề cao sớm quá, lại trở thành mũi nhọn giữa hai phái nhắm vào sự phát triển của Hạ Tường để sau này trở thành một thế cục lâu dài, trở thành một bước ngoặt lớn trong việc hai phái liên kết lại để ứng phó với Đoàn Hệ và thế lực gia tộc. Bởi vì Hạ Tường thẩm tra vấn đề của Diệp Thiên Nam, bởi vì Hạ Tường chín chắn quá nhanh, do đó sau khi sự việc Diệp Địa Bắc phát sinh xong, khiến Diệp Thiên Nam cũng đại trướng, trở thành một đối tượng mà lực lượng khác cũng gắng sức nuôi dưỡng, không biết có gặp may mắn hay không. Hạ Tường im lặng không nói gì, lời của Phó Bá Cử đã nói cho hắn một sự thật chính trị ác nghiệt, càng làm cho hắn nghĩ đến một khả năng khác, chính là sự thăng chức của Diệp Thiên Nam e rằng rất khó ngăn chặn rồi. Thảo nào vở kịch Diệp Thiên Nam từ trước được diễn nhập vai như vậy, hơn nữa còn có ý vị sâu xa, thậm chí còn ngoài dự đoán của mọi người, hóa ra vô hình chung, địa vị của Diệp Thiên Nam giống như nước lên thì thuyền lên, trở thành nhân vật mấu chốt và điểm tựa của hai trường phái, vẫn là chuyên môn vì đối phó hắn mới dốc sức bồi dưỡng, Hạ Tường bất đắc dĩ cười to. Nếu không phải bởi vì sự việc của Diệp Địa Bắc, Diệp Thiên Nam đã ngồi ở vị thế quan lớn, nhưng lại không thể không nói. Cũng chính là bởi vì sự kiện của Diệp Địa Bắc, chọc giận thủ tướng, cũng khiến phe phái khác thấy được sự nguy cơ nghiêm trọng, cho nên Diệp Thiên Nam tuy rằng đau vì để mất ngai vàng chủ tịch tỉnh Yến, nhưng giành được sự ủng hộ to lớn, trở thành sự liên kết của hai phe phái, chẳng phải có thể nói, cũng xem như trong họa có phúc rồi. Diệp Thiên Nam hẳn là mỉm cười cảm ơn hắn mới đúng. Hạ Tưởng không kìm nổi cười, nghĩ rằng, từ lúc tỉnh ủy tỉnh Tương quyết định chấm dứt sự kiện Diệp Địa Bắc, Diệp Thiên Nam cũng đã bắt tay cảm ơn hắn, chỉ tiếc lúc ấy hắn còn chưa hiểu được nụ cười thắng lợi ngấm ngầm của Diệp Thiên Nam MG, nụ cười hả hê thâm sâu. Diệp Địa Bắc không có trở thành điểm bất lợi của Diệp Thiên Nam, ngược lại trở thành trợ thủ đắc lực của y. Thực sự khiến người ta bất lực nhưng phải bình tĩnh đối mặt với sự thật. Vừa mới nghe, Hạ Tưởng vốn có chút kinh ngạc và không nói gì, thậm chí còn có chút mơ hồ phẫn nộ và bi ai, nhưng sau khi bình tĩnh, khôi phục lại bình tĩnh và thản nhiên. Chính trị chính là chính trị, có khi không theo cảm tính xử lý, bởi vì chính trị không cần dùng tình cảm để nói. Ngô Tài Dương trầm mặc hồi lâu, lúc sau mới nói một câu. Bây giờ biết khó khăn lớn đến mức nào rồi. Kỳ thật vốn ngày hôm qua đã muốn nói cho cậu biết chuyện này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hay là để cho Phó Thủ tướng Phó tiết lộ ra tốt hơn. Lại nói cho cậu một bí mật nữa. Lời nói của Phó Bá Cử khiến cho hắn không khỏi giật mình. Việc Diệp Thiên Nam từ chức thật là trò khôi hài, ngay từ đầu chính là từ do hai phái hợp lại khởi xuống, ngoài việc dẹp dọn chướng ngại ở sự kiện Diệp Địa Bắc, Diệp Thiên Nam lên cao, sẽ có lực lượng hậu bị. Hạ Tưởng hiểu, vì nâng đỡ Diệp Thiên Nam lên chức, một cuộc đọ sức chân chính sẽ được trình diễn. Cho nên nói, Phó Bá Cử kéo dài quá giọng điệu. Tôi rất tán thưởng đề nghị của cậu, bước tiếp theo ngăn cản Diệp Thiên Nam đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Lợi ích của nhà họ Phó và nhà họ Ngô hoàn toàn như nhau, nhưng tôi muốn biết khuynh hướng cuối cùng. Nhớ lại những cuộc trò chuyện, dường như đối với hướng đi của Diệp Thiên Nam, chưa hề có ý kiến tiết lộ, v.v. Hạ Tưởng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn ra mặt đề nghị Diệp Thiên Nam rất thích hợp làm công tác đảng, tình cờ đáp một câu, đương nhiên hắn không có để ý, hiện tại suy nghĩ lại, bỗng nhiên bừng tỉnh. Chương 1434, còn thủ đoạn gì chuẩn bị thi triển? Phó Bá Cử cũng không ở lại ăn tối, sau khi nói chuyện xong, liền từ biệt rời đi. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, đêm cuối tháng 9 ở thủ đô, có mấy phần mát mẻ của trời thu, lay động cây cỏ trong sân, vang lên âm hưởng xào xạc của mùa thu. Bữa cơm chiều, ông cụ ôm Hạ Tưởng một cái vẫn chưa đủ, vẫn không buông tay, sợ một khi buông tay thì sẽ bỏ chạy giống như Liên Hạ. Ngô Tài Dương lắc đầu cười không ngừng, Liên Nhược Hạm ánh mắt sống động hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng lại liếc mắt với Hạ Tưởng một cái, tựa hồ trong ánh mắt có không ít điều muốn nói. Hạ Tưởng biết rằng, Liên Nhược Hạm đã quyết định để Liên Hạ ở lại bên cạnh ông cụ, ai cũng không muốn cướp đoạt niềm hạnh phúc của một ông già. Trong bữa cơm, ông cụ cũng không nhắc đến việc Phó Bá Cử đến nhà họ Ngô làm gì, có ý muốn lờ đi không nhắc đến. Sau khi ăn xong, Ngô Tài Dương bảo Hạ Tưởng đi tản bộ cùng ông ta, Liên Nhược Hạm và Liên Hạ thì cùng nhau nói chuyện với ông cụ. Từ lúc Hạ Tưởng tới nhà họ Ngô, đây là lần đầu tiên hắn cùng Ngô Tài Dương quan hệ hòa hợp như thế, mà ông cụ Ngô lại đúng lúc mà đứng lên bỏ mặc ông chủ,
khiến Hạ Tưởng không thể không bội phục mặt cơ trí và ung dung của ông cụ. Kỳ thật ông cụ luôn quan sát toàn cục, có khi thật thông minh, có lúc lại giả bộ hồ đồ, chuyện lớn ở nhà họ Ngô, hết thảy đều ở trong tầm khống chế của ông cụ. Giống như quan hệ giữa hắn và Ngô Tài Dương có chút biến hóa, ông cụ cũng rõ như lòng bàn tay, bởi vậy, khi hắn có thể cùng Ngô Tài Dương chân chính liên thủ triển khai mọi việc, ông cụ vô cùng vui mừng mà khoanh tay đứng nhìn, không nói lời nào. Ngô Tài Dương vẫn nói ra suy nghĩ của mình, Hạ Tưởng cũng kỳ vọng nói chuyện sâu sắc cùng Ngô Tài Dương lại một lần. Lúc Phó Bá Cử rời đi, đã từ miệng của Hạ Tưởng chứng thực được khuynh hướng nghiêng về phía Tổng Bí Thư, bước tiếp theo trong lòng ông ta càng giữ vững kế hoạch, mặc kệ là lợi ích trước mắt hay lợi ích lâu dài, nhà họ Phó lúc này luôn luôn phải theo sát bước chân của nhà họ Ngô, cuộc chiến sắp bắt đầu, chặt chẽ hợp tác mới có khả năng thắng lợi. Không chỉ là sở hữu một vị trí chủ tịch tỉnh, mà còn là thắng thua trong tranh đấu chính trị sâu trong các tầng cấp, nhà họ Phó tuy rằng giỏi đầu cơ, nhưng trước những vấn đề đúng sai, vẫn sẽ kiên định lập trường, phân rõ nặng nhẹ. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là khéo léo trong lúc đối thoại với Tổng Bí Thư, vô cùng hứng thú nói một câu, mà câu hắn nói lúc đó chính là Bí Thư Diệp quả thật rất thích hợp làm công tác của Đảng. Mà Tổng Bí Thư dường như chỉ là thuận miệng trả lời. Cái nhìn của anh rất phù hợp thực tế. Trên thực tế, đã kín đáo biểu lộ thái độ rõ ràng. Về phần đối thoại khác giữa Hạ Tưởng và Tổng Bí Thư, Phó Bá Cử không hề quan tâm, ông ta chỉ cần biết lập trường của Tổng Bí Thư là đủ rồi. Từ nay về sau, nhà họ Phó sẽ cùng nhà họ Ngô chém chông chặt gai, mở một con đường tuy rằng gian nan nhưng nhất định thành công. Đối với việc có thể qua mặt được nhà họ Khâu và nhà họ Mai mà cùng bắt tay chặt chẽ với nhà họ Ngô, Phó Bá Cử không phải không có chút hưng phấn, ông ta hoàn toàn tin tưởng, cuối cùng nhà họ Phó có thể trở thành gia tộc lớn thứ hai ngay sau nhà họ Ngô. Hạ Tưởng cũng nhìn thấy được sự bốc đồng và lòng tin của Phó Bá Cử, tin tưởng trong lòng đối với tiền đồ tương lai cũng tăng lên. So với nhà họ Khâu và nhà họ Mai, âm mưu, thủ đoạn của nhà họ Phó hữu dụng hơn nhiều. Lấy một người chân chính như Phó Tiên Phong đi đối phó Ngụy Quân Tử Diệp Thiên Nam, khẳng định là sẽ có một vở kịch hay vô cùng xuất sắc. Đêm mùa thu, quả thực là có hơi lạnh. Ngô Tài Dương rất ít khi hút thuốc, trong ấn tượng của Hạ Tưởng, cán bộ cấp bậc càng cao, thì hút thuốc càng ít, chỉ sợ là có quy định theo thứ tự cấp bậc, xét tới việc coi trọng sức khỏe và hình tượng, tất cả đều phải cai thuốc lá. Ngô Tài Dương lấy ra một điếu thuốc, giặt ở dưới mũi người, nghĩ muốn hút nhưng cuối cùng lại cất trở lại, cười với Hạ Tưởng. Điều tôi thích nhất ở cậu chính là sự tự chủ, ít khi hút thuốc, uống rượu cũng rất ít, hơn nữa, không bao giờ uống say. Lấy tuổi tác hiện tại của cậu, có thể kiềm chế được như vậy, quả thực không dễ dàng. Mới đầu là khen Hạ Tưởng một câu xong, Ngô Tài Dương lại ngẩng đầu nhìn trời, tựa như vô cùng xúc động nói. Nhớ trước đây bầu trời tràn đầy sao đêm, vô hạn chấm nhỏ luôn khiến trí tưởng tượng của con người ta bay xa. Sau khi tới tỉnh Tây Bắc, không khí cũng không bị ô nhiễm nhiều, buổi tối cũng còn có thể thấy sao. Sau khi trở lại thủ đô, trong trí nhớ của tôi, dường như chưa có lần nào nhìn lên trời thấy được bầu trời đêm đầy sao. Xã hội phát triển, đi đôi với nó là nhiều thứ tốt đẹp cũng bị mất đi. Khó có thể thấy được mặt thơ mộng của Ngô Tài Dương, tuy nhiên, nghĩ đến cũng có thể lý giải. Năm đó Ngô Tài Dương khí phách một mình ở Tây Bắc, một mình khởi hành, phỏng chừng cũng không có ít thời điểm nhìn lên sao trời. Hạ Tưởng không nói tiếp, biết Ngô Tài Dương không phải muốn hắn trả lời, mà chỉ muốn hắn nghe. Sau đó, Ngô Tài Dương lại nói một số chuyện ông ta từng trải qua ở Tây Bắc, dường như chỉ là tản mạn nói chuyện không mục đích, nhưng kỳ thật vẫn là do hôm nay hội đàm liên tục với Phó Bá Cử, bởi vì ông ta chỉ nói lại những hiểm nguy thăng tiến đã từng trải qua. Cũng là muốn ám chỉ với Hạ Tưởng, có đôi khi gian nan hiểm trở cũng không quá đáng sợ, quan trọng là phải duy trì lòng tin, đồng thời, còn phải bình tĩnh đối mặt, không thể có một chút sai lầm nào. Chuyện hôm nay còn cần cậu chuyển lời qua Tổng Bí Thư, nếu chỉ bằng một thế lực gia tộc, cũng không chịu nổi áp lực từ hai phía. Ngô Tài Dương quay lại, vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng. Phải nói gì thì cũng không cần tôi phải nhiều lời, trong lòng cậu chắc cũng có thể biết được, sự tình quan trọng. Không thể qua loa. Hạ Tưởng gật đầu. Khuôn mặt Ngô Tài Dương ẩn hiện dưới ánh đèn đường, thật sự, ông ta vẫn còn hơi do dự một chút, ước chừng nửa phút sau, mới giống như hạ quyết tâm rất lớn, nói. Có một chuyện vốn không nghĩ sẽ nói cho cậu, sợ cậu phân tâm, sợ cậu phải chịu áp lực quá lớn, tuy nhiên tôi đã cân nhắc, cậu chắc hẳn còn có thể gánh vác áp lực lớn hơn nữa,
có đôi khi, áp lực ngược lại còn có thể thúc đẩy người khác tiến bộ tốt hơn. Hạ Tưởng không nói gì, thúc đẩy là chuyện tốt, nhưng không có thể đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của hắn bởi vì hắn không phải mạnh mẽ đến mức đè không sụp. Tuy nhiên, nếu Ngô Tài Dương quyết định nói một bí mật khác cho hắn, ngược lại, hắn nguyện ý lắng nghe và đón nhận. Trầm mặc gật đầu, kiên định không nói gì, biểu hiện bình tĩnh trầm mặc của Hạ Tưởng khiến Ngô Tài Dương cảm thấy hài lòng. Người bình thường nghe thấy trưởng ban tổ chức trung ương vô cùng nghiêm túc chỉ bảo, ít nhiều cũng có biểu hiện hoảng hốt. Tất nhiên cũng là do Hạ Tưởng đã có tiền đề là quen biết Ngô Tài Dương từ trước, nhưng cũng phải thừa nhận, con đường thăng tiến mà hắn đã trải qua, có rất nhiều gian khổ mà nhiều người không tưởng tượng được, cũng đã rèn luyện tâm trí và nghị lực của hắn. Diệp Thiên Nam là lực lượng hậu bị mà Thủ tướng đề nghị kết hợp bồi dưỡng, kỳ thật, một phái khác cũng ra sức bồi dưỡng một người được tuyển khác. Người đó tuy rằng không có vị trí cao như Diệp Thiên Nam, cũng không chắc có được trí tuệ chính trị thành thục như Diệp Thiên Nam, nhưng người đó có ưu thế về tuổi tác, cũng là cấp thứ trưởng giống cậu, đảm nhiệm thứ trưởng Bộ Văn hóa, năm nay 40 tuổi. 40 tuổi đã lên đến cấp thứ trưởng, mặc dù cũng không phải là quá sức ngạc nhiên, nhưng cũng có thể coi là thăng tiến thần tốc, sở dĩ không có danh tiếng, hẳn là do các bộ ở thủ đô và ủy ban trung ương muốn che giấu. Không cần Ngô Tài Dương phải nói. Hạ Tưởng cũng hiểu rõ, nhiệm kỳ mới 2 năm sau, vừa ra thủ đô danh tiếng sẽ vang dội, đảm nhiệm chủ tịch của một tỉnh, hoặc bất cứ lúc nào cũng có thể ra thủ đô, đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy hoặc đảm nhiệm ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh. Chỉ lấy tuổi tác và cấp bậc mà nói, quả thật là đối thủ mạnh mẽ của hắn, Hạ Tưởng liền nói ra suy nghĩ trong lòng. Là 2 năm sau sẽ ra thủ đô hay là thuận theo tình thế, sắp tới sẽ ra thủ đô? Theo tôi phỏng đoán, trước khi có sự kiện Diệp Thiên Nam, Chu Hồng Cơ sẽ ẩn nấp lại 2 năm nữa, và 1 năm sau mới đến thủ đô, một lần sẽ vào được chính bộ. Nhưng vì Diệp Thiên Nam chế tạo cơ hội, có khả năng sẽ thuận theo tình hình mà hành động, nói không chừng nửa năm sau sẽ xuất hiện. Ngô Tài Dương lắc đầu cười. Từ cậu và Diệp Thiên Nam, người ở thủ đô phỏng chừng sẽ cùng đưa ra một kết luận, vẫn lập địa phương sản sinh nhân tài. Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng im lặng nhớ kỹ tên này. Đúng là trước kia hắn chưa từng nghe qua cái tên Chu Hồng Cơ, tuy nhiên cũng có thể giải thích, tên của anh ta có lẽ rất nhiều người bên trong cũng đã từng nghe nói qua, nhưng đối với người bên ngoài, cũng không phải là tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa, nếu nói đối phương cố ý khiến Chu Hồng Cơ khiêm tốn làm việc, cũng sẽ không khó lý giải việc Chu Hồng Cơ ngang trời xuất thế. Trước có Diệp Thiên Nam, sau có Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng cúi đầu im lặng, cho dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Con đường đi của hắn cho dù có tổng bí thư đẩy mạnh, nhà họ Ngô thúc đẩy, cũng sẽ không phải là con đường bằng phẳng rực rỡ ánh mặt trời, nhưng cũng không nghĩ rằng lại gập ghềnh như vậy, phía trước có trở ngại, phía sau lại có truy binh, dùng mấy từ vô cùng khó khăn để hình dung quả thật cũng không quá. Chỉ là, còn có thể làm sao? Khi phải đối mặt với vô số vấn đề nghiêm trọng và uy hiếp, hắn chưa từng lùi bước. Thậm chí ngay cả khi gặp phải người thân bị uy hiếp, hắn chưa từng lui về phía sau dù chỉ một bước. Cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân hóa phúc tị su chi, chỉ cần có lợi cho đất nước, cho dù hy sinh bản thân mình cũng cam lòng, tuyệt đối không vì mình rất có thể sẽ gặp tai họa mà trốn tránh. Ở trong miệng Diệp Thiên Nam có lẽ chỉ là một khẩu hiệu chính trị, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là lời thề và niềm tin mà hắn cần dùng sinh mạng và nỗ lực để chứng minh. Ngày mai, vẫn còn có thời gian, cậu đi gặp mặt Cổ Thu Thật, buổi chiều thì trở về Tương Giang. Ngô Tài Dương nói xong một câu cuối cùng, quay người trở về phòng, để Hạ Tưởng ở lại một mình trong sân, ở dưới hơi gió thu, trầm tư. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng được toại nguyện gặp mặt Cổ Thu Thật, Cổ Thu Thật còn chưa rời thủ đô, cũng bởi vì muốn gặp mặt Hạ Tưởng đàm luận sâu sắc một lần. Nếu nói Hạ Tưởng bị ràng buộc bởi thế lực gia tộc, thì Cổ Thu Thật chính là cầu nối của Tổng Bí Thư, Hạ Tưởng gặp mặt Cổ Thu Thật, tương đương với việc Tổng Bí Thư và thế lực gia tộc gián tiếp qua lại. Hạ Tưởng và Cổ Thu Thật gặp mặt, không nhiều không ít, vừa vặn phù hợp, thậm chí còn vừa kịp đến chuyến bay buổi chiều. Buổi chiều cùng ngày, Hạ Tưởng bay trở về Tương Giang, cùng lúc đó, Cổ Thu Thật bay trở về Hắc Liêu. Thủ đô cũng không vì Hạ Tưởng và Cổ Thu Thật rời đi mà yên bình, bởi vì Hạ Tưởng và Cổ Thu Thật đến thủ đô giống như đầm nước gặp hai khối đá lớn, làm gợi lên từng đợt sóng. Hai người đi rồi, một vòng lại một vòng mở ra, mặt trên tuy không có gì. Kỳ thực ở mặt nước dưới, đang nổi lên một mạch sóng ngầm rất lớn. Điều khiến Hạ Tưởng không ngờ, đó là vừa hạ cánh, lại gặp Diệp Thiên Nam đến đón.
Tình huống bình thường, nếu như hắn đi công cán, khi trở lại Tương Giang cũng phải là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đến tiếp đón. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng không quá để ý đến những nghi thức xã giao, thậm chí còn không yêu cầu ủy ban kỷ luật phái người đến đón tiếp. Nhưng bất luận về công hay về tư, cũng đều không thể kinh động đến tận Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam mặc dù sắp rời khỏi chức vụ nhưng dù sao hiện giờ vẫn còn là phó bí thư tỉnh ủy, trong đảng chức vụ cao hơn Hạ Tưởng. Nhưng đúng như một câu ngạn ngữ, tặng lễ cho người, ắt có điều nhờ vả, Diệp Thiên Nam còn có thủ đoạn gì chuẩn bị thi triển. Sự việc thành ra cho tới giờ, Diệp Thiên Nam còn có tâm tư nào muốn biểu diễn trước mặt hắn. Bắt tay hàn huyên, tỏ ý cảm tạ, hơn nữa còn tỏ vẻ rất cung kính, Hạ Tưởng khách sáo lên xe của Diệp Thiên Nam. Xe bắt đầu đi, vẻ mặt của Diệp Thiên Nam đang từ mỉm cười bỗng chuyển thành nghiêm túc, nói câu đầu tiên. Chủ nhiệm Hạ, thật không dám giấu, tôi đến đây để bàn điều kiện với anh. Chương 1435, ván bài lật ngửa. Ô tô ổn định chạy trên đường cao tốc đi sân bay, so với thủ đô đang tràn ngập sắc thu, thì Tương Giang vẫn như cũ tràn chứa sắc hạ. Chiếc xe Audi chuyên dụng của Diệp Thiên Nam đi thật sự rất êm, lái xe chăm chú nhìn đường. Đối với cuộc nói chuyện của người đằng sau giả mắt điếc tai ngơ. Điều một lái xe phải làm được đó là mắt điếc tai ngơ làm như không thấy và ngậm chặt miệng không được nói đến bất cứ chuyện gì của lãnh đạo, nếu như làm không được, thật xin lỗi, khẳng định sẽ không được tốt. Diệp Thiên Nam ngay trước mặt lái xe, nói câu đầu tiên là muốn bàn điều kiện, chứng minh ông ta tuyệt đối tin tưởng lái xe. Hạ Tưởng không để ý tới việc Diệp Thiên Nam đối với lái xe có tin tưởng hay không. Cũng không thèm để ý vẻ mặt nghiêm túc và thâm trầm của Diệp Thiên Nam, hắn bình tĩnh ngồi ở phía sau, trên mặt hiện lên nét cười như có như không, ung dung, dường như chỉ đang đợi Diệp Thiên Nam nói điều kiện, cũng không có mong đợi gì thêm. Không nhắc đến sự khác biệt về khí hậu giữa Nam và Bắc, tháng 9 ở Tương Giang, so với ở thủ đô còn thiếu một chút vẻ sơ sát, tiêu điều của mùa thu, hoàn toàn chìm trong vẻ rực rỡ, ấm áp của mùa hè. Tổ quốc mênh mông khiến cho người ta cảm thấy rõ ràng khoảng cách giữa đất Bắc và trời Nam. Nhưng mặc cho khoảng cách xa xôi giữa Tương Giang và thủ đô, cũng không quản khác biệt giữa mùa thu phía Bắc và mùa hạ phía Nam như thế nào, khí hậu chân thật có điểm bất đồng nhưng khí hậu chính trị thì vẫn giống nhau. Vẻ mặt Diệp Thiên Nam vẫn bình tĩnh như cũ, tuy nhiên trong ánh mắt lại hàm chứa không ít điều, ông ta cố gắng duy trì thái độ trấn tĩnh, nhưng vẫn có một chút hoảng loạn. Hạ Tưởng liền biết. Bước tiếp theo mà Diệp Thiên Nam mong chờ, có lẽ không được hiệu quả như ông ta muốn. Phó Bí Thư Diệp, có chuyện xin mời nói thẳng, có chỉ thị tinh thần xin mời truyền đạt. Hạ Tưởng không nhiều không ít khách sáo nói một câu, hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng, Diệp Thiên Nam còn có thể sử dụng kỹ xảo gì nữa. Diệp Thiên Nam mỉm cười bi thương, trong nụ cười còn hàm chứa rất nhiều nỗi cô đơn và bất đắc dĩ, nếu không phải Hạ Tưởng quá hiểu ông ta, không phải đã giao đấu không biết bao nhiêu lần. Thì nụ cười vừa rồi, đủ để cho Hạ Tưởng phải mềm lòng. Bốn cậu ấm cô chiêu tỉnh Tương tan rã, đồng minh ở tỉnh Tương sụp đổ, địa Bắc vất vả kiếm được hơn 10 tỷ nhân dân tệ đều bị sung vào công quỹ, tôi thiếu một bước nữa có thể đạt được chiếc ghế chủ tịch tỉnh tỉnh Yến nhưng cũng bay đi mất. Chủ nhiệm Hạ, tôi cả đời đối mặt với không ít người, nhưng anh là thất bại đầu tiên của tôi từ khi tôi chìm nổi trong quan trường vài chục năm tới nay, hơn nữa còn là thảm bại, tôi nghĩ muốn hỏi một câu, vì sao? Diệp Thiên Nam không phải đang chất vấn, cũng không phải nghi vấn, bên trong giọng điệu cũng không có chút nghi vấn nào, chỉ có bất đắc dĩ và bi thương, còn có không cam lòng. Hơn nữa ông ta cố ý xây dựng bầu không khí cô đơn và trầm thấp, khiến cho người ta khi nghe xong, cảm thấy giống như là một người lương thiện đang kêu gào. Nếu người mà Diệp Thiên Nam đối mặt không phải Hạ Tưởng mà là Trịnh Thịnh, thì mấy câu nói vừa rồi đủ để khiến cho tâm tư Trịnh Thịnh bộn bề trăm mối, khó hạ được quyết định. Chính trị vốn chính là sân khấu biểu diễn của các nghệ thuật gia, có người đức nghệ song toàn, có người hai mặt, có người luôn quyết chí tiến thủ mà người lừa tình giả ý cũng có. Hạ Tưởng đúng là thật khó hình dung Diệp Thiên Nam thuộc vào loại người nào, nếu như từ công chúng nhìn ra, thì Diệp Thiên Nam khẳng định đúng là đức nghệ song toàn. Tôi cũng không nói những lời khách sáo, cũng không nói đạo lý lớn gì. Phó Bí Thư Diệp, tôi chỉ muốn nói một câu, ở vị trí nào, thì làm việc của vị trí đó. Xử lý theo sự việc chứ không xử lý theo con người. Hạ Tưởng thản nhiên đáp lại, hắn nghĩ, Diệp Thiên Nam lấy danh nghĩa đến đón hắn là muốn cùng hắn nói chuyện thẳng thắn, có thể cũng chính là lần đối mặt đàm luận cuối cùng, là muốn lật ngửa ván bài. Audio điện tử Võ Tấn Bền
Hết tập 120.